Nhau, Viên Cương sai ba người vào thành tìm hiểu tin tức cần thiết, tiếp đó lại nói với ba người khác, một đường bôn ba vất vả, nắm chặt thời gian thay phiên nghỉ ngơi. Dạ, ba người chắp tay nhận lệnh, xoay người trở về phòng khách của mình. Còn Viên Cương sau đó cùng Nhiêu Hữu Đạo ra khỏi nhà trọ, tản bộ trên đầu tường của quận thành. Hai người thấy mình đường đường chính chính đi dạo, gặp được tiệm bán tơ lụa, Nhiêu Hữu Đạo chạy vào ôm lấy cuộn tơ lụa tốt vuốt phe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Viên Cương chập chập một tiếng ngươi nhìn công nghệ hàng dệt kim này mà xem thật là khéo léo đẹp đẽ không tồi không tồi lời khen này làm chủ tiệm vui vẻ có điều nghiêu hữu đạo chỉ hỏi giá tiền mà không mua quay đầu bỏ đi hại chủ tiệm mừng hụt cửa hàng đồ trang sức buôn chim bán thú gì gì đó khắp nơi đều để lại bóng dáng hỏi giá tiền của nghiêu hữu đạo tóm lại hai người không hề giống với dáng vẻ đến để làm việc mà giống như là tới mua đồ kinh thành tống phủ Tống Cửu Minh mặc thường phục đứng trên bậc thang bên ngoài phòng khách đón khách, người khách có thể làm cho đường đường đình úy đại nhân đích thân chờ đợi nghinh đón đương nhiên không phải đơn giản. Tống Cửu Minh nhìn như nhàn tản đứng đó nhưng hai bên góc, cao thủ hộ vệ lại lúc ẩn lúc hiện. Chờ một lát, bình phong ở cổng bên kia xuất hiện một nhóm người, một tên dâu quai nón cường tráng đi như rồng bước như hổ tới, gương mặt đanh lại tỏ vẻ rất không vui. Người này chính là đại thống lĩnh một trong bốn đại cảnh vệ kinh thành, tên là Vương Hoành. Cấp bậc chức quan tuy không bằng tống cửu minh nhưng trong tay nắm giữ mấy vạn đại quân, cả cái kinh thành này chẳng ai dám khinh thường. Vương Hoành cũng chính là cha vợ của Tống Diễn Thanh, nữ tử mập mạp cúi đầu nhắm mắt đi theo phía sau chính là phu nhân Vương Lưu Phương của Tống Diễn Thanh. chương 61, có người nhà mẹ đẻ, vợ chồng Tống Thư ở bên cạnh vừa cười vừa đi theo, đích thân đưa ông Thông ra đi vào từ ngoài cửa lớn. Tuy nhiên lúc này hình như ông Thông ra không được nể tình cho lắm, sắc mặt trông không được tốt hai bên trái phải của vương hoành có bốn tên tu sĩ hộ vệ đi theo trên đường đi bốn người này luôn cảnh giác xung quanh đi đến dưới bậc thang phòng khách vương hoành ôm quyền chắp tay nhìn lên trên lạnh như băng nói hạ quan tham kiến đỉnh úy đại nhân gương mặt tống cửu minh trước giờ luôn không thay đổi bỗng mỉm cười bước nhanh xuống bậc thang bắt lấy cổ tay vương hoành ông thông ra đa lễ rồi nơi đây không có hạ quan và thượng quan gì hết đều là người một nhà đại thống lĩnh mời vào bên trong đích thân bắt lấy tay vương hoành nhiệt tình kéo vào trong sảnh. Hai người ngồi xuống, mấy người tống thư chỉ có thể chia nhau ra đứng, vương lưu phương cúi thấp đầu, dáng vẻ ấm ấm ức ức đứng ở sau lưng phụ thân vương hoành của mình. Tôi tớ dâng trà lên, chủ khách bưng trà nhấp một hớp, tống cửu minh đã hỏi vào chính đề, ngọn gió nào thổi đại thống lĩnh tới đây vậy? Cạch, chén trà trên tay vương hoành gần như là đập lên bàn trà, rất không khách khí nói, ta mà không đến, chỉ sợ tiểu nữ không sống nổi nữa. Vương hoành ta nhà nghèo cửa nhỏ, không trèo cao nổi tới đỉnh úy đại nhân, hôm nay đến là muốn xin nhà họ Tống một phong thư bỏ vợ cho tiểu nữ. Tống cửu minh kinh ngạc hỏi, cớ gì đại thống lĩnh lại nói ra lời ấy. Phương Nhi nhu thuận hiền lành, nhà chúng tôi yêu thương còn không hết, sao mà không sống nổi nữa. Phu thê tụi nó vợ chồng son ân ái, sao lại nhắc đến thư bỏ vợ làm gì? Chẳng lẽ đại thống lĩnh muốn dùng gậy đánh uyên ương ư? Vương Hoành dựng dâu trợn mắt nói, đỉnh úy đại nhân, năm đó người muốn cưới là nhà họ tống các người, cưới được rồi lạnh nhạt với người ta cũng là nhà họ tống các người con gái gả ra ngoài như nước đổ đi gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì phải theo chó vợ chồng son tụi nó sống thế nào đó là chuyện riêng của tụi nhỏ ta làm sao quản được rộng như vậy nhưng cũng không phải dễ ăn hiếp như tên khốn kiếp tống diễn thanh kia nghĩ đâu dầm lại thêm một trưởng vỗ lên bàn trà làm chén trà nhảy lộn xộn lên một tiếng mắng khốn kiếp ấy làm khóe miệng tống thư giật giật tống diễn thanh là tên khốn kiếp vậy ông ta chẳng phải thành con rùa à người nhà họ tống đều thấy xấu hổ vậy đều biến thành con rùa hết ư đại thống lĩnh quá lời rồi tống cửu minh nhàn nhạt một tiếng vương hoành nói tiếp chẳng quá chút nào hết tên khốn kiếp tống diễn thanh kia ở ngoài ăn chơi đàng điếm lưu luyến nơi trăng gió không phải ta không biết tất cả mọi người đều là nam nhân chút giao tiếp xã giao thông thường ta có thể hiểu được ta cũng đâu phải người không thông tình đạt lý có một số việc ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua coi như không nhìn thấy hắn ta chơi bời ở bên ngoài ta có thể mặc kệ ta cũng không thể dùng dây thường trói lại được nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ hắn ta là người đã có gia đình không thể chơi đến ngay cả vợ mình cũng không để ý ngay cả người mà tiểu nữ này cũng thường xuyên không gặp được đây là xảy ra chuyện gì lần này còn quá đáng hơn cả tháng trôi qua tiểu nữ ngay cả cái bóng cũng không gặp được mỗi ngày phòng không gối chiếc lấy nước mắt rửa mặt có cần ức hiếp người như vậy không nếu không sống nổi nữa vậy thì đừng miễn cưỡng lấy thư bỏ vợ ra, dứt khoát chia tay đi. Giọng kia xém chút sốc cả nóc nhà lên, con gái lão Vương Lưu Phương đứng ở phía sau đỏ vành mắt chùi nước mắt, dáng vẻ ấm ức không chịu được. Người nhà họ Tống rất xấu hổ, hiếm khi đụng phải loại người tới nhà vừa gào thét vừa đập bàn thế này, đổi thành người bình thường đương nhiên là không có tư cách làm như vậy, ai dám làm vậy thử xem. Có điều ra thế bối cảnh của Vương Lưu Phương dù sao cũng không giống bình thường. Nhà họ Tống dù đối với Vương Lưu Phương thấy không hài lòng lắm nhưng từ trên xuống dưới vẫn khách khách khí khí đối với nàng ta. Về mặt đãi ngộ sinh hoạt tuyệt đối đều là nhất, dù trong lòng có ý kiến với nàng ta, kể cả là cha mẹ chồng cũng phải dùng lời nhẹ nhàng mềm mỏng mà khuyên lơn. Tống Cửu Minh mất hết thể diện, tức lộn ruột, lặng lẽ nhìn về phía Tống Thư, bỗng nhiên chỉ tay nổi giận, nuôi không dậy, lỗi của cha. Hôm nay ta hứa câu này ở trước mặt ông thông Gia, sau này nếu như còn xảy ra chuyện như ông thông Gia nói, ta sẽ đánh gãy chân tên khốn kiếp kia. Vương Hoành ngẩng đầu nhìn Trần Nhà, không lên tiếng, mặc kệ Tống Cửu Minh gian dậy Tống Thư, nói cái gì mà Thư bỏ vợ đó chỉ là nói cho có, hôm nay đến ra mặt cho con gái mới là thật. Mắng chửi một lúc lâu, làm Tống Thư phải khúm núm Tống Cửu Minh mới đứng lên, đi đến cạnh Vương Hoành, vẻ mặt ôn hòa nói, đại thống lĩnh, đều tại ta sơ sẩy. Ông yên tâm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu. Mặt khác, việc này có thể đại thống lĩnh đã hiểu lầm tên vô liêm xì kia rồi hiểu lầm vương hoành nhíu lông mày từ từ đứng lên còn tưởng tống cửu minh phải nhận lỗi sau đó hai bên hòa hòa khí khí nói mấy câu có ích rồi sẽ cho qua không muốn tiếp tục ẩm ý gây ra hiểu lầm gì nữa lúc này vương hoành lập tức không vui đây thật đúng là xem thường nhà họ vương mà ngay cả vương hoành như vậy mà cũng không nể mặt sau này con gái ở nhà họ tống còn có thể sống dễ chịu ư tống cửu minh khẽ giơ tay gia hiệu kêu ông thông ra cứ an tâm đừng nóng kề sát thấp giọng dì tai một tháng trước trước khi vị kia ra khỏi thiên lao bề trên đã nói trời tối đầy sao chạy về thượng thanh tông có chuyện quan trọng xử lý cũng không phải là ở bên ngoài lưu luyến không về nó cũng coi như thân bất do so kỷ mong đại thống lĩnh thông cảm hiểu cho hừm vương hoành chớp chớp mắt có lẽ đã hiểu ra là có ý gì vẻ giận dữ trên mặt từ từ tiêu tan thần sắc lộ ra mấy phần suy tư mà đúng lúc này quản gia tống phủ lại xuất hiện ở ngoài cửa Nhìn vào bên trong kêu lên với Tống Toàn, đại gia. Tống Toàn bước nhanh ra ngoài, thấy thần sắc lão quản gia không đúng, biết có thể đã xảy ra chuyện, kéo lão quản gia tới cùng một chỗ dưới mái hiên gần đó, hỏi chuyện gì. Quản gia thấp giọng nói, đích hiếu gia nhà Tam gia đã xảy ra chuyện, đồng thời dâng lên một phong mật báo. Tống Toàn nhận lấy xem xét, sắc mặt dần lộ ra nặng nề, nhanh chóng xoay người trở vào nhà, mời Tống Cửu Minh đang thấp giọng trò chuyện với Vương Hoành qua một bên sau khi thì thầm mấy câu thì chuyển phong mật báo kia tới. Tống Cửu Minh nhìn qua phong mật báo ấy thì từ từ nhắm nghiền hai mắt, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ra không đúng, ai nấy đều đang ngó chừng lão. Sau khi mở mắt ra lần nữa, Tống Cửu Minh nhìn về phu nhân hồ quý chi mẹ của Tống Thư, nói, mẹ lão tam, dẫn Phương Nhi ra ngoài đi dạo đi. Hồ quý chi thưa vâng, đến bên cạnh Vương Hoành mời Vương Lưu Phương đi dạo. Vương Lưu Phương lại nhìn về phía cha mình, Vương Hoành ý thức được hẳn là Tống Cửu Minh có chuyện gì đó, bèn giơ tay, để con gái rời đi. Không còn người bị chuyện này ảnh hưởng nữa, Tống Cửu Minh chuyển mật báo trên tay cho Vương Hoành. Sau khi Vương Hoành xem xong, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhìn về phía Tống Cửu Minh. Minh công, mật báo lần này là thật chứ, dù là giả cũng không đáng lấy chuyện này ra để giả. Tống Cửu Minh nhàn nhạt một tiếng, Vương Hoành yên lặng ngồi xuống, cảm thấy sụi lơ ở trên ghế, thân sắc có mấy phần mờ mịt, hộ vệ sau lưng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì lão tam, còn phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho tốt. Tống cửu minh nghiêng đầu nhìn về phía con trai mình, diễn thanh xảy ra chuyện, đã gặp nạn, tống thư sừng sốt, khó mà tin được, chợt cất bước đến trước mặt vương hoành, giật lấy phong mật báo xem xét. Sau khi nắm rõ tình hình, lão đảo mấy bước ra sau, lung lay sắp đổ, tống toàn nhanh chóng bước tới đỡ lấy ông ta. chương 62, Phượng Nhược Nam 1, đỡ tam đệ mặt đầy đau buồn phẫn nộ, tống toàn có thể hiểu được bi thương trong lòng tam đệ mình, Tam đệ chỉ có mỗi đứa con trai độc nhất là Tống Diễn Thanh thôi. Đại thống lĩnh, nhà họ Tống ta có lỗi với ông rồi." Tống Cửu Minh thở dài một tiếng, chắp tay cúi đầu với Vương Hoành. Vương Hoành có thể nói là tâm loạn như ma, nhưng lão cũng biết, việc này không thể trách nhà họ Tống, mệnh trời khó cãi, chết là cháu trai nhà họ Tống, so với lão nhà họ Tống còn khổ sở hơn. Theo lý thuyết tên khốn kiếp Tống Diễn Thanh kia chết là tốt nhất, trong lòng của lão không chỉ từng chửi mắng một lần thôi đâu, nhưng đến khi việc này biến thành sự thật, lão không biết quay đầu phải ăn nói với con gái lão thế nào nữa. Mà lúc này hộ vệ theo lão tới đây có lẽ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, một tên hộ vệ lạnh nhạt hỏi ai làm. Trong giọng nói rõ ràng đã xuất hiện sát cơ, nghe lời này, vương hoành hơi lấy lại tinh thần, hỏi tên nghiêu hữu đạo này có lai lịch ra sao, dám giết con cháu nhà họ Tống, chán sống rồi à. Tống Toàn vừa đỡ tam đệ mình vừa giải thích, đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên. Đông Quách Hạo Nhiên, Vương Hoành biết người này, lúc Ninh Vương còn sống, Người này là một trong số các tu sĩ qua lại rất thân cận với Ninh Vương, cũng là nhân vật có tiếng tăm trong kinh thành. Lão không chỉ từng gặp một lần, lúc Ninh Vương còn sống tay cầm binh quyền, lão nào dám tùy tiện trêu chọc đến đông quách hạo nhiên. Lúc này không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là đệ tử của lão tặc này, ta chắc chắn lão tặc này thầy nào trò nấy. Tống Toàn nói, đông quách hạo nhiên đã qua đời, chết rồi, Vương Hoành ngạc nhiên, dưới tình huống Thượng Thanh Tông cố ý giữ bí mật, tin tức đông quách hạo nhiên đã qua đời thật ra không bị lan truyền ra ngoài. Lão lấy lại tinh thần, mặt lại lộ vẻ dữ tợt, Ninh Vương chết rồi, Thượng Thanh Tông còn dám phách lối, ta sẽ san bằng cả Thượng Thanh Tông. Tống Cửu Minh giơ tay lên nói, Thượng Thanh Tông không thể tự tiện động vào, bề trên có việc nhìn chằm chằm, đại thống lĩnh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ tự tìm phiền phức. Vương Hoành cả giận nói, có thể có chuyện gì, xảy ra chuyện ta sẽ đến trước mặt bệ hạ tự mình thỉnh tội. Tống Cửu Minh lắc đầu, ra hiệu ý bảo lão không nên hỏi nhiều, nói, đại thống lĩnh tốt nhất vẫn nên nghe ta thì hơn, ta không tiện nói là chuyện gì, có điều ta có thể nói cho ông biết, nếu ông dám làm bừa mà nói, không phải một câu thỉnh tội là có thể giải quyết, chắc chắn bệ hạ sẽ không tha cho ông đâu. Có một số việc ông không tiện nói rõ ràng cho Vương Hoành biết, chuyện 10 vạn tướng quạ là không thể xem thường, bề trên vẫn luôn nghi ngờ có liên quan đến Thượng Thanh Tông, trong lúc quan sát, nếu Vương Hoành dám phá hỏng việc này mà nói, tất nhiên sẽ làm bề trên tức giận, dù Vương Hoành có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy? Vương Hoành giận dữ trợn mắt thét hỏi. Tống Cửu Minh bình tĩnh nói, giết người thì đền mạng. Tạm thời cứ như vậy đi, những thứ khác để sau rồi nói. Vương Hoành đã hiểu, tên nghiêu hữu đạo kia có thể giết, những thứ khác bây giờ còn chưa phải lúc làm sằng làm bậy, mặt lạnh lùng nói chuyện này để ta giải quyết. Tống Cửu Minh lập tức nghiêm khắc cảnh cáo, bên cạnh thương chiếu tông có người khác ở, hiện giờ không thể động vào thương triều tông, ông đừng làm loạn. Vương Hoành, Minh Công yên tâm, ta lập tức đưa tin cho Phượng Lăng Ba, để ông ta giúp ta cản người lại, ta sẽ không động vào thương triều tông, chỉ kêu Phượng Lăng Ba áp giải tên nghiêu hữu đạo kia đến kinh thành, ta muốn đích thân dóc thịt lóc xương hắn. Đối với chuyện này, Tống Cửu Minh ngược lại không lên tiếng nói gì, xem như ngầm cho phép. Bởi vì trong lòng ông rõ ràng, tuy Phượng Lăng Ba nắm giữ trọng binh chống lại triều đình, nhưng dù sao vẫn còn chưa tạo phản, người có địa vị như Vương Hoành mở miệng, bắt một tên tu sĩ quèn là chuyện không hề phí sức chút nào, chút thể diện này Phượng Lăng Ba không đến mức không cho Vương Hoành. Phải biết rằng trước khi Phượng Lăng Ba còn chưa hoàn toàn trở mặt với triều đình hắn ta vẫn còn một số người thân và sản nghiệp ở Kinh Thành, cũng không cách xa Kinh Thành lắm, chỉ vì một tên tu sĩ quèn mà đắc tội với Vương Hoành thì không đáng, nếu như lần này không nể mặt, quay đầu Vương Hoành chắc chắn sẽ tìm đến người thân và sản nghiệp của Phượng Lăng Ba ở Kinh Thành gây rắc rối. Được Tống Cửu Minh ngầm đồng ý, tên nam nhân thô lỗ vương hoành lại để lộ thần sắc ảm đạm nói minh công ta muốn đưa phương nhi về nhà ở lại một khoảng thời gian tống cửu minh gật đầu thở dài cũng tốt tuy diễn thanh không còn nữa nơi này vẫn là nhà của con bé nhà họ vương có chuyện gì cứ mở miệng nằm trong khả năng nhà họ tống sẽ không chối từ xem như cho lão cam đoan hy vọng đối phương đừng bởi vì tống diễn thanh chết mà từ bỏ quan hệ hai nhà vương hoành khẽ gật đầu ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không chu toàn quay đầu bỏ đi trong lòng rối ren một mảnh, việc này lão thật không biết nên mở miệng nói với con gái mình thế nào. Tống Toàn đích thân đưa tiến, sau khi trở về, đưa mắt nhìn Tam đệ ngồi yên trên ghế, than nhẹ một tiếng, quay đầu để vợ lão Tam biết sự việc này còn không biết sẽ khóc giống thành cái dạng gì nữa. Tống Cửu Minh chắp tay nhìn ra cửa bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đường tố tố lá gan không nhỏ, không cho phép Thượng Thanh tông phái người cho thương chiêu tông, cô ta lại dám lá mặt lá trái. Tống Toàn nói, phụ thân, căn cứ vào tin tức tình báo chỉ sợ đường tố tố đã có lòng riêng, diễn thanh e là bị đường tố tố lợi dụng, nếu không nghiêu hữu đạo đi theo thương chiêu tông rời đi lâu như vậy, sao diễn thanh lại không báo cáo. Chỉ sợ diễn thanh cũng ẩn giấu tư tâm cố ý giấu diếm đấy. Tống cửu minh hơi gật đầu, hiểu rõ ý trong lời nói của Tống Toàn, Vương Hoành không hiểu rõ tình huống của Thượng Thanh Tông, nhưng nhà họ Tống ông lại nắm giữ rõ ràng, Tống diễn thanh yêu thích đường nghi không phải bí mật gì, có thể làm cho tên thiếu gia ăn chơi đàng điếm như Tống Diễn Thanh canh giữ không công ở sơn dã nhiều năm như vậy, có thể tưởng tượng được Tống Diễn Thanh có bao nhiêu yêu thích đối với Đường Nghi, nếu không phải nhà họ Tống tạo áp lực, chỉ sợ Tống Diễn Thanh sẽ không chịu từ bỏ. Bên này vừa nhìn thấy tin tức mật báo có lẽ đã nắm chắc tâm lý rồi. Mắt nhìn Tống thư hoang mang lo sợ, Tống Cửu Minh nhàn nhạt dặn dò, Thượng Thanh Tông tạm thời không tiện động vào, có điều mụ già tự cho là đúng kia thì đúng là cũng nên cho mụ biết mặt một chút, thông báo với Thượng Thanh Tông bên kia tung việc này ra đi. Già, dạ, Tống Toàn thưa vâng, nội thành quận Quảng Nghĩa, như hiếu đạo và viên cương dạo quanh một vòng rồi quay về nhà trọ, ba thân vệ được phái ra ngoài tìm hiểu cũng đã trở về, đang chờ bọn họ. Tụ tập trong cùng một phòng, vừa đóng cửa, một tên thân vệ lập tức mở một tấm bản đồ của quận thành Quảng Nghĩa ra, chỉ vào đường đi ngang dọc trong thành nói, đạo ra, nơi này chính là phủ thái thú của quận thành, cũng là biệt viện thường trú của Phượng Lăng Ba, bên ngoài có trọng binh canh giữ, người không phận sự khó mà tới gần. Con trai trưởng Phượng Nhược Nghĩa Thường Xuyên lãnh quân đóng ở nơi trọng yếu tại phía Đông quận Quảng Nghĩa thời gian dài, con trai thứ Phượng Nhược Tiết Thường Xuyên lĩnh quân đóng ở nơi trọng yếu tại phía Tây quận Quảng Nghĩa thời gian dài, và trước sau nắm giữ tình huống tương ứng. Con gái Phượng Nhược Nam lãnh quân đóng giữ trong quận thành, căn cứ vào tin tức tìm hiểu được, bình thường không ở phủ thái thú, phần lớn thời gian đều ở quân doanh cửa phía Đông chủ thành. Chỉ tay vào một chỗ biểu thị là vùng đất gần cửa thành Đông trên bản đồ. Chương 63: Phượng Nhược Nam 2 Nghiêu hữu Đạo im lặng quan sát một lúc, hỏi, Phượng Lăng Ba có ở trong phủ thái thú không? Phượng Nhược Nam có trong quân doanh ở đó không? Thân vệ kia trả lời, nghe nói, thương gia gần phủ thái thú nói sáng hôm nay mới nhìn thấy Phượng Lăng Ba từ bên ngoài tuần tra trở về. Cạnh quân doanh thành đông cũng có người nhìn thấy Phượng Nhược Nam cưỡi ngựa gào thét huấn luyện một đám quân sĩ, chắc là đều có mặt. Việc này không nên kéo dài, vậy chớ chậm chế nữa, gọi các huynh đệ dậy đi. Nghiêu Hữu Đạo nói với Viên Cương một tiếng, rất nhanh, một nhóm ra khỏi nhà trọ, cưỡi ngựa đi thẳng đến vùng đất ở cửa thành đông, trên đường còn thuê một chiếc xe ngựa. Một góc bên cạnh cửa thành đông, không dành cho phòng ốc bình dân, toàn bộ mảnh đất này đều dành cho quân doanh, mảnh đất trống bên ngoài được hàng rào bao lại, có quân sĩ canh giữ, người không phận sự miễn tới gần. Nhóm người nghiêu hữu đạo muốn đi vào, đương nhiên bị thủ vệ lên tiếng ngăn cản. Làm phiền thông báo phượng tướng quân một tiếng, nói cố nhân nghiêu hữu đạo tới chơi nhảy xuống ngựa nghiêu hữu đạo cười tùm tỉm báo với thủ vệ một tiếng hắn không tin khuất ngũ bên kia một đường nhìn chằm chằm chưa từng thông báo cho bên này biết chắc hẳn phượng nhược nam đã từng nghe nói đến cái tên nghiêu hữu đạo hắn rồi nhìn người tỏ thái độ là thái độ bình thường của chúng sinh thủ vệ cũng không cho rằng là bá tánh bình dân mà trực tiếp mở cửa dù sao cả đám đều cưỡi ngựa đó thoạt nhìn cũng không phải là người bình thường lúc này mới có người chạy đi thông báo không đợi bao lâu bên này cho đi có điều ngựa thì không được vào phải xét người bỏ lại toàn bộ vũ khí mới được đi vào. Như hữu đạo ném kiếm cho thân vệ, kêu những người khác ở ngoài chờ, chỉ dẫn theo viên cương đi vào. Một tên thủ vệ dẫn đường, dẫn hai người tới sân huấn luyện, chỉ thấy một đám binh sĩ vùng đao luyện thương luyện tập ở đó, tiếng hò hét ẩm ý. Trên bục chỉ huy, một tướng lĩnh người mặc khôi giáp vóc dáng cao lớn, cầm thương đứng thẳng, quan sát cẩn thận binh lính thao luyện. Phó tướng bên cạnh thì thầm một tiếng với nàng ta, người tướng lĩnh kia mới quay đầu, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương đứng dưới bục chỉ huy. Nàng ta quay đầu xem xét, Ngưu Hữu Đạo đối mặt với thì sửng sốt, âm thầm đổ vài giọt mồ hôi, nếu không phải từ một số đặc điểm trên người nhìn ra đây là nữ nhân mà nói, có lẽ hắn đã bất đắc dĩ cho rằng đây là đàn ông rồi. Phóc sáng của vị nữ tướng này còn cao lớn hơn so với nam nhân bình thường, có thể gọi là cường tráng lưng hùm vai gấu, cũng không ăn mặc trang điểm tô son chét phấn như bình thường, có thể nói là mày rậm mắt to, hai mắt sáng người có thần, ánh mắt nhìn người khác cũng rất hùng hổ đáng sợ, về mặt khí chất thì hơi thanh tú khác biệt với nam nhân bình thường. Nghiêu hiểu đạo tương đối nghi ngờ nữ nhân này không phải là nữ nhân mà năm đó từng nhìn thấy lúc mình trôi trên bè trúc, năm đó vị kia phong trần mệt mỏi, lại ngồi trên lưng ngựa, không thấy rõ không biết có phải nữ nhân không, chỉ nghe giọng nói phát ra là giọng của nữ nhân. Nữ tướng trên bục phung tay lên, động tác thao luyện lập tức ngừng, binh sĩ thao luyện thu quân, trước tiên bước chân tập kết thành đội, sau đó do đội trưởng mang đi xung quanh khôi phục yên tĩnh, đưa mắt nhìn đội ngũ rời đi rồi, nữ tướng mới từ từ xoay người, thương trong tay đột nhiên chuyển một cái, cánh tay lớn vung lên, vèo một tiếng cầm trường thương trong tay ném mạnh ra ngoài, gào thét bắn về phía Ngưu Hữu Đạo. Mặt Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, lúc trường thương đến gần, bên cạnh xuất hiện một cánh tay to, bắt được cán thương, làm trường thương theo đả bắn tới đứng yên như chết. Viên cương bắt lấy trường thương trong tay, chuyển tay vung lên, trường thương gào thét bay ra ngoài 20 mét. Giọt một tiếng, trường thương trực tiếp đâm xuyên vào cột cờ ở 20 mét xa, cắm ở độ cao chừng 10 thước trên cột cờ, muốn lấy xuống đoán chừng hơi khó, cũng coi cách viên cương biểu đạt sự khó chịu của mình. Lực cánh tay này, độ chính xác này, làm hai mắt nữ tướng sáng lên, ánh mắt nhìn về phía viên cương tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Không phải nàng ta không có kinh nghiệm nhìn người, cũng nhìn ra viên cương không phải tu sĩ, bởi vì lúc viên cương phát lực không khách khí thả khí kinh, ví dụ như khi quần áo bị thổi bay, nàng ta không tin viên cương còn trẻ như vậy mà tu vi đã có thể đạt tới loại cảnh giới hơi thở hoàn toàn nội liễm làm văn gió bất động vậy thì chỉ còn một khả năng khí lực thực sự viên cương vừa ra tay rèm sau bục chỉ huy khẽ động trước mắt xuất hiện bốn người lắc mình rơi vào trái phải bên cạnh nữ tướng một màu áo đen đeo kiếm toàn bộ đều là nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này nghiêu hữu đạo chỉ nhìn một cái lập tức nhìn ra bốn người này đều là tu sĩ nhìn tốc độ tu vi của hai người trong đó chỉ sợ không phải mình có thể so sánh được. Có thể có tu sĩ làm hộ vệ, không cần suy nghĩ nhiều, người nữ nhân mạnh mẽ to lớn này chỉ sợ là Phượng Nhược Nam. Nữ tướng đi tới bên này, đứng ở đường biên bục chỉ huy, từ trên cao nhìn xuống quan sát hai người, ánh mắt đảo vài vòng trên mặt hai người, hỏi ai là Nghiêu Hữu Đạo. Trọng điểm của ánh mắt lại chăm chú vào gương mặt Nghiêu Hữu Đạo, rõ ràng đã đoán được ai là chính chủ. Nghiêu Hữu Đạo chắp tay nói, tại hạ chính là Nghiêu Hữu Đạo, tham kiến Phượng tướng quân. Không sai, vị nữ tướng này chính là con gái út trong ba người con của Phượng Lăng Ba Phượng Nhược Nam, nghe vậy lông mày nàng ta hơi nhướng lên. Cố nhân, ta và ngươi xem là cố nhân gì? Nghiêu hữu đạo cười đáp, tướng quân có còn nhớ bè trúc bên bờ sông quận Tử Vân năm đó không? như mẫu ngược lại khắc sâu ấn tượng đối với tướng quân đấy, tránh thoát mũi tên tướng quân bắn tới lại xém chút chết cóng dưới sông luôn. Khóe môi Phượng Nhược Nam cong lên, việc này nàng ta vẫn nhớ, xem như không nhận được thông báo của đám người thương chiêu tông nàng ta rất có ấn tượng đối với cái tên nghiêu hữu đạo này năm đó sau khi bắn ra minh bài rồi bỏ đi nàng ta mới nhớ tới tiểu tử kia sẽ không chết cóng dưới sông đó chứ sau đó muốn quay trở về xem sao nhưng suy xét đến dòng chảy của con sông đoán chừng cũng không tìm được bèn xem như thôi mà sau đó điều khiến ấn tượng tăng thêm chính là người thượng thanh tông cầm minh bài đến tìm nàng ta xác minh xem phải chăng có thật sự gặp mặt nghiêu hữu đạo nàng ta mới biết được tên tiểu tử thông minh nhanh nhạy trên bè trúc đó tên là Ngưu Hữu Đạo, đã vào Thượng Thanh Tông, chỉ là việc này đến giờ Ngưu Hữu Đạo vẫn chưa biết mà thôi. Sau đó chính là gần đây, vừa nghe nói Pháp Sư Tùy Tùng của Thương Chiêu Tông là đệ tử Thượng Thanh Tông, tên là Ngưu Hữu Đạo, nàng ta lập tức nhớ ra là ai. Mà theo tin tức sáng nay mới nhận được, Ngưu Hữu Đạo liên tiếp đánh bại ba sư huynh đệ Tống Diễn Thanh, càng làm cho nàng ta vô cùng kinh ngạc bởi tên Ngưu Hữu Đạo này mới gia nhập Thượng Thanh Tông mấy năm mà lại có thực lực bậc ấy vừa rồi ném mạnh một thương ra là có ý thăm dò, không ngờ viên cương lại cắt ngang. Thì ra là ngươi à, Phượng Nhược Nam hơi khinh thường, mặt mang vẻ châm chọc hỏi, sao đây? Hôm nay chạy tới là muốn tìm bổn tướng quân báo thù ư. Như hữu đạo đáp, không dám, hôm nay là phụng lệnh vương ra đến quận thành mua sắm, nhớ tới có vị cố nhân ở đây, nên đặc biệt tới thăm hỏi. Phượng Nhược Nam, chỉ vì chuyện này, như hữu đạo cười khan một tiếng, đương nhiên, còn có chút việc nhỏ muốn xin tướng quân giúp đỡ chút. Phượng Nhược Nam không khỏi cười lạnh, như rõ ràng muốn nói dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi. Chẳng qua ngoài miệng vẫn sảng khoái nói, nói sơ một chút nghe xem. Như Hữu đạo trà sát hai tay, hơi ngượng ngùng nói, muốn tìm tướng quân mượn ít tiền, không biết trong tay tướng quân có tiện không. Chương 64, tiền ta muốn, người ta cũng muốn. Một, vay tiền, Phượng Nhược Nam rõ ràng hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi, mượn bao nhiêu. Như Hữu đạo vui tươi hớn hở duỗi một ngón tay ra cũng không nhiều chỉ một vạn kim tệ thôi sắc mặt phượng nhược nam thay đổi đua a à, vừa mở miệng đã đòi mượn một vạn kim tệ con số này đối với nàng ta nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ chỉ là quan hệ giữa nàng ta và ngư hữu đạo còn chưa tới mức có thể cho mượn nhiều tiền như vậy huống hồ đối phương và đám người thương chiêu tông còn cuốn chung vào một chỗ lúc này không chút khách khí xua tay nói trong tay rất túng thiếu không tiện chút nào hay là pháp sư tìm người khác nhờ giúp đỡ đi người đâu tiễn khách lúc này có một nữ tử mặc áo đen vọt đến dưới bục đưa tay nói mời như hữu đạo đưa tay ra hiệu chờ một lát mặt dày nghiêm mặt nói tướng quân không ngại đưa điều kiện đi làm thế nào mới đồng ý cho mượn thấy đối phương không kiên nhẫn thái độ căn bản không muốn nói tiếp trong lòng xoay chuyển cảm thấy nhất định phải khiến đối phương nổi lòng hiếu kỳ mới được lập tức sửa miệng một canh giờ chỉ cho mượn một canh giờ sau một canh giờ lập tức trả lại cho tướng quân lại duỗi một ngón tay ra cho mượn một vạn kim tệ trong vòng một canh giờ. Phượng Nhược Nam thật sự thấy hơi tò mò, tên này cuối cùng là muốn làm gì, lạnh lùng hỏi ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi. Nếu ngươi ôm tiền bỏ trốn, ta phải tìm ai trả nợ đây? Đây là nàng ta chỉ nói thế thôi, trên địa bàn này thì không sợ trong vòng một canh giờ Nhiêu Hữu Đạo có thể trốn đi đâu. Nhiêu Hữu Đạo vỗ ngực bảo đảm, không trốn, ta ở lại đây làm con tin được chưa? Một canh giờ sau, nếu không thể trả lại tiền, mặc cho tướng quân xử trí, muốn giết muốn lóc xương xẻo thịt ta thế nào cũng được phượng nhược nam khinh thường lấy mạng ngươi để làm gì cái mạng nhỏ này của ngươi ấy à chỉ sợ nhà họ tống sớm muộn gì cũng sẽ đến lấy đi thôi hiển nhiên đã biết chuyện nghiêu hữu đạo giết tống diễn thanh nghiêu hữu đạo cười ha ha nói mạng nhỏ này của ta nhà họ tống đâu dễ lấy đi như vậy chẳng qua tướng quân đã nghĩ như thế ta bằng lòng đánh cược với tướng quân nếu như ta thua một canh giờ sau một vạn kim tệ nguyện cả gốc lẫn lãi thành 10 vạn kim tệ trả lại cho tướng quân, quyết không nuốt lời. 10 vạn kim tệ, đây thật đúng là không phải con số nhỏ, mấy nữ tử áo đen liếc nhìn nhau. Phượng Nhược Nam hơi động lòng, 10 vạn kim tệ đủ cho tất cả người ngựa của quận Quảng Nghĩa mở rộng thêm mấy lần, có điều ngoài miệng vẫn không buông tha, châm chọc nói, ngay cả một vạn kim tệ ngươi còn phải đi mượn, ở đâu ra 10 vạn kim tệ mà trả cho ta. Như hữu đạo đáp, coi như không bỏ ra nổi 10 vạn kim tệ, nhất định cũng lấy ra được đồ vật trị giá 10 vạn kim tệ để gán nợ. Vương gia nhà ta tuy không có tiền nhưng một ít gia sản đáng tiền vẫn phải có. Nếu tướng quân không tin, ta bằng lòng dùng thứ này làm tín vật. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực, ném tới, đây là trước khi xuất phát hắn đến tìm thương chiêu tông mượn dùng, nói là tới gặp Phượng Lăng Ba dù sao cũng phải có tín vật xác nhận thân phận, cũng là vì dễ dàng ra hiệu lệnh cho thân vệ cùng đi theo. Sau khi nữ tử áo đen ở đối diện nhận vào tay kiểm tra xong, bèn chuyển sang cho Phượng Nhược Nam. Người sau cầm lấy xem xét, phát hiện là lệnh bài quận vương của Thương Chiêu Tông, sau khi lặp đi lặp lại xem xét mấy lần, xác nhận không phải đồ giả, bên trên có khắc con dấu hoàng thất vô cùng khéo léo, rất khó giả mạo. Lệnh bài này nói đáng tiền cũng đáng tiền, nói không đáng tiền thì cũng không đáng tiền, chủ yếu là phải xem quyền thế của chủ nhân lệnh bài như thế nào. Đối với Thương Chiêu Tông hiện nay mà nói, tấm lệnh bài này hiển nhiên là không đáng bao nhiêu tiền, chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, đối với bản thân thương triều tông lại là uy tín danh dự và vấn đề thể diện lớn lao. Nói cách khác, không đáng tiền đối với người khác nhưng lại rất đáng tiền đối với thương triều tông. Có lệnh bài này trong tay, Phượng Nhược Nam yên tâm, không sợ thương triều tông quyệt nợ, sờ sờ lệnh bài trong tay, lạnh nhạt nói, người muốn đánh cược cái gì. Nghiêu Hữu đạo lại nói, vẫn là câu nói kia, tìm tướng quân mượn một vạn kim tệ, trong vòng một canh giờ ta sẽ trả lại lệnh bài này làm tín vật thế chấp. Phượng Nhược Nam lắc lắc lệnh bài trong tay, ta hỏi ngươi muốn đánh cược như thế nào? Như Hữu Đạo thầm mắng, khẩu vị của nữ nhân này thật là lớn, xem ra đúng là muốn kiếm 10 vạn kim tệ kia rồi. Cái gọi là đánh cược chỉ là hắn muốn gây cho đối phương hứng thú để tiếp tục nói tiếp, đừng vì một hai câu không hợp đã đuổi người ta đi, cười khan nói, đâu nhất thiết phải đánh cược nhỉ? Chân mày Phượng Nhược Nam nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi dám đùa bỡn ta? Không dám, không dám, được được, chúng ta đánh cược là được mà. Ngưu Hữu Đạo giơ hai tay lên, tỏ vẻ giơ hai tay đầu hàng, nghĩ ra cách đánh cược, một vạn kim tệ, mượn một canh giờ, ta cược đến lúc đó tướng quân sẽ không cho ta trả tiền, còn thả ta bình yên rời khỏi quân doanh. Nếu ta thắng thì một vạn kim tệ này đương nhiên là không cần trả, nếu ta thua cuộc, sẽ dâng lên cả gốc lẫn lãi 10 vạn kim tệ, không biết ý của tướng quân thế nào. Phượng Nhược Nam suy nghĩ một lát, cảm giác vụ cá cược này có vấn đề, đôi mắt sáng lập lòe, cười lạnh nói, ta thấy không ổn, hay là thay cái cách cá cược khác đi, ta cho ngươi mượn một vạn kim tệ, hạn cho ngươi trong vòng một canh giờ phải trả lại, nếu có thể thuận lợi trả lại, ta sẽ thả ngươi bình yên rời đi, nhưng nếu quá hạn, phải trả cho ta cả gốc lẫn lãi 10 vạn kim tệ, bản thân ngươi mặc cho ta tùy tiện xử trí, còn có hắn ta. Giờ cầm lên về phía viên cương, không thể trả tiền đúng hạn mà nói, hắn ta phải về phục vụ dưới trướng của ta, thế nào? Nghiêu Hữu đạo thấy hơi buồn cười, phát hiện nữ nhân này thật đúng là người không chịu thiệt thòi cách cá cược như vậy trước sau người ta đều không ăn thua thiệt hắn cố ý tỏ vẻ mình hơi khó xử tướng quân cách cá cược này hình như ta không có chút chỗ tốt nào ấy nhỉ phượng nhược nam trợn mắt nói ta đồng ý cho ngươi vay tiền chẳng lẽ không phải chỗ tốt ư ngươi thấy bộ ai cũng có thể mượn được tiền từ chỗ ta à sao đây ngươi không nắm chắc trong vòng một canh giờ có thể trả tiền ư nói vậy ngươi là cố ý chạy tới lừa gạt tiền Nghiêu Hữu đạo cười khổ, ta đã chấp nhận ở lại đây làm con tin, sao lại là lừa gạt tiền. Phượng Nhược Nam quát lên, nếu đã nắm chắc thời gian quy định trả tiền, người còn sợ cái gì? Có đánh cược hay là không? Tay vịn lên chuôi kiếm bên hông, dáng vẻ muốn phẫn nộ rút kiếm. Nghiêu Hữu đạo chỉ có thể dở khóc dở cười đáp, được được, nghe tướng quân, ta cược. Phượng Nhược Nam nhìn chăm chú về phía viên cương, ê, to con, người có đồng ý không? Viên cương khẽ gật đầu, Phượng Nhược Nam quả quyết xua tay nói, lấy một vạn kim tệ ra đây. Rất nhanh, có mấy người khiêng một cái dương nặng chiếu tới, mở nắp dương ra, bên trong để lộ một đống kim tệ vàng óng ánh, một cái hòm giống khác bầy bên cạnh, chuyển đổi dương ngay trước mặt Nhiêu Hữu Đạo và Viên Cương, trên thực tế chính là kiểm kê rõ ràng. Xác nhận số tiền không sai, Phượng Nhược Nam lại xua tay nói, giấy và bút mực, viết lại cách đánh cược. Lập tức có người dâng bút mực giấy nghiên đến, viết xong cách đánh được, thì bưng tới để hai bên xác nhận, Phượng Nhược Nam, Như Hiếu Đạo và Viên Cương đều ấn dấu tay lên đó, hai bên mỗi bên cầm một phần. Chương 65, tiền ta muốn, người ta cũng muốn. Hai, quá trình vay tiền xem như hoàn thành, chỉ thấy Viên Cương ngồi xuống ngựa một tiếng, trong tiếng hít thở, nhấc cái dương mà mấy người mới có thể nhấc nổi một mình nâng lên, nhấc cánh tay nửa gánh trên đầu vai. Hành động này lại khiến mắt Phượng Nhược Nam nhanh chóng lóe lên tia sáng kỳ dị lần nữa, thầm khen một tiếng hảo hán, khí lực thật là lớn, đúng là một mãnh tướng. Tướng quân, ta tiến hắn ta tới cửa, tiện đường dặn dò mấy câu rồi về ngay. Nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn Phượng Nhược Nam xin chỉ thị một câu, dù sao đã đồng ý làm con tin rồi. Phượng Nhược Nam rất hào phóng phất phất tay, cũng không sợ Nghiêu hữu đạo có thể chạy trốn ngay trên địa bàn của mình. Sau khi hai huynh đệ đi xa rồi, Nghiêu hữu đạo quay đầu đưa mắt nhìn, nói nhỏ với viên cương đang khiêng dương ở đối diện, nữ nhân này không có ý tốt, dã tâm rất lớn, tám chín phần mười là muốn hãm hại ta, sau này để ta xem nàng ta khóc thế nào. Viên cương nói, đạo gia, ngài hãm hại nàng ta như vậy, cẩn thận nàng ta hận ngài cả đời đấy. Như hữu đạo vui vẻ cười ha ha, rõ ràng là ta đang giúp nàng ta đấy nhé. Hầu tử, nghĩ lại thì, nhìn vóc dáng của nữ nhân này ngược lại thấy rất xứng đôi với người đó nha. Mắt ngài có vấn đề rồi, viên cương khinh bỉ một tiếng, lại sửa miệng, nếu ngài có thể khiến nàng ta đồng ý, thì ta không ngại đâu. Ấy, Nhiêu Hữu đạo cười khan nói, hay là thôi đi, con liệt mã này không phải ai cũng có tư cách cưới đâu, huynh đệ chúng ta vô phúc tiêu thụ, hay là để lại cho người nào đó có phúc khí hưởng thụ đi. Trên bục chỉ huy, đưa mắt nhìn hai người đi xa, Phượng Nhược Nam nhìn hai bên trái phải nói, đi theo dõi cẩn thận cho ta, xem cuối cùng bọn họ muốn làm cái quỷ gì, đừng để cho bọn họ trốn, lúc cần thiết trực tiếp truyền lệnh ta đóng kín bốn cửa thành. Còn nữa, chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bọn họ thật sự có thể trả tiền đúng hạn, trên đường bố trí trở ngại, không cho phép bọn họ trở về trong thời gian quy định. Tiền đặt cược này ta thắng chắc, tiền ta muốn, người ta cũng muốn. Bốn nữ hộ vệ bên cạnh tên là Mai, Lan, Trúc, Cúc nghe vậy cười khẽ, nhanh chóng hiểu rõ nàng ta không có ý tốt. Hai người Trúc, Cúc gật đầu đồng ý, rời đi chuẩn bị. Cửa ra vào quân doanh, sáu tên thân vệ chờ ở ngoài hàng rào thấy nhiều Hữu Đạo và Viên Cương đi ra, muốn tới gần cửa ra vào nghênh đón nhưng lại bị thủ vệ cản lại. Hai người đi ra. Nghiêu Hữu Đạo vẫy tay, xe ngựa. Bên này lập tức dắt xe ngựa tới, Viên Cương đặt cái dương nặng chiếu lên xe, quay đầu lại hỏi Nghiêu Hữu Đạo, ngài ở lại đây sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Nghiêu Hữu Đạo thản nhiên, chỉ cần bên chỗ ngươi gọn gàng sạch sẽ một chút, ta sẽ không có việc gì. Một tên thân vệ tò mò hỏi, đạo gia, ngài không đi ư? Viên Cương quay đầu quát, đừng nói nhảm, đi. Bản thân cũng xoay người lên ngựa, Nghiêu Hữu Đạo ở bên cạnh dặn dò, làm ầm ý lớn một chút. Viên cương khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, quay đầu lại chào hỏi với mấy người còn lại rồi nhanh chóng rời đi. Cúc đi tới trước hàng rào, nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt một lúc, phát hiện bên này ngay cả xe ngựa cũng chuẩn bị sẵn, đây là chắc chắn có thể mượn được tiền từ chỗ tướng quân bên này à. Nghiêu Hữu đạo xoay người quay đầu lại, trông thấy nàng ta, khẽ gật đầu cười cười, rồi đi lướt qua, trở về trong quân doanh. Cúc quay đầu nhìn hắn một cái, chợt bước nhanh rời khỏi quân doanh, đuổi theo hướng viên cương. Mà viên cương cũng chưa đi xa, vừa đến chỗ rẽ ở đầu đường, lập tức gọi sáu tên thân vệ tiến lên, có tiến vào xe ngựa, có ngăn ở ngoài xe ngựa vây xem. Trong xe ngựa viên cương mở cái dương ra, một dương kim tệ sáng chói mắt, đám người không khỏi khẽ kinh hô một tiếng, nhìn nhau. Thế mà chỉ chớp mắt làm ra nhiều tiền như vậy, rõ ràng là lấy được từ trong quân doanh, vị đạo gia kia thật là có năng lực ha. Viên cương thì bắt đầu chia tiền, cho bốn người trong đó mỗi người một túi tiền, lệnh cho hai người một tổ cùng đi mua sắm đồ vật, nơi mua sắm đồ vật và giá cả đều đã sớm viết sẵn danh sách đưa cho bọn họ, để bọn họ trực tiếp tới địa điểm chỉ định mua về là được, sau khi mua xong thì mang đồ vật đến địa điểm chỉ định gặp mặt. Chỉ có một yêu cầu, phải làm tốt chuyện được giao, còn phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh chóng. Hai người một tổ mang theo tiền chia nhau mà đi, cũng không biết phiên cương dặn dò như vậy là có ý gì, dù sao bọn họ cứ làm theo là được viên cương thì mang theo hai người còn lại cùng hơn phân nửa tiền rời đi. Cúc bám theo đằng sau thấy một đám người chia thành ba hướng, không biết phải bám theo bên nào mới tốt, cuối cùng vẫn theo viên cương, dù sao nhìn viên cương là biết ngay là đầu não của cả đám. Chẳng qua thì cũng không buông tha cho hai nhóm người còn lại, từ một cửa hàng gần đó kéo mấy tên tiểu nhị đi ra. Thị đưa minh bài chứng minh thân phận lên, mấy tên tiểu nhị đương nhiên không dám không nghe theo, tuân theo lời dặn của thị chạy tới nhìn chằm chằm hành động của hai nhóm người còn lại. Nơi viên cương dừng chân đầu tiên là một cửa hàng tơ lụa, sau khi vào thì mua sắm một đống tơ lụa thượng hạc, thanh toán tiền đặt cọc xong, yêu cầu chủ quán trong thời gian quy định đưa đến địa điểm chỉ định theo yêu cầu. Chủ quán vui vẻ không diễn tả được, gặp được khách hàng lớn ra tay hào phóng thế này, liên tục bảo đảm sẽ không sơ suất, kêu viên cương tuyệt đối yên tâm. Ra khỏi cửa hàng tơ lụa, điểm dừng chân thứ hai là một cửa hàng trang sức tốt nhất trong thành, cũng giống như trước đó, tiếp tục bỏ ra một số tiền lớn đặt cọc, mua một đống đồ trang sức thượng hạng. Thực sự giống như xài tiền như nước, cúc một đường bám theo phía sau, thấy hơi không hiểu rốt cuộc là viên cương muốn làm gì, cuối cùng thấy viên cương tới một gánh hát, mang theo một đám người thổi kèn đàn hát từ bên trong đi ra, không biết muốn đi đâu. Sau khi đi vào khu vực nội thành, cúc mới phát hiện nơi đây vô cùng náo nhiệt, xe ngựa kéo theo xe chở đồ, đằng sau còn có dê bò thành đàn, gà vịt ngan ngỗng lung tung lộn xộn. Ba nhóm người được chia ra đều tập trung cùng viên cương ở đây. Người của cửa hàng đồ trang sức bảo vệ từng hộp đồ trang sức đến, trưởng quầy cửa hàng tơ lụa mang theo đám tiểu nhị đưa đồ tới, cũng dựa theo yêu cầu đã dặn dò trước đó, phục vụ chu đáo, giúp đỡ chất lên xe, gộp lại thành gánh, giúp quấn lụa đỏ ăn mừng lên các gánh, các xe vật phẩm khác. Viên cương chỉ huy những người khác quấn lụa đỏ ăn mừng lên tất cả đồ vật, cả đám người bận rộn chân không chạm đất. Hai bên đường không ngừng tụ tập đám người vây xem náo nhiệt, không ít người thấy thế vô cùng hâm mộ, dối rít bàn tán xôn xao, đây là nhà ai kết hôn vậy, ra tay hào phóng thật đấy. Cúc lẫn trong đám người đứng bên ngoài quan sát cũng thấy kỳ lạ, trong tư thế này quả thật đúng là gả cưới, đây là đưa dâu, hay là cưới vợ nhỉ. Đám thân về cùng phối hợp cũng ngơ ngác, viên ra đây là muốn làm trò gì đây. Thấy tất cả mọi người đã quấn lụa đỏ ăn mừng xong xuôi, viên cương ra hiệu cho sáu người làm hộ vệ áp trận xung quanh, chợt cưới ngựa đi trước, quát với gánh hát xếp hàng đằng sau, náo nhiệt lên đi theo ta tiếng khua chiêng gõ trống thổi kèn len keng thùng thùng trong nháy mắt ồn ào náo nhiệt khiến đám người hai bên đường không ít người phải trầm trồ khen ngợi. chương 66, gà bay chó chạy, viên cương vung tay lên, cưỡi ngựa cao to đi đầu, dẫn đội ngũ trùng trùng điệp điệp một đường xuất phát. Trên đường có không ít người cũng tiến lên theo, muốn nhìn xem cuối cùng là nhà ai tổ chức tiệc vui, cúc cũng buồn bực đứng lẫn trong đó. Đích đến cuối cùng của đội ngũ trùng trùng điệp điệp này làm cho cúc thấy trợn tròn mắt, phủ thái thú quận thành xung quanh phủ thái thú có trọng binh canh giữ trước mặt có một mảnh đất trống bên ngoài bầy ngựa khỏe có một đội binh sĩ bảo vệ thấy một đám người chen chúc đi đến đội người ngựa phòng thủ đề cao cảnh giác trong nháy mắt đau thương rút ra soàn soạt có điều người ngựa thủ vệ thấy đội ngũ đón dâu náo nhiệt vui mừng như vậy cũng ngạc nhiên không biết đây là tình huống thế nào có một tốp quân sĩ từ đằng sau ngựa khỏe đi ra cản đội ngũ đón dâu tiếp tục tới gần lại tên tướng dẫn đầu quát là ai Viên cương ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa cao rộng quát, dung bình quận vương thương triều tông đến đây cưới phương nhược nam con gái của thái thú quận Quảng Nghĩa. Dung bình là phong hào của thương triều tông, từ khi y ở kinh thành xảy ra chuyện phải vào tù, phong hào ninh của thân vương thừa kế đã bị tước đoạt, thân vương hạ xuống làm quận vương, nghe phong hào dung bình là có thể tưởng tượng được thái độ của triều đình đối với thương triều tông. Lời này vừa nói ra, cúc đứng ngoài quan sát có chút hoang mang. Cưới tướng quân sao, ẩm ý nửa ngày là tới để cưới tướng quân sáu tên thân vệ cũng trợn tròn mắt, vương gia kết hôn. Bá tánh xung quanh có người ngạc nhiên, có người gieo hò khen hay, đối với một số người mà nói dung bình quận vương thương Triều Tông rất nổi danh, nhưng đối với bá tánh ở nơi cách xa kinh thành mà nói, rất nhiều người căn bản không biết thương Triều Tông là ai, chỉ nghe đến hai chữ quận vương thì biết ngay là người có địa vị rất cao, đây là vị vương gia nào đó muốn cưới phượng tướng quân đấy. Đội người ngựa đi ra ngăn cản cũng ngơ ngác, người phía sau ngựa khỏe hai mặt nhìn nhau, có việc này à? làm sao một chút tin tức cũng không nghe nói thế nhỉ chuyện lớn như thế vì sao phủ thái thú không có chút động tĩnh nào vậy tiểu tướng tra hỏi trợn mắt khá hốc mồm thân vệ của thương triều tông lập tức nhảy xuống ngựa hai tay dâng lên một phần danh mục quà tặng đỏ thẫm đây là danh mục quà tặng lễ hỏi xin tướng quân nộp cho thái thú tiểu tướng kia muốn nói lại thôi chuyện lớn như vậy tên này thực sự không làm chủ được đành phải mời viên cương chờ một lát một đường chạy chậm vào trong phủ thái thú bẩm báo Viên cương thì không chút hoang mang chắp tay nhìn đám người ẩm ý khen hay xung quanh, tỏ vẻ cảm ơn chư vị đã đến xem. Bất ngờ tập kích bên này đúng là vì không còn cách nào khác, thương triều tông bị ảnh hưởng từ ninh vương nên thanh danh quá kém, trực tiếp tới thăm viếng mà nói, chỉ sợ ngay cả Phượng Lăng Ba cũng chẳng gặp được, Phượng Lăng Ba tám chín phần 10 là không muốn dây vào mớ rắc rối này. Động tĩnh bên đây lập tức truyền đến phủ thái thú, nhanh chóng làm phủ thái thú ẩm ý đến gà bay chó chạy, có người chạy đến cửa ra vào nhìn động tĩnh bên ngoài, còn có người bò lên trên đầu tường nhìn ra ngoài quan sát bên ngoài quả thật là lễ hỏi một hàng dài thật dài đếm không hết có bao nhiêu xe nữa chỉ chốc lát sau tiểu tướng kia chạy trở về mời viên cương vào phủ thái thú tất cả những người khác đều không được phép đi vào cúc cũng ra khỏi đám người vây xem náo nhiệt người khác vào không được nhưng thị tiến phủ thái thú đương nhiên là không thành vấn đề bây giờ thị vẫn còn thấy hơi hoang mang phải đi vào làm cho ra lẽ cuối cùng đây là xảy ra chuyện gì cũng tiện quay về bẩm báo với phượng nhược nam không ít người tụ tập bên ngoài chính sảnh của phủ thái thú xì xào bàn tán, nam nam nữ nữ gì cũng có. Trong chính sảnh chỉ có mấy người, một hán tử dâu ngắn vóc dáng cao gầy mà cầm bào chắp tay đi qua đi lại trong chính sảnh, khí độ bất phàm, rất có uy nghi, chỉ là sắc mặt hơi không dễ nhìn, chính là thái thú Phượng Lăng Ba của quận Quảng Nghĩa. Còn có một phụ nhân thân hình cao lớn mặc đồ hoa ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trong tay cầm danh mục quà tặng xem xét, chính là chính thê Bành Ngọc Lan của Phượng Lăng Ba những thứ trong danh mục quà tặng này chỉ sợ không dưới vạn kim không hổ là quận vương vừa ra tay chính là lấy vạn kim ra làm trò đùa bành ngọc lan phát ra một tiếng cười lạnh mà viên cương vừa tiến vào phủ thái thú lập tức bị thủ vệ cầm đao ở hai bên cùng nhau tiến lên trói lại còn bị đấm đá mấy cái chẳng qua viên cương không hề phản kháng mặc cho bị trói viên cương bị trói gô đẩy vào chính sảnh cứng rắn đứng thẳng ở đó dáng vẻ không lo không sợ không quan tâm hơn thua vừa nhìn là biết không phải giả vờ giả vịt ánh mắt phượng lăng ba lướt nhanh qua thầm khen một tiếng giỏi cho một hán tử có điều ngoài miệng vẫn hừ lạnh một tiếng ngươi là người phương nào dám giả mạo dung bình quận vương tới đón dâu viên cương bình tĩnh đáp tiểu tốt viên cương dưới trướng của vương ra quả thật phụng lệnh của vương ra tới đón dâu chưa từng giả mạo viên cương phượng lăng ba quan sát viên cương từ trên xuống dưới một lần căn cứ vào tin tức chuyển đến dưới trướng thương triều tông thật sự có người tên là viên cương coi như ngươi là người của thương triều tông đi, lúc nào thì phượng mỗ đồng ý gả con gái cho y hả? Đường đường là hoàng tộc, chẳng lẽ ngay cả chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết ư? Viên cương đáp, trong lúc vội vàng khó tránh khỏi sơ sót, có điều lễ vật cưới vợ mà vương gia dâng lên lại vô cùng có thành ý. Buồn cười, bành ngọc lan vỗ bàn đứng dậy, tiện tay quảng danh mục quà tặng vào mặt viên cương. Cả giận nói chỉ với những thứ này mà muốn cưới con gái của ta. Viên cương nói, Danh mục quà tặng mà phu nhân vừa xem chỉ là con số lẻ lấy ra trang trí bề ngoài cho người khác nhìn, lễ nặng thực sự chưa từng bày ra đâu, một phần danh mục quà tặng khác đang ở trong ngực ta, hoàn toàn là lễ nặng, bảo đảm thái thú và phu nhân xem rồi sẽ thích. Vợ chồng hai người nhìn nhau, Phượng Lăng Ba gật đầu ra hiệu một cái, lập tức có người tiến lên, đưa tay sờ soạng vào ngực viên cương một lát, cuối cùng quả thật mạnh mẽ rút ra một phần danh mục quà tặng khác, chuyển tới trên tay Phượng Lăng Ba. Phượng Lăng Ba mở danh mục quà tặng ra, chỉ xem xét một lát, mí mắt lập tức dập giật, bộc một tiếng, vội vàng khép danh mục quà tặng lại, ánh mắt nhìn về phía viên cương tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Bành Ngọc Lan kinh ngạc, lễ vật gì có thể làm cho chồng mình thất thố như vậy? Bèn đưa tay rút danh mục quà tặng từ trong tay Phượng Lăng Ba xem, mang theo vài phần tò mò mở ra, ai ngờ cũng chỉ mới nhìn một cái bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, cũng bộc một tiếng nhanh chóng khép danh mục quà tặng lại, giống như sợ bị người khác nhìn thấy vậy. Đè xuống ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng, Phượng Lăng Ba chỉ vào đám người đang ngó giáo rác ngoài cửa thét một câu, xem náo nhiệt cái gì, cút. Nam nữ ngoài cửa lập tức giải tán hết, ai nấy vội vàng chạy trối chết, trả lại sự thanh tịnh cho sân đình. Phượng Lăng Ba nhìn chằm chằm Viên Cương, trầm giọng nói, những thứ trong danh mục quà tặng này là thật chứ? Viên Cương đáp, ta không phải chính sứ rước dâu, cũng chưa từng xem qua danh mục quà tặng, không biết trong đó có gì, chỉ là phụng lệnh làm việc. Chính sứ rước dâu là một người hoàn toàn khác, chắc là hắn biết rõ đấy. Phượng Lăng ba híp mắt hỏi, đã là tới đón dâu, vì sao không thấy chính sứ, chẳng phải thất lễ ư? Có kiểu rước dâu như vậy sao? Viên Cương nói, không phải chính sứ không muốn đến, mà có muốn đến cũng không được, hiện giờ chính sứ đang bị lệnh Thiên Kim Phượng Nhược Nam giam giữ trong quân doanh, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Chương 67, Hèn hạ vô sỉ. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ con gái đã biết việc này nên mới bắt giam chính sứ rước dâu ư? bành ngọc lan nhịn không được hỏi một câu chính xứ là người phương nào chẳng lẽ là lam nhược đình viên cương đáp là pháp sư tùy tùng của vương gia nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo vợ chồng hai người nghẹn họng sau đó phượng lăng ba nhíu mày quát một tiếng làm càn cũng không biết là nói phượng nhược nam hay là đang nói nghiêu hữu đạo bành ngọc lan thì lập tức nhìn về phía sau kêu lên bạch siêu ngươi mang theo hai người lập tức qua đó xem sao dẫn người về đây đừng để nha đầu kia làm loạn Đằng sau có một hán tử trung niên, hai tay ôm ngực dựa vào một cây cột, trong ngực ôm một thanh kiếm. Nhìn tuổi tác không già lắm nhưng mái đầu lại bạc trắng như xương, hoàn toàn trắng xóa, bình tĩnh khẽ gật đầu, bước nhanh khỏi chính sảnh, ra ngoài kêu thêm hai người, trực tiếp phi thân bay lên không rơi xuống nóc nhà. Ba người cùng ra khỏi phủ thái thú, một đường bay lượn trên nóc nhà từ đầu đường đến cuối ngõ trong quận thành, người nhẹ như chim yến, người qua đường đi lại ở đầu đường hiếm ai chú ý tới. Không bao lâu sau, ba người mới từ một nóc nhà bay xuống, rơi vào mảnh đất trống ở bên ngoài quân doanh, nhanh chân xông vào trong quân doanh. Tuy thủ vệ quân doanh không ai ngăn cản nhưng Bạch Diêu vẫn dơ một lệnh bài thông hành lên, chứng minh thân phận của người xâm nhập. Một nhóm ba người đi thẳng đến quân trướng trong quân doanh, không trải qua thủ vệ thông báo đã xông vào trong, sợ Phượng Nhược Nam làm ra chuyện hồ đồ thật sự giết chết chính xứ gì đó. Đi vào trong trướng thì nhìn thấy Phượng Nhược Nam mặc khôi giáp đang khoanh tay nhìn địa đồ trên tường. Tướng quân, thủ vệ chạy vào theo hơi lúng túng, bởi vì chưa kịp thông báo đúng lúc. Phượng Nhược Nam xoay người, thấy thế hơi sừng sốt, phất tay để thủ vệ lui xuống, kỳ quái hỏi, Bạch Thúc, sao Thúc lại tới đây? Bạch Siêu hỏi, tiểu thư đã bắt giam nhiều hữu đạo. Phượng Nhược Nam lại khẽ giật mình, trả lời, đúng thế. Làm sao? Bạch Siêu nhìn xung quanh một vòng, người đâu rồi? Phượng Nhược Nam, đang bị canh giữ trong lều vải bên cạnh. Không đợi nàng ta nói hết câu, Bạch Siêu đã quay đầu bỏ đi, ra khỏi trướng xem xét xung quanh thấy bên trái có một lều vải cửa ra vào có người bảo vệ lập tức nhanh chân đi tới thủ vệ không dám cản gã mặc cho gã vén mảnh lều đi vào bạch siêu bước vào thấy nghiêu hữu đạo ngồi đó thảnh thơi uống trà lan toàn thân áo đen đeo kiếm im lặng đứng cạnh đó canh chừng sư thúc mai vội vàng chắp tay chào bạch siêu mặc kẻ thị nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo dò xét từ trên xuống dưới một phen rồi hỏi ngươi là nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo từ từ đứng lên trên mặt lộ ra mỉm cười, chắp tay đáp chính là tại hạ, không biết có gì chỉ giáo. Lúc này, Phượng Nhược Nam cũng sốc mạnh lều tiến vào, đang kỳ quái thì thấy Bạch Diêu đưa tay ra hiệu với Nhiêu Hữu Đạo đi với ta một chuyến. Nhiêu Hữu Đạo cũng mặc kệ người đến là ai, rất dễ nói chuyện, cười gật đầu đáp, được. Khoan đã, lúc này Phượng Nhược Nam chừng hai mắt quát một tiếng bảo ngưng lại, nói, Bạch Thúc, hắn không thể đi, ta giữ hắn lại có việc. Bạch Diêu bình tĩnh nói, mẫu thân tiểu thư muốn gặp hắn, có chuyện gì chờ mẫu thân tiểu thư gặp hắn rồi nói sau đi. Nghiêu hữu đạo nghe thế nở nụ cười chân thành, có thể xác nhận viên cương bên kia đã thuận lợi gặp được mục tiêu. Đối với cách làm việc của viên cương, hắn rất yên tâm. Thần sắc phượng nhược nam run rẩy, mạnh miệng một câu, không được, hắn còn thiếu ta tiền, không thể đi. Chuyện tiền có thể so với chuyện của mẫu thân cô sao? Bạch Diêu nhíu mày nhìn chầm chầm nàng ta, tỏ vẻ người thật không hiểu chuyện, trầm giọng nói chuyện tiền để nói sau đi phượng nhược nam bạch thúc bọn ta đang đánh cược hiện giờ không thể thả hắn đi nghiêu hữu đạo chợt buông tiếng thở dài nói tướng quân ta đâu có quyền nợ chạy không thoát đâu mà có câu nói này của hắn bạch diêu cũng không nhiều lời nữa nhìn nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nói đi theo ta đi nghiêu hữu đạo chắp tay với gã đi theo sau lưng lúc đi ngang qua người phượng nhược nam nhếch miệng lên đáp lại bằng một nụ cười xảo quyệt phượng nhược nam thấy thế nổi giận nhưng cũng không cản được bạch diêu dẫn người đi cùng ra khỏi lều vải quát lên như hữu đạo nếu ngươi dám thiếu ta một xu ta sẽ làm ngươi đẹp mặt như hữu đạo quay đầu chắp tay cáo biệt với nàng ta có thể nói là cười ha ha mà đi cười đến thoải mái tự đắc dáng vẻ vui sướng không nhịn được ngươi cứ cười đi xem sau này khóc thế nào phượng nhược nam cắn răng rít lên bên này đang chuẩn bị sai người tới phủ thái thú nghe ngóng xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thì cũng vừa lức cúc lại vội vàng trở về phượng nhược nam tạm thời dần xuống chuyện hỏi thăm Nhìn Cúc đang đi tới hỏi, biết rõ xảy ra chuyện gì không? Thần sắc Cúc hơi kỳ lạ, mang theo vài phần dở khóc dở cười đáp, tên viên cương kia mang người tới phủ Thái thú cầu hôn ạ. À. Cầu hôn? Phượng Nhược Nam ngạc nhiên, cầu hôn gì cơ? Cúc vỗ nhẹ miệng của mình, như tự trách mình không biết cách nói chuyện, giải thích cũng không phải là cầu hôn, mà là trực tiếp tới cửa đón dâu thay Thương Triều Tông. Đón dâu? Phượng Nhược Nam tò mò hỏi, Thương Triều Tông muốn cưới vị muội muội nào trong nhà à? Cưới ai thế? chuyện lớn như này sao một chút tiếng gió ta cũng không nghe được vậy. Cúc thấy câm nín, phát hiện vị này làm sao mà còn chưa kịp phản ứng thế, vẻ mặt đau khổ nói tướng quân, là cưới người đó. Viên cương mua một đống lễ và đón dâu, tới cửa là giúp thương triều tông cầu hôn tướng quân người đó. Phượng Nhược Nam trợn tròn mắt, đầu óc đơ ra một lúc lâu vì quá tải, sững sờ nhìn cúc ngươi không có hổ đồ đấy chứ. Thương triều tông cưới ta, chuyện này sao có thể, sau lưng nàng ta, Mai và Lan cũng ngơ ngác, rõ ràng cũng cảm thấy chuyện này là không thể nào cúc dậm chân nói tướng quân là thật mà viên cương ở trước mắt bao người ngay trước mặt dân chúng trong thành lớn tiếng tuyên bố chắc là chẳng mấy chốc việc này sẽ truyền khắp toàn thành ta tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được tuyệt đối không sai đâu phượng nhược nam chờ thấy không rét mà run hơi bất an tự an ủi mình dù thật như vậy phụ thân mẫu thân cũng sẽ không đồng ý không thể nào gả ta cho tên thương triều tông sắp chết kia không đâu Cúc lắc đầu nói, chuyện này ta không biết, ta không rõ cụ thể là viên cương đã nói những gì với thái thú và phu nhân. Có điều nhìn qua, việc này hình như có thể thương lượng. Không thể nào, Phượng Nhược Nam quả quyết bác bỏ, hiện giờ nàng ta bỗng nhiên hiểu rõ vài điều, hiểu ra trước đó vì sao Nghiêu Hiếu Đạo lại đề cập với nàng ta về số tiền đặt cược kia, đánh cược gì mà trong vòng một canh giờ nàng ta sẽ thả hắn rời đi, đây là vì biết trong nhà nàng ta sẽ phái người tới đưa hắn đi, Biết nàng ta không ngăn cản được, đây là đào hố để nàng ta nhảy vào, rõ ràng là muốn quyệt nợ mà. Nghĩ đến một vạn kim tệ kia, nàng ta vội hỏi tiền cho hắn mượn đâu rồi. Người dẫn người nghĩ cách lén cướp trở về ngay cho ta. Cúc trố mắt, bị chuyện cầu hôn làm cho hồ đồ, nghĩ lại mới nhớ tới số tiền đã cho mượn kia, gần như dơ chân nói, sợ là không cướp về được rồi. Viên cương đã đem tiền chúng ta cho mượn mua một số lượng lớn lễ hỏi, đã đưa toàn bộ đến phủ thái thú rồi ạ. À. Phượng Nhược Nam lập tức la lên thất thanh, cái gì? Lấy tiền ta cho mượn mua lễ hỏi, hai chữ cưới ta sửng sốt không thể thốt ra khỏi miệng, hai mắt nàng ta trừng thật to. Vẻ mặt khúc đau khổ gật đầu, mai cũng kinh hô, hèn hạ vô sỉ, lan cắn răng giọng căm hận, từng gặp không biết bao nhiêu kẻ đáng xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Đối với kiểu này, mấy nữ nhân hiển nhiên là căm thù đến tận xương tùy. A, à, lấy lại tinh thần, Phượng Nhược Nam rú lên quái dị, hai tay che mặt, ảo não đến mặt cũng không biết để vào đâu, vậy mà mình còn muốn gạt người ta, bản thân còn muốn tiền, muốn cả người. Người ta mới thật sự là tiền cũng muốn, mà người cũng muốn. Mặt mũi này thật sự là ném đi được rồi, đời này không phải chưa từng mất mặt bao giờ nhưng thật sự chưa bao giờ mất mặt đến như vậy, đơn giản chính là một kẻ ngu ngốc, tự làm mình thua thiệt còn tưởng rằng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của mình. Nàng ta tức đến sắp ngất xỉu, liên tục dậm chân chút hết hối hận buồn phiền vô tận của mình, đột nhiên ngẩng đầu tức giận đến sắp nổ cả mũ giáp, nghiêm nghị quát tập hợp người ngựa, đi theo ta giết kẻ trộm. Bên này rất nhanh tập kết hơn trăm kỵ binh, lột cộp xong rồi mà đi, lúc này Phượng Nhược Nam thật sự tức giận đến điên rồi, quả thực là mạnh mẽ lao vào trong thành. chương 68, có phải người sống nhiều quá phát chán rồi không? Trúc chờ ở ven đường, tận mắt nhìn thấy đám người Phượng Nhược Nam nổi giận đùng đùng nhanh chóng rời đi, kinh ngạc, hơi không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, thì còn mang người chờ ở đây, chuẩn bị thiết lập trở ngại để Ngưu Hữu Đạo không cách nào trở về trả tiền đúng hạn đây này. Ngưu Hữu Đạo theo Bạch Diêu đến phủ Thái thú, có Bạch Diêu dẫn đường đương nhiên là một đường không có gì trở ngại, đi thẳng tới chính sảnh. Trong nháy mắt đám người Phượng Lăng Ba tập trung toàn bộ sự chú ý vào Ngưu Hữu Đạo vừa tiến vào, chỉ có một cảm giác, thật trẻ tuổi. Bên chùa Nam Sơn truyền đến tin tức, hình tượng người dễ dàng đánh bại ba người tống diễn thanh rất khó phù hợp với người trước mắt này bạch siêu quay trở lại sau lưng bành ngọc lan ôm kiếm dựa vào cây cột bên cạnh ánh mắt nghiêu hữu đạo quét vài vòng trên người mấy người ở đây dừng hơi lâu ở chỗ bành ngọc lan một chút trong bụng nói thầm chẳng trách nữ tử phượng nhược nam kia lại cao lớn như vậy thì ra là có di truyền đây mà ánh mắt cuối cùng rơi vào viên cương trên người bị trói gô hơi nhíu mày lại không để ý tới người khác chỉ hỏi viên cương không sao chứ viên cương khẽ lắc đầu thấy hắn tới cũng yên lòng nghiêu hữu đạo đưa tay giật nút buộc tháo dây thừng Trước mắt bao người làm như không có ai đi đến tháo dây chói cho viên cương trước, sau đó mới chắp tay hành lễ với Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan đứng ở chủ vị. Nghiêu hữu đạo bái kiến thái thú, ra mắt phu nhân. Phượng Lăng Ba lạnh lùng hỏi, người chính là chính sứ cầu hôn thương triều tông phái tới. Đúng vậy, Nghiêu hữu đạo thừa nhận, lại sửa đúng, không phải cầu hôn, mà là cưới vợ, việc này không nên kéo dài nữa, vương gia nhà ta không chờ được, hay là mau chóng cưới vào cửa thì tốt hơn, bộ ta đồng ý gả con gái cho thương triều tông rồi à? Phượng Lăng Ba muốn phun nước bọt vào mặt hắn, chẳng qua chính sự quan trọng, nếu không cũng sẽ không vội vã đưa người tới như vậy. Trên tay cầm phần danh mục quà tặng kia giơ lên, trầm giọng nói, người hiểu rõ những thứ lễ nặng trong danh mục quà tặng này ư. Nghiêu Hữu đạo nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ hai vợ chồng, còn có mấy người, hình như cũng là tu sĩ, không khỏi trần chờ nói, nơi này thích hợp để bàn về việc này không. Bành Ngọc Lan lên tiếng, người yên tâm, nơi này đều là người có thể tin được cứ nói đi đừng ngại mấy vị tu sĩ này đều là đồng môn của bà ta chỉ cần là chuyện không phải chuyện đùa có một số việc cần tranh thủ sự ủng hộ của thiên ngọc môn bằng không vợ chồng bọn họ cũng không làm chủ được lúc này như hữu đạo mới gật đầu nói trước đó vương gia từng thương lượng với ta đương nhiên là ta hiểu rõ phượng lăng ba lại lắc lắc danh mục quà tặng trong tay sao ta biết những thứ trong danh mục quà tặng này là thật hay giả chứ như hữu đạo cười đáp có phải thật hay không chắc hẳn trong lòng thái thú đại nhân đã có phán đoán rồi cớ gì đã biết rõ còn cố hỏi phượng lăng ba tức giận nói nhảm ta lấy cái gì để phán đoán hả nghiêu hữu đạo kinh ngạc nói sự thực ở đó lẽ nào thái thú đại nhân không nhìn thấy phượng lăng ba lãnh đạm đáp không cần cố làm ra vẻ bí ẩn với ta đồ trong lễ đan đâu chỉ cần giao ra đồ lễ ta có thể cân nhắc gả con gái cho làm sao nghiêu hữu đạo tin lời này là thật giao đồ ra rồi ông ta chịu gả con gái ra mới lạ hắn không hề yếu thế, cứng rắn sửa lại, không phải cân nhắc gả mà là nhất định phải gả. Lệnh ái, vương gia chúng ta nhất định sẽ cưới. Phượng Lăng Ba cười lạnh, nói hay lắm, người tới địa bàn của bản tọa, còn do các người muốn giao thì giao, không muốn giao thì thôi à. Đột nhiên Nghiêu Hiếu Đạo xoay người, phất tay chỉ ra ngoài cửa, nói rất hùng hổ, chỉ cần thái thú đại nhân dám đi ra ngoài lớn tiếng nói một câu, trong tay dung bình quận vương có 10 vạn nha tướng, 10 vạn nha tướng này sẽ lập tức xuất hiện ngay, không lấy một đồng, không cần y phải uy hiếp mọi người trong phòng đều ngẩn ra mười vạn nha tương thương triều tông có mười vạn nha tương có người âm thầm hoảng sợ lẽ nào đây chính là cái gọi là lễ trọng trong lễ đan phượng lăng ba quỷ quyệt không biết nghiêu hữu đạo nói vậy là có ý gì có điều nói lại làm sao ông ta dám chạy ra ngoài công khai nói chuyện này ra nghiêu hữu đạo quay lại hùng hổ dọa người thái thú đại nhân dám không xin hỏi một tiếng thái thú đại nhân có dám không phượng lăng ba vẫn không chịu không giao đồ ra, đừng mơ rời quận Quảng Nghĩa. Như hiểu đạo khinh ghét quét ống tay áo, đầy khinh thường nói, nếu vương ra dám để cho ta tới, há lại không chuẩn bị trước. Không thể rời quận Quảng Nghĩa thì sao, chỉ cần thái thú dám sằng bậy tương đương với tự có người chọc chuyện 10 vạn nha tướng ra. Đến lúc ấy, chắc thái thú cũng đoán được cái nơi nhỏ bé này sẽ chịu hậu quả thế nào, không cần ta nhiều lời chứ. Đừng nói đại yến quốc, chỉ sợ triệu quốc ở phía tây sẽ chính là người đầu tiên muốn công phá quận Thanh Sơn, giết vào quận Quảng Nghĩa, thái thú chặn được sao? Thử hỏi, các nước quần hùng có ai có thể ngồi yên mà nhìn thái thú? Sắc mặt phượng lăng ba đen thui như đít nồi, rõ ràng vấn đề đối phương nói ở trên là thứ tuyệt đối không được để lộ ra với bên ngoài. Ông ta bắt đầu suy tính xem có nên giữ người lại không, trầm giọng nói, nếu đồ đã được ghi trên lễ đan, chẳng lẽ không phải để đưa cho bản tọa sao? Không đưa được đồ trên lễ đan, làm sao bản tọa có thể gả nữ nhi cho y? sắc mặt nghiêu hữu đạo hòa hoãn hơn thứ ấy người ngay không nói điều dối không cần lừa thái thú mà cũng lừa không được hiện giờ vương gia vẫn chưa có được 10 vạn nha tướng kia cái gì bành ngọc lan trợn tròn hai mắt làm vậy không phải là đem nữ nhi của mình ra trêu đùa sao bà ta không nhịn được nổi giận không có mà các người cũng dám ghi trên lễ đan trêu chúng ta sao nghiêu hữu đạo giơ giơ hai tay ra hiệu đối phương bớt giận giải thích tạm thời ta nói rồi chỉ là tạm thời thôi, sớm muộn cũng sẽ có. Phượng Lăng Ba cười nhạt, nói hưu nói vượt, mở miệng toàn cuồng ngôn, đồ còn chưa nắm được trong tay đã dám chạy đến tuyên bố xin cưới nữ nhi của ta. khinh thường chúng ta là đồ ngu sao, ta thấy các người sống lâu quá phát chán rồi, ánh mắt ông ta có vẻ hung ác, nói hưu nói vượn như hữu đạo kinh ngạc kiên quyết hỏi ngược lại, thái thú cảm thấy đương kim hiện tại là kẻ ngốc sao. Ninh Vương vừa chết, vì sao lại đột nhiên làm khó dễ Vương ra? Bằng vào tai mắt của thái thú, chắc không khó để biết được chân tướng. Rõ ràng hiện người đang kiên kỵ Ninh Vương nắm đại quyền binh mã đã lâu, muốn nhổ cỏ tận gốc một mạch của Ninh Vương. Nhưng vì sao người đã giam cầm vương ra nhiều năm như vậy rồi mà không giết? Lẽ nào đột nhiên đương kim mềm lòng mà phóng thích vương ra sao? Lẽ nào bây giờ đột nhiên người nhớ tới tình thân huyết thống hoàng tộc sao? Tại sao, chẳng lẽ nguyên do trong này không đáng để thái thú suy nghĩ kỹ sao? chương 69, có chết con cũng không gả hắn dứt lời tất cả mọi người trong phòng đều có vẻ đăm chiêu bành ngọc lan lặng lẽ phượng lăng ba cũng cẩn thận suy tính viên cương bình tĩnh đứng bên cạnh bình thản nhìn đạo gia dùng miệng lưỡi lừa người có vẻ không lo lắng tí nào như hữu đạo bước hai bước tới trước mặt bành ngọc lan chỉ ngón tay ra có vẻ như vừa kích động vừa phẫn nộ không phải đương kim không muốn giết vương gia cũng không phải đương kim mềm lòng càng không phải nhớ tới tình thân huyết thống hoàng tộc mà là vì đương kim vẫn nhớ mong 10 vạn nha tướng mà Ninh Vương để lại cho Vương ra, muốn nắm trong tay. Hắn lại bước nhanh tới trước mặt Phượng Lăng Ba, dõng rạc nói, nhưng Vương ra há có thể dễ dàng giao ra. Gia. Đương nhiên y hiểu, giao ra gia chắc chắn sẽ phải chết. Mấy năm qua ở trong thiên lao, Vương ra bị tra tấn ép hỏi mỗi ngày nhưng thả chết không khai. May sao trời cao có mắt, đương kim tự làm tự chịu, thanh tẩy bộ hạ cũ của Ninh Vương khiến cho thế cục đại yến dung chuyển, trong có thái thú giả nuôi binh, Ngoài có Thiệu Đăng Vân ngoài biên cương dẫn đại quân Hàn Quốc đánh vào Đại Yến, nước địch xung quanh chằm chằm nhìn Đại Yên như sói nhìn cừu, đương kim phải gả vội mấy công chúa ra kết giao cũng khó mà bình được loạn. Nội yêu ngoại hoạn mà đương kim lại thả vương ra ra là vì sao? Tuyệt đối không phải vì ăn năn, chỉ vì người biết không thể khiến vương gia chịu nhả 10 vạn nha tướng ra, muốn co phải rũi. Vương gia cũng biết, dựa vào thực lực hiện nay của bản thân, nếu mạo muội lấy ra 10 vạn nha tướng kia tất sẽ vô cùng nguy hiểm, Đương Kim đối xử với Mạch Ninh Vương như vậy, Vương Gia Há có thể để cho người tọa nguyện. Chỉ có khi cùng đường mặt lộ, vì tranh chút hy vọng sống, Vương Gia thả dâng 10 vạn nha tướng kia cho thái thú chứ không muốn đương Kim được lợi. Vì sao Vương Gia muốn cưới lệnh ái, chỉ vì lệnh ái là hòn ngọc quý trên tay thái thú, lại có công cố thủ quận Quảng Nghĩa. Vương Gia cưới lệnh ái, thái thú được 10 vạn nha tướng kia, tất sẽ không qua sông đoạn cầu, ít nhất sẽ không giết hại Vương Gia, ít nhất Vương Gia cũng có thể giữ được một cái mạng mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi không biết thái thú có nghi ngờ gì không lẽ nào cho rằng vương gia sống lâu quá chán rồi cố ý muốn đi trêu chọc sao nếu thực sự như vậy thì quá buồn cười vương gia muốn cưới lệnh ái thành tâm bày ra đó trời cao có thể chứng giám thái thú vẫn nghi ngờ sao phân tích rõ ràng ngôn từ kích động mà không loạn ép cho người nghe không thở nổi có thể khiến cho người ta cảm thấy mình bừng tỉnh đại ngộ cả phòng lặng thinh mọi người vẫn đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi Đột nhiên, có tiếng của Phượng Nhược Nam bên ngoài vọng vào, cầu tặc, nhận chết đi. Mọi người trong phòng đều nhìn ra ngoài, chỉ thấy Phượng Nhược Nam mặc khôi giáp cầm trường thương vội vàng chạy tới, đằng đằng sát khí vừa hô vừa gọi. Cũng chỉ có nàng ta dám làm bừa như vậy trong phủ thái thú, nào ai dám cầm vũ khí xông vào phủ thái thú làm loạn chứ, trừ khi muốn tạo phản. Không phải nàng ta chỉ nói đâu mà động sát tâm thật đấy. Với Phượng Nhược Nam, mượn tiền của nàng ta, mua lễ đến hỏi cưới chính nàng ta, khác nào nhục mạ nàng ta xấu xí không ai thèm lấy. Huống chi hắn còn lừa tiền của nàng ta nữa. Xưa nay vẫn là nàng ta bắt nạt người khác, chưa bao giờ bị ai bắt nạt, không nhịn nổi giận dữ và xấu hổ, không giết như hữu đạo thực khó giải mối hận trong lòng nàng ta. Phượng Nhược Nam lao vào trong phòng, không nói nửa lời, vung thương xé gió đâm thẳng vào ngực như hữu đạo. Lực thương không nhỏ, hẳn nàng ta cũng là người trường kỳ luyện võ. Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem thử thực lực của Ngưu Hữu Đạo thế nào. Có điều viên cương không thể để cho bọn họ được như ý, bèn bước một chân lên ngăn đằng trước Ngưu Hữu Đạo rồi đột nhiên bước sang một bên, lách mũi thương sang, vòng tay bắt được đầu thương, cứng rắn đâm ngược thương lại. A, à, Phượng Nhược Nam kêu một tiếng, hai tay nắm chặt thương, bạnh chân trụ vững, đỏ mặt liều mạng dốc sức đỏ với viên cương, cắn chặt răng ngà. Viên cương nắm chặt thương ở trước ngực không dao động, lạnh mắt liếc xéo một bên, mặc kệ cho đối phương dốc hết sức. Mọi người trong phòng đều nhìn hắn ta kinh ngạc, ai cũng biết Phượng Nhược Nam luyện võ từ nhỏ, trời sinh khỏe mạnh sức lớn hơn xa nam nhân. Còn Viên Cương, họ đều nhìn ra được hắn ta không phải tu sĩ nên cũng kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy đã luyện được công phu mãnh liệt như thế, khá là hiếm thấy. Như Hữu đạo yên tâm, nghĩ bụng, Viên Cương cứng đối cứng với bọn Trần Quy Thạc cũng không rơi xuống hạ phong, Phượng Nhược Nam há có thể hơn được nhưng chính hắn cũng không ngờ được ngạnh khí công của viên cương lại cường hãn đến vậy. Phượng Lăng Ba nhìn viên cương, hai mắt sáng lấp lánh, thầm phán đoán, ra chiến trường ngày này rất có thể sẽ là dũng tướng chém giết giữa vạn quân, qua đây cũng có thể nhìn ra được phần nào. Năm xưa Ninh Vương có thể uy chấn tứ phương, anh Dương Vũ Liệt vệ quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy nữ nhi không chạm nổi tới nhiều hữu đạo, cũng không chiếm được tiện nghi, bành ngọc lan quay đầu ra hiệu. Trong phòng có một lão đầu có vẻ phúc hậu, mặc trang phục hạ nhân, tóc hoa dâm lắc mình tiến ra, vỗ một trường lên cán thương, thân thương bèn đập vào đúng ngực viên cương, khiến cho hắn ta lảo đảo lùi lại. lão đầu thuận thế đoạt lấy trường thương trong tay phượng nhược nam, ấn nhẹ lên bả vai nàng ta đã có thể giữ chặt nàng ta ở đó, không thể tránh thoát. nhưu hữu đạo lắc mình tránh ra, phung trường ấn vào lưng viên cương, chợt phát hiện có ám kình lao tới, vội đạp một chân ra đằng sau, nhanh chóng thuận lực cùng hắn ta lùi lại hai bước mới đứng vững được. đột nhiên Nghiêu hữu đạo quay sang nhìn lão đầu kia. Rõ ràng đối phương muốn cho viên cương một bài học nên ra tay không nhẹ, một trường nhìn như hững hờ nhưng sức mạnh trong đó đủ để hại người. Nghiêu hiểu đạo chớp mắt, lộ hung quang, lạnh lùng hỏi, lão ra hỏa, có phải lão sống lâu quá chán rồi phải không? Một câu hỏi hung ác chọc cho tất cả mọi người đều nhìn nhau. Lão đầu kia nhìn viên cương khá kinh ngạc, một trường này của lão tuy không dùng quá nhiều lực nhưng tự nhận có thể chấn cho viên cương phải thổ huyết. Vậy mà kết quả lại rất bất ngờ, người bình thường luyện công phu đều là luyện gân xương ra, lẽ nào người này luyện được luôn cả lục phủ ngũ tạng sao viên cương khuỳnh tay tán lực trong người ra lục phủ ngũ tạng mới cuồn cuộn dịu lại khẽ thở ra một hơi nghiêng đầu thấp giọng nói với Nhiêu hữu đạo đạo gia không sao Nhiêu hữu đạo lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười híp mắt nói với lão đầu kia lão nhân gia trưởng này ta nhớ rồi sau này có cơ hội nhất định sẽ cho lão nhân gia thử một trưởng của ta lão đầu kia hòa ái không người lão nô no xin đợi được Nhiêu hữu đạo cười đáng yêu khẽ gật đầu ánh mắt sâu hun hút như không muốn rời khỏi khuôn mặt đối phương xét một cách tổng thể hắn là một người rất đại lượng cũng không phải chưa bao giờ trải qua chuyện cố gắng chịu nhục có điều những chuyện đó đều chưa chọc vào những điều hắn quan tâm ví dụ như việc này phượng nhược nam muốn giết hắn viên cương ra tay ngăn cản về tình về lý đều là chuyện bình thường viên cương ra tay cũng rất nể mặt chỉ là ngăn cản chứ chưa làm gì lão già này có bước ra điều đình cũng không nói làm gì đâu cần phải hạ độc thủ trong bóng tối nghe đối phương tự xưng lão nô, rõ ràng là hạ nhân ra mặt bên tiểu chủ nhân. Hắn hiểu, nhưng nghiêu hữu đạo này không phải kẻ vô dụng. Vừa nãy hắn hỏi đối phương sống lâu quá phát chán rồi à tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn hoàn toàn có thể mượn 10 vạn nha tướng bước phượng thái thú trừng phạt lão, ít nhất là đến khi lão chịu xin lỗi, cho mất mặt đi. Có điều cân nhắc chuyện trước mắt, không muốn dây vào rắc rối, hắn quyết định nhường một bước, cũng chẳng cần phải xin lỗi, cứ để chuyện này đấy. Sau một lát, Phượng Nhược Nam bị giữ không cho phép giấy ruộng không làm gì được, chỉ hô lên, nương, con không gả. Con có gả cũng phải gả cho hán tử đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không gả cho bọn chuột nhất tham sống sợ chết thương triều tông. chương 70, trả tiền cho ta, nàng ta nói vậy, như hiếu đạo cũng kệ, chuyện kết hôn của nữ nhân người muốn không lấy là không lấy được à. Nàng ta đang bị giữ chặt không nhúc nhích được, hắn bèn đi tới, kinh ngạc hỏi, vì sao tướng quân lại nói vậy. Trên đời này còn có ai là nam nhân đỉnh thiên lập địa hơn vương gia ta sao? Chỉ một câu, dìm hết nam nhân trong thiên hạ xuống, cả đám nam nhân ở đây rất không cam tâm nhưng cũng biết không thể coi lời này là thật. Phượng Lăng ba giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, ngươi muốn tô hoa cho thương triều tông kệ ngươi, nhưng có cần phải dìm người khác thế không? Câu nói này, ngay cả mình cũng còn khinh bỉ bản thân, như hữu đạo đâu buồn quan tâm nam nhân khác nghĩ gì. Nói láo, Phượng Nhược Nam thô lỗ chửi hắn khiến cho Bành Ngọc Lan khá lung túng. Tuy nàng ta là nữ tướng quân nhưng cũng là nữ nhi trong nhà, là nữ nhi của bà đó. Như hiểu đạo mặc kệ nàng ta thô lỗ, có phải hắn cưới đâu, chỉ lớn tiếng chất vấn. Tướng quân đã từng gặp vương gia nhà ta chưa, hiểu biết về vương gia nhà ta bao nhiêu? Nếu chưa từng thì hà cứ gì lại kết luận vương gia nhà ta là bọn chuột nhất tham sống sợ chết. Ta muốn gặp y làm gì, bảo y cút được bao xa thì cút, tốt nhất là đừng để ta nhìn thấy, bằng không nhất định một thương đâm chết. Còn cầu tạc nhà ngươi nữa đồ cầu tạc táng tận thiên lương. Nàng ta chửi ra một chàng thoá mạ, bị mắng thêm hai câu sẽ không bớt đi miếng thịt nào. Như hữu đạo hiểu cho cảm xúc dẫy chết của nàng ta, không tính với nàng ta. Đột nhiên hắn hét lên một tiếng át cả tiếng mắng của Phượng Nhược Nam, tướng quân quá võ đoán về vương gia. Tướng quân có biết hương vị ở trong thiên lao mấy năm trời thế nào không? Đặc biệt là ngày nào cũng bị tra tấn bức cung, đối diện với cực hình như vậy, mấy năm qua, liệu trên đời này có mấy hán tử có thể thả chết chứ không chịu khuất phục như vương gia ta chỉ biết có vương gia nhà ta thôi hắn nhìn quanh dựng ngón cái trải qua đau khổ mà bất khuất thẳng thắn cương nghị đây mới là hán tử thực sự đây mới là anh hùng thực sự sự thật đã nói lên tất cả thời gian chính là chân lý mấy kẻ vẫn được gọi là anh hùng hảo hán không thể sánh được hắn quay sang hỏi phượng nhược nam tướng quân có biết ngoài cửa lớn bị thủ thành cố ý nhục mạ vương gia vừa mới ra tù tiểu tụy bệnh tật ngay trước mắt mọi người vung đao nổi giận chém người không? Thử hỏi, dưới chân thiên tử, khắp thiên hạ có mấy người dám không sợ chết giết tướng thủ thành? Tướng quân dám không? Hắn cao giọng hỏi Phượng Nhược Nam, sau đó, hắn quay sang hỏi mọi người, chư vị ở đây, có ai dám làm như vậy? Ai dám đứng ra cho ta xem? Hắn nhìn Phượng Lăng Ba, thái thú đại nhân dám sao? Câu hỏi này khiến cho Phượng Lăng Ba trợn trừng mắt kích động. Lão muốn nói Thương Triều Tông biết chắc chắn Đương Kim sẽ không giết mình nên mới dám làm vậy. Nhưng như Hữu Đạo không cho ông ta cơ hội, quay lại giơ ngón cái lên hỏi Phượng Nhược Nam, đây mới là nhiệt huyết của Nam Nhi. Đây mới thực là hán tử đỉnh thiên lập địa, chứ không phải là do tướng quân đoán là hán tử hay vô dụng. Sự thật bày ngay trước mắt, hà cứ gì tướng quân cứ làm như không thấy. Vì sao nhất định phải bỏ gần cầu xa, bỏ thật mà cầu ảo. Phượng Nhược Nam bị dọa không nghĩ được gì nghiêu hiếu đạo quay sang nói với bành ngọc lan vương gia nhà ta chính là quý tộc thế tập kỳ phụ ninh vương danh chấn thiên hạ đến giờ chư quốc vẫn còn sợ hãi ba phần tuy hiện tại đã bị tước đoạt phong hào thân vương nhưng cũng là quận vương đường đường chính chính lệnh ái gả cho vương gia chính là vương phi chính thất đường đường chính chính khắp thiên hạ có bao nhiêu phụ nhân có thể hưởng danh vọng tôn vinh như vậy chỉ có năm chữ nhi tử của ninh vương có thể bôi nhọ lệnh ái sao đây là lời tâm huyết mong phu nhân minh giám vương phi Bành Ngọc Lan lẩm nhẩm hai chữ này trong đầu, kín đáo lướt nhìn sắc mặt Phượng Lăng Ba bên cạnh rồi phất tay với lão đầu kia, đem đi trông coi cho cẩn thận. Lão đầu kia lập tức đẩy vai Phượng Nhược Nam đi ra ngoài. Nàng ta tỉnh táo lại nhưng không thể làm gì được, chỉ biết quay đầu lại hô gào, nương, con không gả. Con không gả, tên ác tặc này là kẻ lừa đảo, là một kẻ lừa gạt, làm sao tin được lời của kẻ lừa gạt. Nương, như hữu đạo, người trả tiền cho ta, trả tiền cho ta không thấy bóng người nữa tiếng đòi tiền vẫn vang khắp sảnh viên cương mặt sắt cũng phải giật giật lông mày hai lần bành ngọc lan không hiểu hỏi nghiêu hữu đạo trả tiền là sao bà hỏi câu này thực khiến người ta lúng túng mà nghiêu hữu đạo vui tươi hớn hở đáp nói lại ta và lệnh ái có quen biết từ trước từ khi còn nhỏ từ khi ta còn chưa nhập môn thượng thanh tông có phiêu lưu khắp nơi trên đường tới thuận giang đã từng gặp lệnh ái suýt nữa thì bị lệnh ái bắn một tên mất mạng sau đó được lệnh ái ban cho vài thứ để ngày sau tới tìm nàng ta nhờ vả cái kia nói ra cũng thật xấu hổ trong túi trống trơn bèn tới hỏi lệnh ái mượn ít tiền sau này nhất định sẽ trả nhất định sẽ trả hắn cố ý nhập nhằng nói nửa thật nửa giả bành ngọc lan hiểu ra hình như bà cũng có nghe nữ nhi nhắc đến chuyện gặp ai đó ở thuận giang còn mượn tiền trả tiền đúng là chưa từng nghe phỏng chừng tiểu tử nghèo này cũng chẳng mượn được mấy đồng phượng lăng ba lên tiếng được rồi không nói mấy chuyện vô dụng kia nữa nói chính sự đi, thương triều tông không đưa được đồ trên lễ đan, ta dựa vào cái gì mà gả nữ nhi cho y? nói câu này ra, hẳn ông ta đã rất tin tưởng vào sự tồn tại của 10 vạn quân nhà tướng kia. Như hữu đạo chỉ ra ngoài, đồ ở ngay trong huyện Thương Ngô trong đất phong quận Thanh Sơn của vương gia. đây cũng chính là nguyên nhân đương kim bước ngài về huyện Thương Ngô. Phượng Lăng ba hít mắt hỏi, đương kim đã biết tung tích còn đợi ta tới lấy sao? nếu có thể tìm được dễ dàng như vậy chỉ sợ vương gia đã chết trong thiên lao từ lâu rồi, nào có đợi được đến bây giờ. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, Ninh Vương luyện chế ra thứ ấy, cần phải bí ẩn thế nào chứ? Dù là vương gia tự đến huyện Thương Ngô cũng phải tìm kiếm dần mới được. Chính y cũng phải tìm dần, vậy ta còn cần y làm gì? Ta tự đi tìm là được, ông ta còn chưa nói xong, thấy như hữu đạo như cười như không nhìn mình, bèn không nói gì nữa. Người ta đã nói rồi, dám qua mặt thương triều tông đi tìm thử xem, người ta lập tức sẽ công bố chuyện này cho cả thiên hạ đến lúc ấy phượng lăng ba sẽ không chịu nổi ngẫm nghĩ một hồi ông ta hỏi lại nếu ta đồng ý kết thân với y nhân mã vừa tới huyện thương ngô đương kim sẽ phát hiện ra ngay sẽ nghi ngờ ta đã biết bí mật này nghiêu hữu đạo xòe hai tay thế thì sao tình thế nội ưu ngoại hoạn hiện nay của đại yến là do một tay người xây nên người dám công khai trở mặt với thái thú vào lúc này sao nếu dám chỉ sợ đương kim đã diệt thái thú từ lâu rồi không phải người sợ diệt ngài ngoại địch sẽ xông loạn vào sao. Việc này, người cũng không dám công khai, nếu các nước khác biết Đại Yến ta có vật này, hậu quả tất nhiên sẽ là cùng hợp sức tấn công, Đại Yến lập tức phong. Mà nếu đương kim biết thái thú đã nắm được bí mật này sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám bước ngải quá đáng đâu. Nếu thái thú nắm được nhược điểm này, quận Quảng Nghĩa sẽ vững như thành đồng vách sắt, chỉ ít là triều đình sẽ không dám tùy tiện động vào. Đây là việc nhất cử lưỡng tiện, thái thú không nên trần trừ, nên sớm quyết đoán đi thôi. Phượng Lăng Ba vuốt tròm dâu ngắn dưới cằm, trầm ngâm. Bành Ngọc Lan ở bên cạnh dội cho ông ta một gáo nước lạnh, nhi tử của Ninh Vương nói rất êm tai nhưng ngài đừng nói với ta không biết về chủ trương cực đoan khi Ninh Vương còn sống, tu sĩ thiên hạ đều bất mãn với Ninh Vương. Nếu nhận nhi tử của Ninh Vương, ngài bảo thiên ngọc môn của ta biết giấu mặt vào đâu. mươi 71, nhà nào cũng có chuyện khó xử một. Nghiêu Hữu đạo quay phát lại, gây gắt biện giải phu nhân là bậc cân quác trong giới nữ nhân cớ sao chỉ có tầm mắt của một phụ nhân bình thường ninh vương ngốc sao một vị tướng xa trường kinh nghiệm lâu năm sao lại dễ dàng đưa mình vào bẫy cục dù ông ấy có suy nghĩ cực đoan như vậy nhưng trong tình huống bình thường phu nhân có cho rằng ninh vương sẽ đi tuyên dương ra không người khác không biết vương gia nhà ta là người trong cuộc biết rõ nguyên nhân nhất phu nhân không ngại ngẫm lại tình hình khi ấy xem tiên đế khi ấy đã rất vừa mắt với ninh vương đã từng nói với rất nhiều người ninh vương chắc chắn sẽ nắm được ngôi hoàng đế rồi tuy nhiên vào đúng lúc ấy lại bốc lên chuyện ninh vương muốn đối nghịch với tu sĩ trong thiên hạ bà không cảm thấy kỳ lạ sao sau chuyện ấy tiên đế phải chịu áp lực cực lớn chỉ sợ chính thiên ngọc môn cũng tạo áp lực sau đó tiên đế đột nhiên băng hà không một dấu hiệu báo trước băng hà một cách rất kỳ lạ rồi đột nhiên xuất hiện đâu ra một di chiếu chuyển ngôi cho đương kim hiện tại cục diện hoàn toàn xoay chuyển cuối cùng ai được lợi cho dù không có chứng cứ xác thực nhưng kẻ ngu cũng có thể đoán được là ai làm ra chuyện tốt này hắn xoay lại nhìn mấy tu sĩ trong phòng phỏng chừng cũng là người của thiên ngọc môn giải thích chủ trương của cha thân là nhi tử không nhất định phải kế thừa cho dù lòng người khó lường thì chuyện này cũng sẽ được tạm thời bỏ sang một bên chỉ cần thiên ngọc môn đồng ý tiếp nhận dung bình quận vương tuyên bố với bên ngoài dung bình quận vương đã từ bỏ chủ trương của cha mặc kệ mọi người có tin hay không có thực lực của thiên ngọc môn ở đó sẽ không ai vì một vị quận vương hết thời đi nháo với Thiên Ngọc Môn để ngọc đá cùng vỡ, cái được chẳng đủ bù cái mất. Họ sẽ lo lắng nếu các môn phái tu hành trong Yến Quốc liên thủ với nhau tạo áp lực với Thiên Ngọc Môn, nhưng Thiên Ngọc Môn có 10 vạn nha tướng trong tay, nếu chọc vào, đương kim sẽ không thể gánh vác được hậu quả, liệu có dám bức bách Thiên Ngọc Môn không? Vì lẽ đó, điều phu nhân sầu lo thực ra không đáng để lo. Hắn vung tay áo, dáng vẻ thực sự chẳng có gì đáng lo như hữu đạo lại quay sang tiếp tục khuyên bảo phượng lăng ba với bao nhiêu cái lợi như vậy thái thú có thể thăm dò chuyện 10 vạn nha tướng là có thật hay không nếu đương kim dám phát động đại quân tấn công quận quảng nghĩa phát động các phái bức bách thiên ngọc môn thì chuyện 10 vạn nha tướng kia đương nhiên là giả khi ấy thái thú có thể bỏ rơi dung bình quận vương bất kỳ lúc nào cho dù có giết chết chúng ta cũng sẽ không oán không hối nếu không dám vậy ta cũng không cần nhiều lời về lo lắng của đương kim nữa dứt lời hắn chắp tay với hai phu thê, vương gia nhà ta thực sự muốn cưới lệnh ái, mong thái thú và phu nhân tác thành. Phu thê Phượng Lăng Ba đều trầm mặc đối phương đã nói rất rõ ràng thương triều tông chân thành muốn cưới ra sao, không phải là vì yêu thương quá nhiều, mà là vì muốn dựa vào thế lực nhà mình đổi chút hy vọng sống. Chỉ là, nữ nhi là một trong những trọng tướng ở đây, dễ dàng gả đi quá có vẻ không ổn. Có điều, nói lại thì nếu thực đúng như đối phương nói, có thể nắm 10 vạn nha tướng trong tay, tất áp lực bên triều đình cũng sẽ giảm bớt, nữ nhi vẫn có thể xuất giá. Ngươi là đệ tử của Thượng Thanh Tông, danh tiếng so ra có vẻ chẳng khá hơn Thương Triều Tông. Dù có nhận Thương Triều Tông hay không, chắc cũng không cần phải che chở cho ngươi. Bạch Siêu dựa sau một cột trụ khác đột nhiên hứng hờ gọi tướng quân. Như hữu đạo nghiêng đầu nhìn, thuận miệng đáp lại, ta đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất khỏi sư môn, không có quan hệ gì với Thượng Thanh Tông nữa. Mọi người đều sướng sờ chuyện gì cũng có thể nói lung tung nhưng người tu hành thoát ly khỏi sư môn sẽ có hiểm nghi khi sư diệt tổ không ai dám nói lung tung lẽ nào cũng có liên quan đến việc tống diễn thanh chặn giết bạch siêu chậm gì gì nhắc lại chuyện của ngươi và tống gia thiên ngọc môn ta không muốn dính vào vẫn là ý đó thiên ngọc môn không muốn che chở cho ngươi ngươi tự cầu phúc đi như hữu đạo chẳng phản đối khi từ biệt thương triều tông ở nam sơn tự hắn đã từng nói tự mình sẽ giải quyết chuyện tống ra trả thù Giờ chạy đến đây rồi há lại về tay không? Hắn mỉm cười với Phượng Lăng Ba, quên báo với Thái thú, sư phụ ta tên Đông Quách Hạo Nhiên, đệ tử dưới ân sư cũng chỉ có mình ta. Việc luyện chế 10 vạn nha tướng cho Ninh Vương hoàn toàn do một tay ân sư làm, ta cũng có thể giúp đỡ phần nào tìm 10 vạn nha tướng kia. Nếu không cần tại hạ hỗ trợ, ta sẽ rời đi, tuyệt không quấy rầy. Ý là các người xem đó mà làm, kẻ này lại là đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên, tất cả không ai nói được gì nhưng đúng là cũng có thể có khả năng này quan hệ của ninh vương và đông quách hạo nhiên không phải bí mật gì bạch siêu chậm rãi nhắm mắt lại không nói gì nữa phượng lăng ba thắc mắc không nói chuyện thượng thanh tông thế nào nữa tình cảnh hiện nay thương triều tông không phải minh chủ vì sao ngươi lại ra sức đi theo như vậy nghiêu hữu đạo không đổi sắc thức anh hùng trùng hảo hán giống như lời hắn khuyên phượng nhược nam trước đó phượng lăng ba cười lạnh liếc xéo hắn, ta cũng biết thương triều tông tuy không phải kẻ chịu uất ức nhưng cũng không được như kỳ phụ. Cũng chẳng có mưu, bằng không trước kia đã không trúng kế bị bắt vào tù. Người sắp xếp để người tới làm thuyết khách có phải là đệ tử của Lạc Hiếu Phu Lam Nhược Đình không? Lạc Hiếu Phu chính là ân sư của Lam Nhược Đình, là tâm phúc của Ninh Vương, cũng là mưu sĩ giỏi nhất của Ninh Vương. Ninh Vương rơi vào nghịch cảnh thế này mà vẫn chống đỡ được nhiều năm như vậy, Lạc Thiếu Phu có công lớn, cả thiên hạ đều biết kỳ danh. Ngưu Hữu Đạo vốn không phải người thích rêu rao, chỉ mong thái bình thịnh thế, sống an nhàn, nhưng số khổ lại rơi vào thời loạn lạc, chỉ đành gật đầu, không dám giấu, chính là đề nghị của Lam Tiên Sinh. Lam Nhược Đình, danh sư xuất cao đồ, Phượng Lăng Ba cảm khái buông tiếng thở dài, lại nhìn Ngưu Hữu Đạo hỏi, người có nguyện ý cống hiến dưới trướng ta không? Ông ta không ngủ, đối phương có thể đứng trong phòng này nói hưu nói vượn mà không nát ba tắc lưới cũng là một bản lĩnh, cũng coi như là một nhân tài. Ông ta nhìn sang viên cương, phát hiện ra thủ hạ của thương triều tông rất nhiều người tài có nghiêu hữu đạo có thể dẻo miệng ba hoa trước mặt mình còn có lam nhược đình giỏi về mưu lược viên cương kia cũng không tệ không biết có còn ai khác nữa không nếu thực có thể kéo cả đám thương triều tông lại cũng không phải chuyện xấu nghiêu hữu đạo cười sau này thái thú và quận vương là người một nhà ra sức cho quận vương đương nhiên chính là ra sức cho thái thú không khác gì cả sau này nếu ngài có lệnh ta nào dám từ làm như thương triều tông đã cưới được phượng nhược nam rồi ấy bành ngọc lan không nhịn được phải mắng giỏi lắm nhanh mồm nhanh miệng như hữu đạo tươi cười đối mặt lại chắp tay nói phu nhân quá khen có điều ta cũng thành tâm muốn phu nhân sớm trở thành mẫu thân của vương phi cũng là thật hắn lại nhìn sang phượng lăng ba chờ ông ta xác thực hai tiếng vương phi lại khiến cho bành ngọc lan hơi rung động một tí tâm tình cực kỳ phức tạp gả con gái đi như vậy có vẻ như việc này cứ để ta suy nghĩ thêm Phượng Lăng Ba trầm tư, chuyện đến nước này mà thái độ của Phượng Lăng Ba lại hòa hoãn như vậy, Nghiêu Hữu Đạo biết coi như ăn chắc rồi. Có điều đây là chuyện trọng đại, liên quan rất nhiều mặt, Phượng Lăng Ba vẫn chưa thể làm chủ, có lẽ vẫn phải xin chỉ thị của Thiên Ngọc Môn sau lưng. Chương 72, nhà nào cũng có chuyện khó xử hai. Nghiêu Hữu Đạo cũng không khiến ông ta mất mặt, chỉ nhắc nhở có một chuyện này cần nhắc nhở thái thú, quận vương vẫn đang ở Nam Sơn tự chờ tin tức. Bên này đi hỏi vợ Dình Giang như vậy, chỉ sợ bên triều đình đã biết tin. Dọc đường đi, khó mà nói quận vương không bị cao thủ tu sĩ của triều đình theo dõi được, ở đó lâu sợ là quận vương sẽ gặp nguy hiểm. Nên dù thái thú có đồng ý hay không, cũng hy vọng ngài có thể phái người tới tiếp ứng, tránh cho quận vương bị người hạ độc thủ. Lời này khiến cho Phượng Lăng Ba và Bành Ngọc Lan đều nghiêm mặt lại. Bành Ngọc Lan mắng, đáng đời, ai bảo ngươi làm rình rang như thế, như hữu đạo thầm nghĩ, không làm mọi người cũng biết để người ta biết thương triều tông cưới phượng nhược nam mượn thế quận quảng nghĩa để khiến triều đình kiêng kỵ thôi vạn nhất phu thê nhà ngươi lặng lẽ khống chế chúng ta chẳng phải sẽ ngày càng rắc rối sao đương nhiên phải chặt đứt ý khả năng ngươi sinh ra ý đồ không an phận rồi hắn chỉ nhoẻn miệng cười tiếp tục dục bên quận vương cũng không tiện kéo dài chậm quá tất sinh biến phượng lăng ba nhìn sang lão đầu vừa quay lại trầm giọng nói thọ niên ngươi tự dẫn vài người tới nam sơn tự tiếp ứng đi sau đó nhân mã tiếp ứng sẽ tới Ngưu Hữu Đạo nhìn sang lão đầu vừa ra tay với Viên Cương, thầm nhớ tên đối phương. Vâng, lão đầu đáp lại, xoay người xài bước nhanh ra ngoài, khi ra tới cửa, không biết một thanh kiếm từ đâu bay tới, lão bắt lấy, khí thế sau lưng hoàn toàn thay đổi, nào có giống một lão nô nhất mực cung kính chứ. Ngưu Hữu Đạo hơi nheo nheo mắt, xem ra cao thủ trong phủ thái thú này không ít đâu, tùy tiện một người nhìn như lão nô mà cũng không đơn giản. Cũng dễ hiểu thôi, nếu không vậy, chỉ sợ Phượng Lăng Ba đã bị triều đình diệt từ lâu rồi theo cửa hông mà ra, thọ niên dẫn theo bốn người mặc áo đen, cùng phóng ngựa rời đi. Ra khỏi cổng thành, năm người lập tức tăng tốc lao nhanh. Thọ niên đi trước, tay áo lớn căng gió, quần áo bay phần phật. Năm người ra khỏi thành không lâu, có 500 thiết kỵ ẩm ẩm phóng ra ngoài, chạy theo cùng một hướng. Năm người đi trước có thể đổi ngựa ở trạm dịch nhưng trạm dịch không thể có đủ ngựa cho 500 người đi sau nên tốc độ đoàn người sau không thể bằng người trước. Không bao lâu sau, lại có một con ngựa vọt ra khỏi thành, là thân vệ như hữu đạo cho về báo tin. Bên kia thương triều tông không nhận được tin gì, chỉ sợ sẽ xảy ra hiểu lầm. Trời tối dần, trong quận thành Quảng Nghĩa sôi nổi bàn luận, dân chúng trong thành đều xôn xao về chuyện Phượng Nhược Nam gả cho thương triều tông. Phủ Thái Thú đã gửi tin cho Thiên Ngọc Môn, giờ chỉ yên lặng chờ Thiên Ngọc Môn trả lời thôi. Trong thư phòng, ánh nến bập bùng, Phượng Lăng Ba đi qua đi lại suy tư hỏi, phu nhân, bà nghĩ bên Thiên Ngọc Môn có đồng ý không? bành ngọc lan ngồi bên cạnh đặt chén trà trong tay xuống như hữu đạo nói hoàn toàn có lý thiên ngọc môn không có lý do gì để bỏ qua cơ hội lớn mạnh hơn việc này hoàn toàn đáng giá để thiên ngọc môn động tay chân trong bóng tối hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta cũng cho là vậy có điều nhược nam bên kia phượng lăng ba còn chưa dứt lời có người đi tới dâng lên một bức thư phượng lăng ba nhận mật thư xem xong cười lạnh quay sang dặn hạ nhân truyền tin tức cho người trong kinh thành tạm thời tránh khó khăn đi Vâng, hạ nhân nghe lời rời đi. Bành Ngọc Lan đứng dậy, lại gần, bên kinh thành làm sao? Vương Hoành, như hữu đạo giết con rể người ta, bà nói người ta sẽ nói thế nào? Phượng Lăng ba đưa mật thư cho bà. Bành Ngọc Lan nhận lấy lá thư xem qua, nội dung là Vương Hoành hy vọng Phượng Lăng ba sẽ hỗ trợ bắt Nhiêu hữu đạo giải về kinh thành. Nói cái gì mà việc này xem như Vương Hoành nợ Phượng Lăng ba một ân tình. Ân tình của Vương Hoành so với 10 vạn nha tướng xem ra không đáng gì phượng lăng ba để cho người của mình ở đó tạm né khó khăn bành ngọc lan liền biết thái độ của trượng phu thế nào bèn hỏi vương hoành này nên làm sao chuyện nghênh thú làm rình rang như vậy chẳng mấy chốc vương hoành sẽ nhận được tin thôi còn nghĩ làm gì phượng lăng ba khoát tay áo không nhắc đến chuyện này nữa chỉ thở dài tuổi nhược nam cũng không còn nhỏ nữa nên lập gia đình từ lâu chuyện này đã là tâm bệnh của ta nhưng người này nó không vừa mắt người kia nó không vừa lòng trên đời này có ai là thập toàn thập mỹ Nói cho cùng, vẫn là nó hơi tự ti mặc cảm, tỏ vẻ cứng rắn mạnh mẽ bên ngoài mà thôi. Bên nhược nam, bà là nương, để cho bà khuyên đi, cả hai đều là nữ nhân cũng dễ nói chuyện hơn, kiên nhẫn một chút, cố gắng giải thích rõ đạo lý với nó. Ai ra, nói thật, cứ như vậy gả nhược nam đi ta cũng thấy không thoải mái, nhưng nói ngược lại, thương triều tông dựa vào chúng ta rồi, sau này sẽ phải nhìn sắc mặt chúng ta, dù sao cũng hơn là gả cho một người chúng ta không thể khống chế. Gả nữ nhi cho y, chúng ta cũng yên tâm, chỉ ít sẽ không lỗ. Bà lựa lời mà nói với nó, ôi, bành ngọc lan thở dài, gật gật đầu, bà hiểu rõ nhất, việc này thực ra là quyết định của thiên ngọc môn, nữ nhi không đồng ý cũng chịu. Nói lại, nữ nhi của bà quá cường hãn mà, lại thêm ngoại hình quả thực cũng không quá kiểu mị, nam nhân bình thường đều không dám thú, năm này qua năm khác, cũng quá tuổi kết hôn, bà cũng sốt ruột mặc dù biết nghiêu hữu đạo kia chỉ là một thuyết khách dẻo mồm nhưng ngẫm lại người ta nói cũng không phải không có lý gả cho thương triều tông có gì là không tốt đâu con gái không gả thì thôi gả một cái trở thành vương phi không có kết quả nào tốt hơn được bà vẫn không có gì là không hài lòng bà cũng có thể thông cảm cho việc thương triều tông cầu cưới là vì lợi ích có một số việc bà vẫn hiểu trong lòng với tướng mạo của nữ nhi nhà mình thêm tính cách đó phỏng chừng nam nhân thực sự muốn cưới để là vì bối cảnh phượng gia thôi thương triều tông cũng thế thiệp đi xem nhà đầu kia thế nào. Bành Ngọc Lan thở dài, nhà nào cũng có chuyện khó xử. Bà đi rồi, Phượng Lăng ba suy tư trong phòng một hồi rồi gọi, người đâu? Một hạ nhân đi vào, lão chỉ mật thư trên bàn, đưa tới cho Ngưu Hữu Đạo. Vâng, hạ nhân nhận lấy phong mật thư rời đi. Hiện Ngưu Hữu Đạo đang ở tạm trong khách viện phủ thái thú, có người trông coi. Dưới đèn, hắn cầm phong mật thư kia đọc đi đọc lại mấy lần. Vương Hoành, hắn không biết Vương Hoành là ai, không quen, cũng chưa từng nghe nói đến, có điều trong thư có nhắc đến Kinh Thành, mà ở đó hắn cũng chỉ đắc tội với Tống Gia, nên cũng không khó đoán ra ai muốn hại mình. Cũng không sao, Tống Gia muốn trả thù hắn từ lâu rồi, cũng không có gì lạ. Nhưng thú vị là ở chỗ, Phượng Lăng Ba đưa phong mật thư này cho mình, có ý vị hơn nhiều, đương nhiên không thiếu điều muốn hù dọa mình. Phòng trừng Tống Gia đã biết rồi, xem ra đường tố tố không gạt Tống Gia. Đường lão thái bà sợ tự bê đá đập chân mình đây mà nghiêu hữu đạo đưa thư cho viên cương bên cạnh đọc vài lần viên cương hỏi vương hoành là ai nghiêu hữu đạo khẽ lắc đầu không biết nhất định là có quan hệ tới tống gia người có thể nói truyền lời cho phượng lăng ba kiểu này có lẽ địa vị không thấp hỏi thăm một chút là biết thôi viên cương trầm ngâm hỏi thử nếu tống gia trả thù thượng thanh tông liệu có liên lụy đến đường nghi kia không mí mắt nghiêu hữu đạo hơi rũ xuống cái này có quan trọng không viên cương lại im lặng không nói gì châm lá thư trên tay vào ngọn nến, đốt. Bóng đêm trong núi đặc biệt thê lương, vải trắng trên gậy trúc nhẹ nhàng phất phơ theo gió, bên đống lửa cạnh nấm mổ mới đắp. Thương Thục Thanh ngồi xuống đất đánh đàn, tiếng đàn ỉ ôi khiến người ta buồn bã. Thương Triều Tông chắp tay đứng bên cạnh, nhìn lên ánh trăng mờ mờ xa xa, trong lòng ngàn vạn tâm tư. Y nhớ năm đó, gia tộc phong quang vô hạn, Trước mắt một cái đã vất vả thế này, hoảng sợ, chạy loạn như chó không nhà. Mấy năm trong thiên lao u oán kia khiến y ghi lòng tạc dạ, thậm chí đôi khi còn nằm mơ thấy ác mộng. Tất cả đột biến và bất hạnh kéo qua trước mặt, y cũng không oán hận ai, muốn oán, chỉ có thể oán mình vô năng, giờ y chỉ hoang mang mở mịt, hoang mang với tương lai trông tranh của mình. mươi 73, ta cưới Phượng Nhược Nam, muội muội đang đánh đàn trước mắt đầy thông tuệ cực kỳ, dịu dàng hiền thục, chỉ thư đạt lý, cầm kỳ thư họa, thì từ ca phú không gì không thông, nhưng lại bị cuộc sống bức bách buộc phải kiên cường dũng cảm vốn là đại gia khuê tú danh môn, tay chỉ cầm hương thư danh họa, giờ phải đeo bảo kiếm bên eo, lang bạt kỳ hồ trên lưng ngựa cùng một đám nam tử, không sợ gian khổ, không một câu oán hận, còn thường động viên người ca ca này. Ngoại trừ vết bớt trên mặt, dù là mặt nào, muội muội của y cũng là bảo bối nam nhân thiên hạ khó cầu. Nhưng chỉ vì y làm ca ca vô dụng, không gánh nổi gánh nặng mà phạm phải sai lầm khiến nàng chậm trễ một đời, thực thẹn với anh linh phụ mẫu trên cao. Y lại nhìn thân vệ trong rừng đang cảnh giới quanh mình, đều là lão binh trên xa trường, dù không thấy được tương lai tươi sáng nhưng vẫn nhất định đi theo mình tìm một tương lai mở mịt không biết ở nơi nào. Y biết, đây cũng là nhờ phụ thân để lại, nhưng lại khiến lòng ngày càng bất an, chỉ sợ sẽ phụ lòng những người này, không biết mình sẽ dẫn họ đi đâu. Y chỉ có thể không ngừng tự nói với mình, tiến lên, tiến lên. Có điều tương lai xa vời vợi, giả vờ giả vịt ở đây theo ý nghiêu hữu đạo y cũng không yên tâm. Thực sự là, hành vi như thật như giả kia của hắn khiến y không yên tâm đêm đen dài rằng rặc, nhìn lên bầu trời đêm cũng chỉ có tối đen, trong lòng y vô cùng chờ mong bình minh đến. Qua một đêm, ánh ban mai tỏa ra, trong một đỉnh lều, thương chiều tông nghiêng người sộc sạch ngủ gật thì bị tiếng bước chân vội vã vang lên đánh thức, theo bản năng nắm chặt thanh đao bên cạnh, mở mắt ra nhìn, là người mình. Một thân vệ chắp tay bẩm báo, vương ra, có mấy người ở bên ngoài chùa nói là người của phủ thái thú quận Quảng Nghĩa, do Pháp Sư phái đến. Nhiều hữu đạo mời tới, thương chiều tông chợt cảm thấy phấn chấn lúc trước nghiêu hữu đạo còn nói sẽ đi mấy ngày không ngờ mới có một ngày đã có tin y đứng dậy nhưng vì một chân bị đè quá lâu nên bị tê đứng lên loảng choạng, phải dậm mạnh mấy cái khơi thông kinh lạc mới dễ chịu chỉ lát sau thương triều tông lam nhược đình thương thục thanh dẫn một đám người bước nhanh ra ngoài nghiêu hữu đạo dặn mọi người tá túc gần nấm mổ mới đắp dưới chân núi giả vờ tế vong linh không trâu bắt chó đi cầy họ chỉ đành nghe theo thọ niên dẫn bốn năm người chờ ngoài cửa chùa nam sơn tự Thấy mấy người Thương Triều tông đi ra thì bực bội, có phòng không ở, ở trong rừng trong núi là sao? Thương Thục Thanh là nữ tử, từ nhỏ vẫn ở trong khuê phòng không biết thọ niên. Thương Triều tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau, cả hai đều biết người này. Khi Ninh Vương vẫn còn ôm hết binh mã yến quốc, Tết đến, quận Quảng Nghĩa cũng sai người tới tặng lễ, hầu hết là quản gia Phượng gia thọ niên đại diện cho Phượng Lăng Ba đến, cũng chính là vị trước mắt này. Hai người khá bất ngờ, không ngờ là quản gia của Phượng Lăng Ba tự mình tới thấy người đến, thọ niên mỉm cười ôm kiếm chắp tay chào, lão nô tham kiến vương gia, chào Lam tiên sinh. Vị này chắc là quận chúa, lão nô xin có lễ. Thương Thục Thanh đáp lễ lại, thương Triều Tông và Lam Nhược Đình ôm quyền chào. Lam Nhược Đình buông tay xuống, cười nói, thọ huynh, bao năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Thọ ninh chắp tay ôn hòa cười, Lam tiên sinh quá khen. Là nghiêu hữu đạo mời thọ huynh tới sao? Thọ niên gật đầu, phụng mệnh tới bảo vệ vương gia lẽ nào không phải vương gia phái nghiêu hữu đạo tới gặp thái thú a à, đúng vậy đúng vậy không biết hiện giờ nghiêu hữu đạo đang ở đâu lam nhược đình cười ha ha gật đầu nói mập mờ thực sự là cách làm việc của nghiêu hữu đạo khiến người ta rất khó kết hợp không nói rõ gì hết bên này họ cũng không biết hắn nói gì với phượng lăng ba không biết nói chuyện thế nào kết quả ra sao chỉ sợ nói thành sai họ thực sự khó mà tin được phượng lăng ba sẽ cho thương triều tông mượn binh nhưng xem bộ dạng này của thọ niên hình như là có thể thật. Phượng Lăng Ba thực sự dám dính vào chuyện này sao? Quái đản hơn là Ngưu Hữu Đạo không về, cũng không phái ai đến báo tin, họ muốn hỏi cũng không hỏi được. Ngưu Hữu Đạo tạm nghỉ trong phủ thái thú đợi vương gia. Vương gia, nơi Hoàng Sơn giã lĩnh này rất hung hiểm, không thích hợp ở đâu, kính xin ngài theo lão nô về quận thành trước. Nhân mã thái thú phái đi tiếp ứng đang trên đường tới đây, sẽ gặp trên đường thôi. Thọ niên đưa tay ra mời, bên này rất hoang mang, không biết nên đi hay không. Lam Nhược Đình đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, muốn hỏi vài câu thăm dò chợt thấy có người chạy tới chân núi, chính là thân vệ Ngưu Hữu đạo phái về truyền lời, người tới rất phân chấn. Mời thọ niên chờ, lôi thân vệ đang phong trần mệt mỏi sang một bên, Lam Nhược Đình không kiên nhẫn nổi nữa, hỏi luôn Pháp Sư có nhắn gì về không? Thân vệ liên tục gật đầu, Pháp Sư nói, đại sư có hy vọng, coi như chắc chắn rồi, dặn vương ra theo người của quận Quảng Nghĩa quay lại. Pháp Sư tạm thời không tiện tới đây, chỉ đành ở quận thành chờ vương ra đại giá. Chắc chắn, ba người nghe mà phấn chấn, thực sự là mượn được binh sao, thực khó tin mà, trời ơi, thật không biết nhiều hữu đạo làm thế nào. Đôi mắt dưới lớp sa mỏng của thương thục thanh sáng lên lấp lánh. Thương chiều tông hưng phấn nắm chặt tay, như nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối vô biên. Lam nhược đình phấn chấn hỏi, pháp sư khỏe không? Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Pháp sư mạnh khỏe, chuyện cầu thân rất thuận lợi. Hả, lam nhược đình sừng sốt trợn tròn hai mắt tưởng mình nghe lầm cầu thân thương triều tông ngờ vực hỏi cầu thân ai thương Thục thanh cũng rất kinh ngạc cầu thân là sao không phải vương gia muốn kết hôn với nữ nhi thái thú quận quảng nghĩa sao thân vệ kia ngơ ngác hỏi lại còn cho rằng như hiếu đạo làm vậy là theo sắp xếp của vương gia bây giờ xem phản ứng của mấy người vương gia sao lại không giống thương triều tông chỉ vào mình khó tin nổi hỏi lại bản vương với nữ nhi phượng lăng ba ư thân vệ há hốc mồm gật đầu đang thầm tự hỏi chẳng lẽ không phải sao thương triều tông lại hỏi pháp sư nói vậy sao pháp sư đã đưa lễ hỏi cho phượng gia cũng tuyên bố trước mặt mọi người là vương gia muốn cưới nữ nhi của phượng lăng ba thương thục thanh và lam nhược đình nhìn nhau sao cảm thấy chuyện này hơi loạn thương triều tông không thể tin nổi hỏi lại lần thứ hai ta cưới nữ nhi của phượng lăng ba sao cưới nữ nhi nào của phượng lăng ba thân vệ kia ý thức được chuyện này đi hơi xa rồi ngơ ngác nghi ngờ đáp lại vương gia chẳng lẽ Phượng Lăng Ba còn có mấy nữ nhi sao? Đương nhiên, đương nhiên là, nhớ lại lúc nãy mình đem lễ hỏi tới trước cửa phủ thái thú, Phượng Nhược Nam hầm hầm chạy đến, mấy người đã tận mắt nhìn thấy nàng ta, có vẻ như còn mắng vương ra nữa. Phượng Nhược Nam, ta cưới Phượng Nhược Nam, thương chiều tông trợn tròn hai mắt, sao từ mượn binh đã biến thành cưới Phượng Nhược Nam rồi? Y sướng sờ hỏi, sao có thể là chuyện đó? Ngươi nói đại sự có hy vọng là chỉ chuyện này sao? thân vệ kia không thể nói gì, chỉ trầm chậm, chậm gật gật đầu. Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình cũng ngẩn ra, cưới Phượng Nhược Nam, sao chuyện này càng vô căn cứ hơn cả chuyện mượn binh Phượng Lăng Ba. Làm sao Phượng Lăng Ba lại chịu gả nữ nhi, một trong các chủ tướng của quận Quảng Nghĩa cho Thương Triều Tông. Lam Nhược Đình chỉ thân vệ, cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Người mau kể lại tỉ mỉ một lượt ta xem, tới quận Quảng Nghĩa, bọn thuộc hạ tới một nhà trọ, Pháp Sư lập tức dặn bọn thuộc hạ tìm hiểu Phượng Lăng Ba và Phượng Nhược Nam ở đâu thân vệ tỉ mỉ thuật lại chuyện ở quận Quảng Nghĩa, làm sao dò được tin, như hữu đạo đến quân doanh thế nào, lấy hòm kim tệ trong đó ra ra sao, sau đó trắng trợn công khai dùng tiền đó để mua lễ hỏi, làm sao tới phủ thái thú, viên cương tuyên bố tin vui trước mặt mọi người thế nào. Viên cương và như hữu đạo vào trong phủ thái thú rồi truyền tin ra thế nào. Ba người nghe xong, không nói được câu nào, đây không phải mượn binh, xem công việc sau khi vào quận thành, chính là xông thẳng tới nhà người ta cầu thân thì đúng hơn. Làm loạn, Thương Triều Tông nổi giận, gương mặt lúc xanh lúc trắng. Chương 74, Lam Nhược Đình hại ta một. Thương Triều Tông nổi giận tới suýt thất thố, nhẫn được cũng không thể nhẫn, y tức giận tới sắp phát điên. Bình thường pháp sư theo quân cũng coi như thủ hạ, tuy không giống lắm, người không có thực lực cũng không kiềm chế được, căn bản không có gì để ràng buộc người ta nhưng thân phận vẫn còn ở đấy. Có ai từng thấy thủ hạ như vậy chưa? Dám tự ý đi hỏi vợ cho chủ thượng, chuyện lớn như vậy, Nửa lời cũng không nói, khác nào bán luôn chúa công. Thân vệ kia nhìn rõ rồi, hóa ra vương gia không biết chuyện này. Lam Nhược Đình vuốt râu trầm mặc, phất phất tay cho thân vệ kia lui xuống, rồi từ từ nói, "Vương gia, bất giận, có lẽ việc này là để mượn binh." Thương Thục Thành cũng khẽ gật đầu, "Ca, tiên sinh nói có lý." Đón dâu cũng không mâu thuẫn với mượn binh, trái lại còn có ích. "Ca có nhớ trước khi đi hắn có nói, ca ca có thể sẽ chịu thiệt một chút không? Có thể là chuyện này đấy." Thương Triều Tông nỗ lực bình tĩnh lại, khuôn mặt cũng bất giận dữ hơn. Lý trí ngóc cổ dậy được một chút, y mới trầm giọng nói: Phượng Nhược Nam là một trong những chủ tướng dưới trướng Phượng Lăng Ba, sao có thể dễ dàng gả ra ngoài? Càng đừng nói là gả cho ta, cưới nữ nhi nhà người ta, còn muốn mượn lính nhà người ta, các người cảm thấy có thể sao? Hai người khá khó hiểu, cưới nữ nhi nhà người ta để mượn binh, Phượng Lăng Ba có phải kẻ ngu đâu? Huống hồ với tình hình hiện tại của Thương Triều Tông, làm sao ông ta có thể gả nữ nhi cho y? không thể, thêm một cái không thể nữa, thành ra tuyệt đối không thể. Chuyện này khiến người ta nghĩ mãi không ra, thương thục thanh trầm ngâm nói, theo lý thuyết, Phượng Lăng ba tuyệt đối không thể gả nữ nhi cho ca, ca Có điều xem tình hình này, ngay cả quản gia Phượng Phủ cũng đến rồi, có vẻ là có đó. Không thể thì không thể nhưng Thượng Thục Thanh nói rất có lý, Thương Triều Tông sợ nhất chính là chuyện này. Không phải lôi y ra làm trò đùa sao, y cắn răng hỏi, các người có ai đã từng thấy Phượng Nhược Nam chưa? Nghe nói nữ tử này hùng tráng hơn cả nam tử, không biết là thật hay giả. Khóe miệng Lam Nhược Đình giật giật, Thượng Thục Thanh nhẹ nhàng dịu dàng hỏi, ca, ngoại hình thực sự rất quan trọng sao? Thương Triều Tông sướng sờ, vội giải thích ta không có ý này. Ta chỉ cảm thấy Phượng Lăng Ba không thể đồng ý, trong lòng y tràn đầy ái náy, tự trách mình khi nói câu vừa rồi sao không nghĩ tới muội muội dù sao thì ngoại hình của muội muội Đoán tới đoán lui vẫn không đoán ra được chân tướng, mấy người quyết định tới quận thành làm rõ mọi chuyện. Tập kết nhân mã, tế bái cao biệt trước ngôi mộ mới, cộng cả năm người thọ niên, đoàn người vội vã rời núi ra quan đạo ầm ầm vội vã rời đi. Sọc dương, thương triều tông cực kỳ phiền muộn, thực ra y không quan tâm lắm đến ngoại hình của Phượng Nhược Nam, đương nhiên nếu nàng thực sự xinh đẹp thì tuyệt, có ai không hy vọng cưới được một nương tử xinh đẹp chứ. Then chót là y tự biết mình biết ta, y xa suốt tới nước này, không còn tư cách kén cá trọn canh nữa, chỉ có thể dẫn theo cả nhà đi tiếp có thể tìm ra được một con đường sống cho mọi người, có thể tranh thủ chút tương lai cho mọi người, được mất của cá nhân y không còn quan trọng nữa, từ lâu rồi y không còn hy vọng đến tình nhi nữ nữa. Cơn giận qua đi, tỉnh táo ngẫm lại, hiện giờ y lại kỳ vọng nghiêu hữu đạo có thể không phụ hy vọng của mình, chỉ cần chuyện thành, dù có cưới mẫu giả xoa y cũng chịu. Trong tiếng vó ngựa nện rầm rầm, thương thục thanh trên lưng ngựa thi thoảng quay sang nhìn khuôn mặt phiền muộn của Kaka. Ca ca. Nàng cũng rõ ràng, nếu Phượng Nhược Nam quả đúng như lời đồn đại, thì với xuất thân của ca ca coi như đã thiệt thòi cho y tuy nhiên nàng không khuyên cũng không an ủi càng không thể hiện sự đồng tình vì nàng hiểu rất rõ huynh muội hai người đi tới hoàn cảnh bây giờ không còn lựa chọn nào khác nữa tới nước này chuyện này không còn là chuyện của hai huynh muội còn cả những người đã giao tính mạng cả dòng dõi mình cho huynh muội nàng không phải dân chúng bình thường vinh nhục cá nhân không còn quan trọng nữa đừng nói ca ca cưới phượng nhược nam dù phượng lăng ba muốn cưới nàng làm thiếp nàng cũng sẽ cắn răng chịu nhận có điều khuôn mặt quỷ này có thể trừ ta, sốc khăn lụa lên có thể khiến người đối diện giật mình, phỏng chừng sẽ chẳng có nam nhân nào coi trọng mình. Thọ niên hộ tống thi thoảng lại quay lại nhìn, một nhóm 20 hòa thượng đi theo đằng sau đổi hết sang thường phục đội mũ trên che đầu chọc, ai nấy đều cõng bao lớn bao nhỏ kinh thư mà bực bội, thương triều tông đưa theo đám hòa thượng này làm gì. Lặn lội đường xa, trên đường gặp đoàn người gặp 500 thiết kỵ quận Quảng Nghĩa phái tới, song phương hội họp thành một đội kỵ binh quy mô còn lớn hơn nữa thọ niên cũng chú ý tới thi thoảng trên đường đi có thủ hạ của thương triều tông từ hai bên núi rừng chạy ra gia nhập đoàn. Tốc độ hành quân chuyến này không thể sánh được khi thọ niên đi, dọc đường đổi ngựa tại trạm dịch phi nhanh liên tục. Trời đã tối, phủ thái thú lên đèn rực rỡ, nhận được tin báo, biết khoảng 2 canh giờ nữa nhóm thương triều tông sẽ tới quận thành, nhiều hữu đạo quyết định ra cửa thành chờ đón. Có một số việc vẫn nên chờ đón đoàn người thương triều tông đến ngoài phủ thái thú để nói rõ ràng vẫn hơn. Nếu thương triều tông cứng rắn không chịu, hắn cũng tiện tìm kế thoát thân hơn bị nhốt trong phủ thái thú toàn cao thủ cũng khó chạy người bên này tới xin chỉ thị của phượng lăng ba theo vị pháp sư kia đi chờ đón chúa công phượng lăng ba cũng không cản được cho phép Nghiêu hữu đạo và viên cương vừa ra khỏi khách viện thì thấy một nhóm người đứng đó chắn đường nhìn lại thì ra bành ngọc lan dẫn theo mấy người nữa ngăn cản xin chào phu nhân Nghiêu hữu đạo cười hớn hở chào mắt người không mù tự đọc đi bành ngọc lan rũ một tờ giấy ra cho người bên cạnh chuyển cho nhưu hữu đạo nghiêu hữu đạo theo ánh đèn đọc tờ giấy vừa nhìn đã toát mồ hôi đây không phải tờ đánh cực của hắn và phượng nhược nam trên đó còn có chữ ký của mình phượng nhược nam và viên cương không cần nghĩ nhiều nhất định là phượng nhược nam kia đã nói tất cả cho nương mình hắn còn kỳ vọng nàng ngại xấu hổ mà không nói với ai không ngờ nữ nhân to con kia không sợ mất mặt viên cương liếc nhìn chữ viết trên đó liền nhận ra nghiêu hữu đạo cười hớn hở lệnh ái thật nghịch ngợp Hắn đang định thu lại tờ giấy đánh cược này nhưng Bành Ngọc Lan ngoắc ngoắc tay lấy lại. "Dám cứng với bà, chưa chắc đã đủ mặt cho người ta đánh." Hảo Hán không ngại chịu thiệt một chút. Bành Ngọc Lan vẫy vẫy tờ đánh cược, lạnh như băng hỏi, "Chào đồ vô liêm sỉ, ta chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như các ngươi." Chuyện không biết xấu hổ như thế cũng làm được, từ khi biết được chân tướng từ chỗ nữ nhi bà đã chấn kinh rồi, vậy mà hắn dám mượn tiền nữ nhi của bà. "Không!" Phải nói là lừa gạt nữ nhi bà tiền để mua lễ hỏi đến cầu thân xin cưới nữ nhi bà. Nói thôi cũng quéo miệng, nhưng lại do một người làm ra đấy. Làm sao người này có thể vô liêm sỉ đến thế được. Chính Phượng Nhược Nam cũng vừa giận dữ vừa xấu hổ tới khó mà nhịn nổi, muốn đập đầu tự tử luôn đi. Nhưng thù lớn chưa trả mà mình chết đi, há không phải có lợi cho cầu tặc sao. Sau đó Phượng Lăng Ba cũng biết việc này, có dặn Bành Ngọc Lan quên đi. So với chuyện kết thân, chút tiền này thực không đáng gì lòng dạ nam nhân vẫn luôn rất rộng, nhưng Bành Ngọc Lan nuốt không trôi được cơn giận này. Nữ nhi đã chịu đủ oan ức rồi, sao có thể gả nó đi như vậy được? Bà phải tới đòi công bằng cho nữ nhi, chương 75, Lam Nhược Đình Hải ta, hai. Như hữu đạo thở dài, phu nhân, thực sự là hết cách rồi. Hẳn phu nhân cũng có nghe nói về tình cảnh của quận vương hiện nay, thực sự là trong túi không còn tiền, lại không thể tay không tới cầu hôn. Lam tiên sinh không có cách nào khác, chỉ đành đưa ra hạ sách này. Lúc trước, không phải Phượng Lăng Ba có hỏi hắn đây có phải mưu tính của Lam Nhược Đình không sao? Đây là cái lợi của việc biết điều không kiêu căng đây, giờ hắn có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Lam Nhược Đình rồi. Bành Ngọc Lan lạnh lùng nói, ta mặc kệ đó là Lam Tiên Sinh hay Tử Tiên Sinh, ai đánh được ta tìm người ấy. Mười vạn kim tệ, còn cả hắn ta, bà nhìn viên cương hất cằm, người sẽ đưa ta lúc nào? Nếu chỉ đòi tiền, như hữu đạo có thể đẩy sang bên thương triều tông, còn muốn viên cương thì làm sao được? hắn không còn cách nào khác đành mặt dày thôi nghiêm mặt đáp phu nhân nói vậy thực vô lý ồ bành ngọc lan cười lạnh lắc lắc tờ cá cược trong tay ta nói vô lý sao lẽ nào giấy trắng mực đen này là giả sao như hữu đạo khoát tay nghiêm nghị đáp giả thì không phải giả nhưng vấn đề là nếu thực sự căn cứ vào cá cược thì ta đâu có thua ai dám nói ta không thể trả tiền trong vòng một canh giờ mấu chốt là một canh giờ còn chưa tới ta đã bị bắt đến phủ thái thú rồi nếu lệnh ái liên hợp với thái thú để đánh cược thì đúng là chỉ có thắng mà không có thua nhưng nói lý ra thì có phải bắt nạt người quá rồi không đây vốn là lý lẽ hắn đã nghĩ trước để tranh cãi với phượng nhược nam không ngờ lại dùng để nói với nương của nàng bành ngọc lan không nói được gì nghĩ lại cũng có lý nhưng sao vẫn có gì không đúng đây là một cái bẫy mà bà giận quá hóa cười nói được không nói chuyện cá cược nữa mười vạn kim tệ kia người tính thế nào định không trả hà Ngưu Hữu Đạo gật đầu liên tục, đáp sao có thể không trả. Trả, nhất định trả, Bành Ngọc Lan quát lên, khi nào trả. Ngưu Hữu Đạo quyết đoán đáp, vương gia quay lại sẽ để vương gia trả. Còn lâu hắn mới ôm khoản nợ này vào người. Được, ta chờ, dám nuốt lời không trả thử xem. Bành Ngọc Lan hung ác đe dọa rồi quay đầu bước đi. Bà chắc chắn hiện giờ đối phương không thể trả, nếu có thể lấy ra được số tiền kia cũng sẽ không phải dùng đến thủ đoạn bị ổi này. Bà quay về chuẩn bị sẽ dạy dỗ tên Lam Nhược Đình đầy ý nghĩ xấu kia một phen. Lập tức trả tiền hay thong thả một thời gian gom tiền đều trả cũng được. Có bà ở đây, đảm bảo cả quận Quảng Nghĩa sẽ không một ai dám cho thương Triều Tông vay tiền. Bà đã quyết định phải ra mặt cho nữ nhi xả được cơn giận này. Quá bắt nạt người mà, bà đi rồi, Bạch Diêu ôm kiếm trong ngực ở lại, nhàn nhạt, nhạt quay sang nói, nghe nói người muốn đi đón quận vương. Thái thú cho chúng ta đưa các người đi, vừa là để phòng bị tống ra hạ độc thủ, cũng là theo dõi. Hết cách rồi, kẻ này là đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên, có lẽ sẽ có ích khi tìm 10 vạn nha tương kia. Như Hữu đạo nhìn ra được vẻ khinh thường trên mặt đối phương, cười khan nói, thực sự là người cùng trí ngắn, để tiền bối chê cười rồi. Bạch siêu lạnh nhạt nói, đúng là vô liêm sỉ thật. Ôi, Lam Nhược Đình hại ta. Như Hữu đạo cười khổ, đưa tay mời, nhóm người bèn rời đi. Ngoài thành quận Quảng Nghĩa có cầu treo bắc qua chiến hào, cửa thành sẽ mở trước hừng đông, thả cầu treo xuống cho bách tính qua lại. Tới tối sẽ thu cầu treo lên, đóng cửa thành, người ra vào nếu không kịp chạy tới trước khi đóng cửa thành thì hoặc là ở lại trong thành qua đêm hoặc là tá túc ngoài thành đi, bách tính bình thường không có cửa giải thích. Nghe nói năm xưa thiên hạ nhất thống, cửa thành hầu như không bao giờ đóng bất kể ngày đêm, hiện giờ thiên hạ tranh hùng, đặc biệt là nơi tự cầm binh như quận Quảng Nghĩa này, không bao giờ thấy cảnh cửa thành không đóng như xưa nữa. Cảnh tượng bên ngoài thành cũng không phải đen kịt tối thui mà có nồi đốt lửa cháy rừng rực, phòng bị có người tới gần thành mà người trên thành không nhìn thấy. Ngoài thành có một tiểu ban canh giữ phụ trách đổ dầu vào lửa. Ban đêm, quân tốt trên dưới ngoài thành đều đi lên đi xuống ở bên ngoài theo cách thả thúng kéo dây. Nghiêu hữu đạo muốn chờ đón thương triều tông, bạch diêu bèn đưa hắn lên tường thành chờ. Nghiêu hữu đạo hết nhìn đông lại nhìn tây có vẻ như rất hứng thú với bố trí phòng thủ trên thành, nếu không phải đã biết là không thể. Bạch Diêu đã nghi ngờ hắn có phải thám tử nơi nào phái đến tìm hiểu quân tình không nữa gã không biết nghiêu hữu đạo xuất thân khảo cổ rất hứng thú với phương thức phòng ngự ban đêm thời cổ đại thế này bởi vì có một số thứ khi đã biến mất khảo cổ không thể thấy được không chỉ nghiêu hữu đạo ngay cả viên cương cũng rất quan tâm chú ý hắn ta đi theo đạo gia nhiều năm cũng nhiễm phải chút bệnh nghề nghiệp đợi một hồi tới quán nửa đêm trên quan đạo xa xa xuất hiện một hàng ánh đuốc khiến cho quân coi giữ trên tường thành phải chú ý Rối loạn trên đầu tường cũng đã kinh động đến nghiêu hữu đạo đang nghỉ ngơi chờ người trong thành lâu cũng ra khỏi thành lâu nhìn quanh không bao lâu sau gần một ngàn kỵ binh ầm ầm xông tới chính là nhóm nhân mã hộ tống thương triều tông đến thương triều tông ngẩng đầu lên vẫy vẫy cây đuốc ra ý hỏi thăm nhiêu hữu đạo đang chờ trên đầu thành còn có viên cương cũng lẳng lặng đứng đó như hình với bóng bộ dạng lúc nào cũng lãnh khốc bất kể thế nào thấy nhiêu hữu đạo ở đây y cũng yên tâm hơn không ít trên thành dưới thành xác định đúng là người mình nhận được quân lệnh bèn thả cầu treo xuống mở cửa thành cho một nhóm vào thành một nhóm đi vào cửa thành đóng kín cầu treo lại được kéo lên nghiêu hữu đạo từ trên tường thành đi xuống gặp mấy người thương triều tông chắp tay chào hỏi lẫn nhau đạo gia thương triều tông gọi nghiêu hữu đạo như vậy bất kể là bạch diêu hay thọ niên cũng đều khá kinh ngạc nghiêu hữu đạo cười ha ha nói vương gia thái thú đại nhân đã chuẩn bị một tòa trang viên cho vương ra tạm thời vào ở giờ đã muộn chờ tới mai lại đi bái kiến thái thú cũng không muộn hắn mở trừng trừng hai mắt Mấy người Thương Triều Tông có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo cũng biết bây giờ ở chỗ không khai không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Nhóm người lại lên ngựa, dưới sự hướng dẫn của Thọ Niên, đi tới một tòa trang viên trong thành. Nơi này không nhỏ, đủ cho mấy trăm người Thương Triều Tông vào ở. Thọ Niên dẫn người tới cáo từ, nhiệm vụ của lão đã xong xuôi. Thân quân của Thương Triều Tông tạm thời tiếp nhận trang viên, lập tức tản ra lục soát kỹ càng, không phải họ không yên tâm với Phượng Lăng Ba mà là quy định cần phải vậy xác nhận không có vấn đề gì, ai cần thay phiên thì thay phiên, ai cần nghỉ thì nghỉ, nên thủ thì thủ, nên tuần tra thì tuần tra. Mấy nhân vật chủ yếu của Thương Triều Tông vào chủ viện, dù phong trần mệt mỏi nhưng không ai có tâm trạng nào mà nghỉ ngơi, lo dặn dò mọi người đề phòng bốn phía. Như Hữu đạo biết mấy vị này có chuyện cần hỏi mình, vừa vào phòng khách, Thương Triều Tông không đợi được nữa, lập tức hỏi, đạo gia, nghe nói ngươi đã tác hợp cho việc hôn nhân của ta và Phượng Nhược Nam, không biết là thật hay giả? Nghiêu hiểu đạo rất thẳng thắn gật đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôn sự này hẳn là ván đã đóng thuyền. Theo ta thấy, Phượng Lăng ba sốt ruột sẽ không từ chối, phỏng chừng chuyện vương gia cưới chính thê Phượng Nhược Nam sẽ chỉ là chuyện trong vài ngày tới. Hắn vui sướng cười ha ha hớn hở chắp tay nói, xin chúc mừng vương gia trước. mươi 76, vậy cũng được sao? Được xác nhận, Lam Nhược Đình cùng Thương Thục Thanh nhìn nhau, rồi cùng nhìn xem phản ứng của Thương Triều Tông. Thương Triều Tông giật giật cơ mặt, đạo ra, chuyện lớn như vậy vì sao không thương lượng trước với ta một chút nghiêu hữu đạo than thở ôi tình thế bức bách phượng nhược nam kia không phải quá xinh đẹp không phải ta sợ ngài không nghĩ được sao vương gia chấp nhận một chút đi viên cương im lặng không nói gì hắn ta biết đạo gia biết đạo gia còn chưa tin nhóm thương triều tông lắm làm chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng lật lá bài tẩy của mình ra chẳng may có vấn đề gì nhớ có người gây khó dễ không làm được sẽ gặp nguy hiểm đạo gia là người từng trải sẽ không dễ tự đẩy mình vào tuyệt cảnh. Đây nào phải vấn đề chấp nhận hay không chấp nhận, thương chiều tông giờ khóc giờ cười, nhưng y biết quan hệ của mình và nghiêu hữu đạo như thật như giả, có một số việc y không tiện chất vấn hoặc tỏ thái độ trực tiếp, sợ sẽ khiến cho nghiêu hữu đạo bất mãn hoặc hiểu lầm gì đó. Y không ngốc, có thể nhìn ra nghiêu hữu đạo vẫn giữ kẽ với bên mình, tâm vẫn chưa theo. Ngay cả muội muội thương thục thanh cũng kiến nghị y nên giữ ý với nghiêu hữu đạo, tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết. Có vài lời nàng ta và Lam Nhược Đình cùng nói giống nhau. Lam Nhược Đình trầm ngâm nói, đạo gia tác hợp hôn sự này có quan hệ gì với chuyện mượn binh sao? Nghiêu Hữu đạo vui vẻ đáp, vương gia thành nữ tế của Phượng Lăng Ba, há Phượng Lăng Ba có thể không bảo vệ vương gia sao? Phái chút binh cho vương gia cũng là chuyện rất bình thường mà. Đạo gia, vương gia nóng ruột lắm, người đừng có lường ngài. Lam Nhược Đình cười khổ lắc lắc đầu, đưa ra mấy nghi vấn, làm sao Phượng Lăng Ba lại đồng ý gả Phượng Nhược Nam cho vương gia? dù có gả nhưng cũng làm sao mượn binh được cho vương gia. Càng đừng nói là phái binh theo vương gia đi huyện Thương Ngô, cũng không đến nỗi để cho vương gia ở lại quận Quảng Nghĩa đi, vậy là công nhiên kháng chỉ. Phượng Lăng Ba không cần phải chọc vào phiền phức này, nhìn đối phương bôn ba đường dài phong trần mệt mỏi, còn chưa rửa mặt, sắc sơ bơ phờ, như hữu đạo không nhẩn nha nữa, nghiêm mặt nói, đương nhiên không dễ đồng ý như vậy, khẳng định là có điều kiện. Điều kiện chính là trao 10 vạn nha tướng cho ông ta. A, à, Mấy người giật nảy mình, bởi vì với bọn họ, 10 vạn nha tướng không hề tồn tại, không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại đem một thứ không có thật đến làm điều kiện đàm phán với Phượng Lăng Ba. Lam Nhược Đình yêu tư nghĩ thầm, cái thứ không có thật, cái bóng cũng còn không thấy, Phượng Lăng Ba há có thể đồng ý. Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại, ai nói là thứ không có thật? Có bệ hạ chứng minh rồi, còn chưa đủ sao? Mấy người sững sờ, không ai phản ứng lại nổi. Rất đơn giản, nói sự thật, bày đạo lý ra đó, để cho Phượng Lăng Ba tin tưởng có 10 vạn nha tướng tồn tại là được. Nghiêu Hữu Đạo kể lại đại khái quá trình thuyết phục của mình, thực ra logic rất đơn giản, không phải là chuyện gì khó lý giải. Ba người nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nói gì, vậy cũng được sao? Có điều họ không thể không thừa nhận, có lý có cứ, Phượng Lăng Ba rất khó mà không tin, chẳng trách có thể dụ Phượng Lăng Ba không tiếc nữ nhi mà gả cho. Ba người xem như phục hắn rồi, thế mà dám xuống tay. Thương Thục Thanh nhỏ gan nghĩ bụng, như vậy chỉ có thể lừa được một lát không lừa được lâu dài sau này chúng ta không đưa đồ ra được chẳng phải sẽ gặp phiền phức sao nghiêu hữu đạo xem thường quận chúa ta không thích nghe nói thế sao lại nói là lừa gạt chẳng phải coi ta là tên lừa đảo sao thương thục thanh nghĩ bụng người làm vậy không phải lừa gạt thì là gì có điều ngoài mặt vẫn khoát tay một cái đạo ra hiểu lầm ta không có ý này ta biết quận chúa không có ý này ta hiểu không cần giải thích quận chúa đây không phải là lừa gạt đây gọi là thủ đoạn có ai gặp tên trộm nào sợ bị bắt mà không đi trộm chưa lăn lộn trên giang hồ tam giáo cửu lưu mỗi người đều muốn đặt chân trốn ấy đều phải dụng hết các bản lĩnh thần thông của mình bước đầu tiên còn không dám bước chỉ lo lật thuyền thì đừng có chơi sau này phượng nhược nam trở thành thê tử của vương ra rồi chẳng nhẽ phượng lăng ba vẫn muốn giết nữ tế để nữ nhi làm quả phụ sao lại nói chỉ cần có nhân mã trong tay có đất đặt thân an ổn có không gian để vẫy vùng Chúng ta cũng không phải người chết, có ai sống mà bị nghẹn chết được không? Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biến nhân mã thành người của mình. Bên này, Phượng Lăng Ba cũng chỉ là một con rối, người thực sự đáng quan tâm là Thiên Ngọc Môn kia. Nói chung vẫn là một câu ấy, cuối cùng phải xem Vương gia có giá trị gì cho Thiên Ngọc Môn lợi dụng không. Nếu có, dù nói thật với họ 10 vạn nha tướng là không có thật thì sao? Họ sẽ vẫn không vứt bỏ Vương gia, nói cho cùng cuối cùng vẫn phải xem vương gia có khiến cho người ta vừa mắt hay không. Bằng không, dù có tìm được 10 vạn nha tướng đem cho người ta thật, vương gia chẳng có giá trị gì cũng bị đá đi thôi. Quận chúa, 10 vạn nha tướng cũng chỉ là thủ đoạn thôi, không cần phải lo chuyện sau này có giao ra được 10 vạn nha tướng hay không, chỉ cần cân nhắc kinh doanh thế nào để kiếm thêm được tiền từ số vốn mượn được này. Tiến lên phía trước được, mọi thứ chỉ là phù vân. Giang hồ phi ngựa, gió cũng được, mưa cũng được, binh đến tướng đỡ nước tới đất ngăn có gì đáng sợ chứ? Lời giải thích này khá đặc biệt nhưng lại khiến cho ba người bừng tỉnh đại ngộ. Thực sự là họ chưa từng nghe thấy nhưng ngẫm lại, rất có lý, như được khai sáng, cũng khiến ba người có được lòng tin mãnh liệt vào tương lai. Thục Thanh xin thuộc giáo cao kiến của đạo gia, thương Thục Thanh cung kính chắp tay thi lễ, đôi mắt sáng ngời sau khăn lụa quét sang viên vương. Lần thứ hai nàng nhớ tới lời nhắc nhở lúc trước của gã. Với tình cảnh của các ngươi, bản thân đạo gia quan trọng hơn tu vi của hắn. Ánh mắt thương triều tông nhìn như hữu đạo hơi khác biệt, thêm vài phần tôn kính. Lam Nhược Đình thầm cười khổ, chẳng trách kẻ này có thể dụ dỗ được phượng lăng ba gả nữ nhi, cái miệng này, chết cũng nói thành sống được mà. Không có cao kiến gì hết, chỉ là đối mặt với hiện thực thôi. Mà thôi, vương gia, chúng ta nên nói một chút về thực lực hiện tại đi. Như hữu đạo khoát tay áo, nắm tay che miệng ho khan một tiếng, móc móc vào trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho thương triều tông, đây là phí dụng khi làm việc, vương ra tìm cách thanh toán một chút đi. Thương Triều Tông nhận thư, mở ra xem, đọc xong nghi ngờ đầy mặt ngẩng đầu lên nhìn, người tìm Phương Nhược Nam mượn tiền. Vâng, mượn 10.000 kim tệ, vốn là đối phương bắt trả 10 vạn kim tệ, ta đã tìm mọi cách bất phần lãi cho vương ra, chỉ trả 10.000 kim tệ tiền vốn là được. Cái gì thế này, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh đều tò mò về nội dung trên tờ giấy, lần lượt chuyển tay nhau xem qua. Thì ra là một tờ giấy cá cược, cá cược 10.000 kim tệ thì thôi, quan trọng là ba người nhớ lại, thân vệ quay về bẩm báo có nói như hữu đạo có lấy một hòm kim tệ từ trong quân doanh của Phượng Nhược Nam ra. Ba người không dám nghĩ nữa, lẽ nào tiền mua lễ hỏi là tiền mượn của Phượng Nhược Nam kia? Ai nấy đều trợn to hai mắt nhìn chầm chầm như hữu đạo. Hắn bị nhìn đến phát ngại, cười gượng nói các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta khổ cực chạy tới chạy lui, chuyện tốt cũng là vương gia hưởng, chẳng lẽ các ngươi sẽ không trả tiền cho ta? Vấn đề không phải là có trả hay không, Thương Triều Tông hơi thấp thỏm hỏi, đạo gia, người mượn tiền này dùng để làm gì? mươi 77, ta chỉ phụ trách giết không chịu trách nhiệm chôn Nghiêu hữu đạo xòe hai tay, còn làm gì nữa? Đương nhiên là mua lễ để thân cho vương gia. Vương gia yên tâm, số tiền này, một phần ta cũng không chiếm làm của riêng, mua cái gì đều có các thân vệ bên kia ký tá đàng hoàng. Ta không thèm tham chút lợi ấy. Ba người trợn mắt há mồm, thực sự á khẩu, không nói nổi câu gì quả thực bọn họ không thể tiếp thu nổi công dụng của số tiền này. Người mượn tiền của Phượng Nhược Nam để mua lễ để thân muốn xin kết hôn với Phượng Nhược Nam. Sao chuyện này phức tạp quá, việc mất mặt thế này cũng chỉ có ngươi là làm được, chúng ta không thể. Có thể thông cảm cho tâm tình của ba người họ, đường đường xuất thân phủ Ninh Vương, dù có sa sút nhưng trong máu vẫn là quý tộc, nào có ai đi làm cái chuyện không biết xấu hổ này. Thương Triều Tông hơi choáng váng, cảm giác sắp ngất xỉu đến nơi. Vì đại cục y cưới phượng nhược nam cũng được, có điều cưới nàng ta theo cách thế này, bảo sau này y đối diện với nàng ta làm sao. Thương triều tông thực muốn khóc mà, đau khổ nói, đạo gia, nếu ngươi muốn ta cưới phượng nhược nam, sao lại mượn tiền của nàng ta mua lễ để thân. Như hiểu đạo cả kinh, đáp hỏi ngài 10.000 kim tệ, ngài kêu nghèo không có. Ta chỉ là một tu sĩ mới xuống núi, mòi đầu ra 10.000 kim tệ ứng ra đây. Thương triều tông gần như gào thét, vậy cũng không cần mượn nàng ta chứ. Nghiêu hiểu đạo trợn mắt, vương gia, nơi này ta không quen người cũng không quen đất, chỉ có chút quan hệ với Phượng Nhược Nam. Đến quận Quảng Nghĩa này, ta không tìm nàng ta mượn tiền thì tìm ai đây? Tìm người khác hỏi, ai biết ta là ai? Mười ngàn kim tệ không phải con số nhỏ, người khác ta hỏi người ta có thể cho mượn sao? Đương nhiên, nếu tìm người khác cũng không nhất định là không thể kiếm nổi mười ngàn kim tệ này. Ví như hỏi thăm một vài phú hộ đặc biệt, đi trộm đi cướp cũng gom được có điều chúng ta tới quận quảng nghĩa là để làm việc chứ không phải để gây sự những phú hộ kia có thể đứng vững trong thời loạn lạc có trời mới biết có bối cảnh thế nào có trời mới biết người ta có lai lịch ra sao lỗ mãng ra tay làm sao được chờ tìm hiểu rõ hết những điều này mới hạ thủ ai biết phượng lăng ba có còn ở quận thành nữa không phượng lăng ba người ta cũng là người bận rộn sẽ không đàng hoàng ở trong phủ thái thú chờ ta tới cầu hôn đâu người ta đi tới đi lui đi nam đi bắc cũng là chuyện bình thường với điều kiện hiện tại Chúng ta rất khó mà nắm được hướng đi của người ta, chờ ta kiếm xong tiền, vạn nhất người ta rời quận thành mất rồi, không biết chuyện chính sẽ phải kéo dài đến khi nào. Tình cảnh của chúng ta hiện nay, giải quyết càng sớm càng tốt, không kéo dài nổi đâu. Người này càng nói ba người còn lại càng không có gì để nói, nghe thì có vẻ đúng nhưng sao ai cũng cảm thấy khó chịu. Ngày mai làm sao đi gặp nhà họ Phượng cho được? Thương Triều Tông vô lực nói, nếu đã quyết định dùng 10 vạn nha tướng ra làm ngụy trang, thực ra không đưa lễ để thân cũng không sao. Phượng Lăng Ba cũng không đến mức coi trọng chút tiền ấy, chuyện có thành hay không không liên quan đến chút lễ để thân ấy, đâu cần phải đi mượn tiền của Phượng Nhược Nam. Người không dám gặp mặt người nhà họ Phượng chính là y đó. Nghiêu Hiếu Đạo kinh ngạc nói, Vương Gia, nghĩ ta muốn gây động tĩnh lớn như thế để mượn số tiền này sao? Vương Gia, Phượng Lăng Ba đó dù gì cũng là chư hầu, ai cũng có thể gặp sao? Tình hình của Vương Gia thế nào, chính ngài cũng rõ, Phượng Lăng Ba chịu dính líu quan hệ tới ngài sao? Ngài thực sự nghĩ mối đề thân này dễ như vậy chỉ cần nói vài câu người ta có thể gả nữ nhi cho ngài luôn à. Không làm cho ầm lên như thế, liệu Phượng Lăng Ba có chịu gặp ta không? Ta chỉ cần tự giới thiệu thôi, sợ là người ta đuổi ta ra khỏi thành luôn rồi. Chẳng lẽ ta có thể tùy tiện dùng danh nghĩa cá nhân nói ra chuyện 10 vạn nha tướng để người ta đi thông báo vào à, chuyện này có thể tùy tiện nói ra với cả thiên hạ sao? Lại nói, ta vốn muốn làm ầm lên như thế để cho Phượng Lăng Ba biết không giấu chuyện này đi được, muốn triệt để chặt đứt ý đồ không an phận của người ta. Bằng không, chúng ta đều trong địa bàn của họ, vạn nhất bị họ lẳng lặng khống chế, chỉ sợ không còn chỗ nào mà khóc nữa. Vương gia, ta chỉ một lòng muốn tốt cho ngài, ngài không thể vô lương tâm chứ. Ngài sẽ không bắt ta bỏ số tiền này ra chứ. Hắn nói rõ, chuyện trả tiền không liên quan đến ta, ta chỉ lo giết còn chôn kệ ngài. Ta, thương chiều tông á khẩu không trả lời dược, người ta nói câu nào cũng có lý, chỉ cần nghĩ một tí thôi là biết đúng thực hắn làm mọi việc đều là cân nhắc cho mình. Y còn có thể nói gì nữa? Thương Thục Thanh ôn nhu nói ca, đạo gia đã tận lực rồi, số tiền này, chúng ta tìm cách trả đi. Lam Nhược Đình cười khổ, Thương Triều Tông cũng chỉ có cách bất đắc dĩ gật đầu. then chốt là ai cũng biết nhiều hiếu đạo là do y phái ra, để đề thân cho y, không thể để hắn chịu. Người đón dâu còn để người khác phải trả tiền lễ, thực không còn gì để nói. Vẫn là quận chúa anh Minh. Như hữu đạo dựng ngón cái khen thương thục thanh, thương thục thanh hạ người thi lễ, làm phiền đạo gia đã dốc hết tâm huyết, cực khổ rồi. Không khổ cực, nên làm, nên làm, như hữu đạo vui tươi hớn hở khoát tay, đổi đề tài, có câu này hơi thô tục, nhưng ta phải nói trực tiếp. Ba người lập tức tập trung chăm chú nhìn hắn, bao nhiêu chuyện mà họ không thể ngờ nổi cứ thế liên tiếp xảy ra, không biết lần này lại chọc ra chuyện gì đây, có điều cũng không thể bịt miệng hắn không cho nói được. Thương thục thanh đành dịu dàng đáp, cứ nói, đừng ngại. Nghiêu hữu đạo nói luôn không cần nghĩ, ta không ngại vất vả, tuyệt đối chăm chỉ chịu khó. Chúng ta cũng không cần vòng vo, ta nói thẳng, ta chỉ làm việc, không gánh trách nhiệm. Câu này khiến ba người còn lại dựng tâm đề phòng, cả ba đều thầm hỏi lại có chuyện gì đây. Thương thục thanh thử thăm dò, không biết, đạo gia muốn nói tới trách nhiệm gì. Nghiêu hữu đạo hỏi Lam Nhược Đình, Lam Tiên Sinh, lão sư của ngươi tên là Thiếu Phu phải không? Lam Nhược Đình sửng sốt một lát, gật đầu đáp, Lạc Hiếu Phu chính là tục danh của ân sư. Lam Nhược Đình thầm thắc mắc không hiểu sao lại nói tới lão sư mình. Ngươi lại gây ra cái nghiệt gì đây, lẽ nào người chết cũng không tha. Hóa ra là thật, như hiểu đạo thở dài, ta nghe Phượng Lăng Ba nói mới biết. Có vẻ Phượng Lăng Ba rất ngưỡng mộ lệnh sư, đã khen lệnh sư không tiếc lời, còn hỏi ta sách lược cầu hôn này có phải là chủ ý của Lam Tiên Sinh không? Ta còn trẻ, xương vai còn mềm, không gánh nổi trách nhiệm, nên ta đã thừa nhận là của Lam Tiên Sinh. Người ta lập tức khen danh sư suốt cao đồ, Chúng ta cũng không nên lật lọng kẻo khiến người ta nghi ngờ. Sau này, sợ là Lam tiên sinh sẽ phải gánh chút trách nhiệm. Lam Nhược Đình hơi mờ mịt, nghĩ một lát mới ngờ vực hỏi, chuyện này đâu cần gánh trách nhiệm gì, nói không chừng còn có thể được Phượng Lăng Ba thưởng thức. Ta nào có thể ôm đồn công lao của đạo gia ngươi. Thôi, công lao hay không công lao quên đi, ta cần công lao này làm gì? Ta xưa nay vốn là người biết điều, không thích gây ồn ào, mong tiên sinh thông cảm. như Hữu đạo nhăn nhăn mũi theo bản năng tiếp lời, đúng rồi, chuyện vay tiền mua lễ này đương nhiên cũng là chủ ý của tiên sinh, mong tiên sinh tha thứ. A, à, Lam Nhược Đình kinh hãi biến sắc, trợn trừng mắt, có vài phần thụ sủng nhược kinh, trong lòng bi phẫn. Cái chuyện không xấu hổ này ngươi lại còn mặt dày nói không tiện gánh trách nhiệm, còn nói là chủ ý của ta. Thương Triều Tông và Thương Thục Thanh hoàn toàn không nói được gì. Họ hiểu rồi, bảo sao chuyện gì cái tên này cũng dám làm, thì ra chuyện xấu do hắn làm, trách nhiệm đều do người khác chịu phủi mình sạch sành xanh, có gì là không dám. Chỉ có người khác phải chịu oan ức thôi, qua chuyện này, xem như ba người nhận thức được vị này rồi. Lam Nhược Đình không nghĩ ra nổi vì sao một người phong độ như Đông Quách Hạo Nhiên lúc Lâm chung lại thua một đệ tử như vậy. Viên Cương rất hiểu đạo ra, đứng bên cạnh, chẳng rung động tí nào, coi như không chút bất ngờ. chương 78, sau này theo ta, một, sắc mặt của Lam Nhược Đình cũng không biết đang khóc hay đang cười, chỉ nhắm mắt gật đầu xem như đồng ý. Thêm chốt là, người ta nhọc nhằn khổ sở định ra được chuyện lớn thế này, nói người gánh chút trách nhiệm cho người ta cũng không chịu, thực không còn gì để nói. Nhưng mà Lam Nhược Đình khá lo lắng ngày mai đến gặp người nhà họ Phượng không biết sẽ bị bên đó thăm hỏi thế nào. Như Hữu đạo nhoẻn miệng cười, cùng mấy vị bàn bạc cụ thể ngày mai chính thức gặp Phượng ra phải làm thế nào. Công việc cụ thể khi bàn chuyện cưới gả với Phượng ra đương nhiên giao cho Lam Nhược Đình. Chuyện như vậy, để thương Triều tông tự mình đàm luận không thích hợp, để muội muội chưa xuất giá đi bàn cũng không hợp lý, cũng chỉ còn có Lam Nhược Đình. Còn Ngưu Hiếu Đạo, không phải không được nhưng hắn không muốn bận tâm đến mấy chuyện lễ nghi phiền phức này. Với hắn, dựng sẵn cầu cho các người rồi, bày sẵn luôn cả đường cho các người rồi, các người còn đi không được thì không cần cứu nữa. Ở cùng một đàn heo, sớm muộn gì cũng bị liên lụy chết, không bằng hắn tranh thủ đi cho sớm. Vì thế, Ngưu Hiếu Đạo quay đầu đi tìm chỗ nghỉ ngơi, để lại mấy vị chậm rãi tiêu hóa. Đạo gia, ta đưa người đi, thương thuộc thanh đi theo ra ngoài, như hiểu đạo coi đây là chuyện đương nhiên, không từ chối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng dần có hảo cảm với nữ nhân xấu xí thông tình đạt lý này, chỉ cười dặn dò buổi tối đi đường còn đội mũ xa, nhìn được sao. Cẩn thận đừng để ngã, thương thuộc thanh đáp quen rồi. Dường như trong câu trả lời của nàng ẩn một tia xót xa khiến cho hắn không tiện lấy chuyện này ra đùa giỡn nữa, đổi đề tài, lúc trước khi gặp nhau, làm sao các ngươi đưa được cả đám hòa thượng nam sơn tự đến vậy thương thục thanh cẩn thận đi bên cạnh ôn nhu trả lời trước khi đạo gia rời nam sơn tự có dặn phải giữ con yêu gấu đó lại khi đi đương nhiên phải đem đi cho đạo gia nhưng con yêu kia sống chết cũng không chịu đi một mình nói rằng mình đi rồi chúng tăng ở nam sơn tự rất khó tự sinh tồn nếu chút còn lại cuối cùng ấy của nam sơn tự cũng không còn thì sẽ rất có lỗi với lời dặn dò của lão trụ trì trước khi lâm chung nói chung yêu gấu nhất định không chịu đi một mình dù có gác đao lên cổ cũng không chịu bỏ lại đám tăng chúng kia. Hết cách, chúng ta đành đưa bọn họ tới cả, xem đạo gia định xử lý thế nào. Đao gác lên cổ cũng không chịu đi, Nghiêu Hữu Đạo hơi kinh ngạc, hắn không hiểu rõ lắm về thế giới này nhưng cũng biết phần nào. Phật tổ mà Phật giáo thờ phụng ở đây không phải Thích Ca Mâu Nhi mà là một nhân vật khác, mà hiện tại Phật giáo ở nơi này cũng không hưng thịnh, có vẻ như đã từng có thời kỳ hưng thịnh, đại khái là ở thời Vũ Triều, sau đó vì chiến loạn quá nhiều nên cũng bị ảnh hưởng, có vài phần giống như 480 chục chùa Nam Quốc, mưa khói che lầu biết mấy không. Phật môn dần dần xa sút chùa miếu như Nam Sơn Tự đã chẳng còn mấy, không ngờ Phật môn xa sút như vậy còn có thể gặp một con yêu gấu kiên định với tín ngưỡng như thế. Trước kia, hắn chưa từng gặp yêu tinh gấu nên khá hứng thú với nó, hiện giờ lại càng hào hứng hơn, à lên một tiếng, vui vẻ hỏi, ta rất muốn gặp yêu tinh thả chết chứ không chịu khuất phục này. Quận chúa, mời về thôi, nghỉ sớm một chút, không cần tiễn. Thương Thục Thanh cũng không từ chối, lấy ra một bản khẩu cung, ta đã từng đọc, dị thú lục, sau khi xem bản khẩu cung này, phát hiện yêu gấu này cũng là kẻ có tên trên bảng, cũng không biết đúng hay không, kính xin đạo ra tự mình minh xét. Nàng ta dâng lên bằng hai tay, hơi hạ thân, rồi xoay người rời đi. Yêu tinh trên dị thú lục, như hữu đạo sửng sốt, tràn trề hứng thú, đi tới một mái hiên có treo đèn lồng, mở bản khẩu cung ra xem, sau đó đưa cho viên cương đọc cùng, gật đầu nói thầm, gấu lông vàng óng, đau thương bất nhập, lẽ nào là kim vương hùng trong dị thú lục hắn cũng đã từng xem dị thú lục viên cương thì chưa chỉ xem qua khẩu cung một lượt nắm đại khái tình hình nhìn viên cương cất bản khẩu cung đi như hữu đạo thoáng nở nụ cười nữ nhân này đúng là người cẩn thận đấy đi chúng ta đi xem yêu gấu kia hai người đi tìm một thân vệ hỏi chỗ chúng tăng nam sơn tự nghỉ ngơi rồi đi thẳng tới một tiểu viện nhỏ chừng hai mươi tăng chúng chia làm hai gian phòng nhét vào đó yêu gấu viên phương cũng ở đó trong tiểu viện cũng có thân vệ. Gian lao bồn ba suốt chặng đường dài, đại khái các tăng chúng mệt mỏi lắm rồi, đều ngáy khò khò, còn yêu tinh vẫn là yêu tinh. Khi Nhiêu Hữu Đạo xông vào phòng, chúng tăng đều ngủ say như chết, chỉ có Viên Phương đang khoanh hai chân ngồi tĩnh tọa mở mắt ra. Thấy là Nhiêu Hữu Đạo và Viên Cương, lão ta lập tức bò lên, cúi đầu khom lưng cười rạng rỡ. Nhiêu Hữu Đạo đánh giá Viên Phương từ trên xuống dưới, lão ta không cao, giống một ông lão gầy gò, lõm khòm da khá đen nhưng tinh thần rất tốt phòng dâu bạc trắng hai mắt sáng ngời tăng y đã đổi thành thường phục đội mũ che đầu chọc nhưng nhìn từ dưới mép mũ vẫn nhận ra được là một tên chọc nhìn các hòa thượng đang ngủ nghiêu hữu đạo không quấy giày vẫy vẫy tay gọi viên phương ra khỏi phòng đi tới phòng khách của tiểu viện vừa vào nghiêu hữu đạo xoay người cười nói với viên phương đang đi vào trong cởi quần áo ta xem chút a à, viên phương trợn tròn hai mắt rất do dự nghiêu hữu đạo khoát tay không cần sợ ta chưa từng thấy yêu tinh muốn mở mang kiến thức thôi. Thì ra là vậy, viên phương thở phào nhẹ nhóm, cũng thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ, chậm rãi cởi áo, lộ ra toàn thân lông vàng còn chưa hóa hình hoàn toàn. Lão ta cúi đầu cục mắt, mặc kệ hai vị kia tò mò đi vòng quanh mình đánh giá, lông vàng còn bị như hữu đạo giật giật mấy cái vẫn phải cố nhịn. Không đành lòng cũng không được, lão có thể phản kháng nhưng hậu quả sẽ tai vạ đến chúng tăng nam sơn tự. Xoay chuyển vài vòng, như hữu đạo liếc nhìn sang viên cương. Viên cương rút trùy thủ bên mình, phất tay một cái. Lưỡi dao xé gió xẹt qua người viên phương, két, là tiếng kim loại ma sát. Sự thật đã chứng minh, quả nhiên viên phương đau thương bất nhập, lông không đứt một sợi, da không xước một cái. Viên phương rất kinh hãi, xoay người lại, liên tiếp lùi lại tránh xa, cực kỳ nghi ngờ, không hiểu sao họ lại dùng đến dao. Nhiều hữu đạo vẫn hứng thú bừng bừng, vui cười hớn hở nó, không cần sợ, không cần sợ. A, à, hiện nguyên hình xem nào thấy đối phương do dự, hắn nhíu mày hỏi bằng giọng mũi, hừm. Viên phương đã từng được nếm thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo, ba người tống diễn thanh cũng không bằng người ta. Lão ta không phải đối thủ của hắn, bị khuất phục, từ từ mở đai lưng, cởi quần dài, chỉ để lại một cái quần ngắn rộng bên trong. Cởi quần áo cũng không sao nhưng bị hai nam nhân nhìn chằm chằm không chớp mắt, lão ta đã tu luyện thành tinh, cũng có nhân tính, đương nhiên cũng xấu hổ. Cởi dây, không còn vướng víu gì nữa, viên phương hít sâu một hơi như thổi phồng cả người lên tứ chi cũng biến lớn mặt cũng phình ra trên đầu chọc bắt đầu mọc ra bộ lông vàng óng da thịt trên mặt vặn vẹo biến thành màu đen quá trình này khá buồn nôn rất dọa người nhưng nghiêu hữu đạo và viên phương đều không phải người bình thường thứ buồn nôn như thi thể người trong mộ cũng thấy nhiều rồi ngay cả cương thi cũng đã từng gặp cảnh tượng trước mắt làm sao dọa được họ chỉ cảm thấy mới lạ thôi viên cương bình thường vẫn luôn lạnh tanh cũng có vẻ tò mò thoáng một cái một con gấu lớn lông vàng trói lọi đứng trước hai người cơ thể cường tráng vừa cao vừa to gấp ba lần ban nãy uy vũ đáng sợ cái quần ngắn rộng đã rách quấn quanh eo như dây cỏ tay gấu và da mặt đen thui móng vuốt sắc bén như thấy đồ chơi mới được mở rộng tầm mắt hai người vây quanh con gấu lông vàng này rất thưởng thức con gấu lẻ lưỡi lắc lắc lư lư chạy vòng tròn quanh hai người ánh mắt đầy ngây thơ vô tội không biết hai người kia muốn chơi đến khi nào chương 79, sau này theo ta, chỉ chốc lát sau, Nghiêu Hữu Đạo lại liếc nhìn viên cương một cái. Viên cương vùng thủy thủ liên tục nhưng chỉ có tiếng chan chát của kim loại ma sát, hoàn toàn không thể cắt được lớp lông vàng bảo vệ. Đột nhiên, hắn ta đổi thế, chọc thẳng trùy thủ vào đùi kim mau hùng. Lần này, một dao thấy máu, cắm vào tới non nửa lưỡi dao. a à, con gấu vàng bị đau nhảy dựng lên, xin tha bằng tiếng người, hai vị dơ cao đánh khẽ, buông tha cho bần tăng được không? Nghiêu hiểu đạo đã xác định được rõ ràng, bộ lông vàng này xác thực đau thương không ăn, nhưng chỉ có hạt, không ngăn được vũ khí sắc bén đâm thẳng, bèn nhấc tay cười nói, thất lễ, thất lễ, biến trở lại đi. Thân thể gấu lông vàng lập tức xẹp xuống như một quả bóng cao su, biến lại thành viên phương kia, xoay người quay lưng, cởi mảnh vải rách trên lưng xuống, băng bó đơn giản vết thương trên đùi rồi tập tễnh đi nhặt quần áo mặc lại. Xong xuôi, viên phương đường đường hoàng hoàng quay lại, sắc mặt có vẻ ai hoán. Nghiêu Hữu đạo đưa tay mời, người đi đứng bất tiện, ngồi xuống rồi nói. Viên Phương lùi lại hai bước, ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ trả lời câu hỏi của Ngưu Hữu Đạo. Khi lão ta nói về hành động của mình khi ở Nam Sơn tự giống như nhận tội với Tống Diễn Thanh, lần thứ hai cường điệu mình đã làm bao nhiêu chuyện tốt, thể hiện mình không phải kẻ xấu. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ nghe, mặc kệ lão ta vì chấn hưng Nam Sơn tự hay vì mưu tài cho bản thân, kiếm đâu ra lắm lý lắm cơ thế. Cứu tế một vài hương dân liền tự nhận là cướp của người giàu chia cho người nghèo hà vậy khác nào làm đủ chuyện xấu rồi làm chút chuyện tốt là có thể miễn tội không? Còn lấy cái mỹ danh càn quét thổ phỉ nữa, rõ ràng là một núi không thể chứa hai cọp, trên một mảnh đất mà lắm người hành nghề ăn cướp quá sẽ ảnh hưởng đến tài lộ của Nam Sơn tự các ngươi, nên ăn luôn đám thổ phỉ kia chứ gì. Hai năm qua vì tiền tài đã hại bao nhiêu mạng người, cướp được bao tiền. Như hiểu đạo ngồi trên ghế, vắt chéo hai chân, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên khai trà, hỏi. Viên Phương lắc đầu, không có tiền. Nghiêu hữu đạo cao mày cười lạnh, làm sao? Sợ ta cướp tiền à? Viên phương đau khổ lắc đầu, ngài hiểu lầm rồi, vị trí của Nam Sơn tự quá độc, không lấy được tiền của gì mấy, trong chùa còn phải nuôi nhiều miệng ăn như thế, rồi tu sửa chùa miếu rách nát, thi thoảng lại giúp đỡ hương dân, chỉ còn lại mấy trăm kim tệ, lúc trước đã bị mấy người vương ra cướp mất rồi, nói là để làm phí dụng cho bao người chúng ta ăn uống dọc đường. Nghiêu hữu đạo cười ha hả, hóa ra lão ta bị bọn thương triều tông đang nghèo đói khát tiền cướp sạch rồi. Con yêu gấu này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình oan lắm à? Gặp chúng ta coi như ngươi may đấy. Đi men bờ nước mãi, làm sao giữ được giày khô, ngươi trốn ở đó đánh cướp, sớm muộn gì cũng đụng phải kẻ khó ăn, gặp mấy tên tu sĩ trảm yêu trừ ma coi như ngươi chết rồi. Không bằng thế này đi, sau này, ngươi đi theo ta lăn lộn, được không? Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một thân phận quang minh chính đại để có thể ngừng đầu cất bước. Viên phương buồn bã khóc tang, pháp sư, ngài thả ta ra đi, ta đã đồng ý với lão trụ trì sẽ duy trì nam sơn tự rồi cũng đã quỳ xuống phát nguyện với phật tổ sẽ coi việc trấn hương nam sơn tự như mục đích sống đời này nếu trái lời thề xin xuống địa ngục như hữu đạo cười nói dễ thôi người đi theo ta sau này ta sẽ xây cho người tòa chùa to nhất thiên hạ viên phương ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi thật sao ít nhất là cho người đủ tiền để xây cái chùa lớn nhất thiên hạ viên phương chẳng tin lắm quan trọng là không muốn bị cuốn vào thị phi gì Châm trước một lát mới yếu ớt đáp, không cần phiền phức như vậy, cứ để ta tự tìm cách đi. Nhiêu hữu đạo cười lạnh, không nể mặt sao. Cho người cơ hội lần cuối để cân nhắc, chớ ép ta trở mặt. Viên phương lập tức đổi thái độ, quả đoán gật đầu, được. Sau này xin nghe pháp sư dặn dò. Nhiêu hữu đạo quay sang nói với viên cương bên cạnh. Sau này nếu con yêu này không thành thật, cứ giết hết hòa thượng ở Nam Sơn tự đi. Viên cương lạnh tanh gật đầu, lạnh mắt liếc nhìn viên phương ngồi trách đối diện. Viên Phương giật giật vội vàng khoát tay, không có không có, chúng ta đều là người đàng hoàng. Cứ thu con yêu tinh này lại sau này chậm rãi nghiên cứu, như hữu đạo hài lòng hỏi, Hàn Huyên lâu vậy còn chưa biết ngươi tên gì. Viên Phương bắt tay thành hình chữ thập, bần tăng Viên Phương. Như hữu đạo tức giật, vẫn tự coi mình là người à. Viên Phương là ngươi sao? Hỏi tên thật của ngươi. Không có tên, trước đây trong chùa chỉ tội ta là Tiểu Kim. Tiểu Kim, như hữu đạo nhìn một hồi rồi chỉ chỉ Viên Cương, hắn ta là hầu tử, còn ngươi sau này gọi là lão hùng đi. Viên phương nhìn sang viên cương, kinh ngạc hỏi, ngươi là hầu tử. Bộ dạng như muốn nói ngươi giấu tốt thật đấy, như hữu đạo suýt không nhịn được cười. Viên cương lại nhìn ra được lòng trung thành từ vẻ mặt của gã gấu tinh này, chính là thứ trung thành mà ai cũng thích đó, rất muốn đấm một cái lên đó, chỉ nhàn nhạt hỏi có biết gấu thường chết thế nào không? A, à, viên phương vừa sợ vừa khó hiểu, cẩn thận hỏi chết thế nào? Viên cương hất cằm sang nghiêu hữu đạo, chép miệng, hắn ta là Châu. Châu, viên phương hơi sửng sốt, trợn trừng hai mắt kinh hãi hô lên, Châu. Nghiêu hữu đạo cười khà khà, xoay người chắp tay rồi rời đi. Mặc kệ viên phương, viên cương đi ra ngoài đuổi theo nghiêu hữu đạo hỏi, đạo gia, hình như con yêu tinh này hơi ngốc, người thực sự muốn nhận nó sao? Kiếp trước đạo gia cũng không thiếu huynh đệ thủ hạ, vì coi trọng người ta rồi thu nhận cũng là chuyện thường xảy ra, đây không phải lần đầu viên cương chứng kiến. Ha ha, người lầm rồi, đây là loại biết có biết rũi, giả heo ăn thịt hổ đấy. Chỉ là nó không hiểu biết nhiều, thiếu chút kinh nghiệm giang hồ nên mới thất thủ trong tay Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh là kẻ tự đại, người có tin không, chỉ cần Tống Diễn Thanh ở lại Nam Sơn tự lâu hơn một chút, tưởng an toàn mà lơi lỏng cảnh giác, 89 phần 10 là, không cầm đến chúng ta, y sẽ bị chính con gấu tinh này giết không. Viên Cương Kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết, Nghiêu Hữu Đạo cười khẽ, đáp ngươi thử nghĩ lại xem, không nói chuyện khác nhé, hơn 20 hòa thượng kia vốn có thể nhân cơ hội mà bình yên thoát thân, nhưng trong lễ tạ thần nguy hiểm như vậy còn chọn mạo hiểm theo gã. Hình như lúc trước còn có mấy người bị bọn tống diễn thanh giết nữa. Lòng người là khó lường nhất, huống chi là một đám hòa thượng giả tay dính máu, có thể thu nạp được đến mấy chục người như thế há lại là kẻ ngu. Chỉ nhìn vào điểm này thôi cũng có thể thấy được phần nào. Gã không ngốc nghếch như người tưởng đâu, suy tính cũng khá đấy, cùng lắm chỉ là có chút vấn đề về nhân sinh quan, giá trị quan thôi cái đáng quý là tài năng, muốn lấy được tâm của người như thế chỉ đối xử tốt là vô ích. Chỉ một thôi, khiến gã phục. Ngươi dạy dỗ gã thêm đi. Viên Cương nghe vậy trầm ngâm năm chiêu, đột nhiên quay lại bỏ đi, va vào Viên Phương vừa từ trong phòng đi ra, không nói nửa lời, gió chân đạp cho một cái. Dầm. Viên Phương vừa chúng một cước bay ngược trở lại. Viên Cương vọt vào, tay đấm chân đá, đầu gối cùi chỏ cùng kết hợp đánh như phát điên. Trong phòng Viên Phương kêu rên liên hồi xin tha không ngừng. Lãi lâu sau tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại, viên cương vẫn lạnh tanh đi ra, không thèm liếc nhìn thân vệ đang kinh ngạc gần đó, kéo kéo lại quần áo, bước nhanh bỏ đi. Lát sau, viên phương mặt mũi sưng phù quật mái mũi đau méo miệng tập tễnh đi ra. Gã không hiểu sao tự nhiên lại bị đánh, một câu giải thích cũng không cho. Trong phủ thái thú, Phượng Lăng ba chắp tay lẳng lặng đứng ngước nhìn ánh trăng bàng bạc giữa màn đêm tĩnh vắng, có vẻ thất vọng. Nghĩ đến nữ nhi, gả nàng đi như vậy, lão cũng lo lắng, phức tạp. Bành Ngọc Lan nhẹ nhàng đi tới, phủ áo choàng lên vai lão. Chương 80, cho ngươi xả cơn tức. Tuy mùa xuân đã ấm áp hơn nhưng buổi đêm vẫn lạnh lẽo, trượng phu của bà không phải tu sĩ, không chống được khí lạnh. Không chỉ trượng phu, thể chất của ba nữ nhi của bà cũng không thích hợp để tu luyện. Bằng không, với xuất thân của mình, bà hoàn toàn có thể đưa họ vào thiên ngọc môn, điều này vẫn khiến cho bà tiếc nuối. Nhưng chịu thôi, cấu tạo kinh mạch người này khác người khác, chỉ có một số ít người thích hợp để tu luyện. Phượng Lăng Ba quay lại, khẽ mỉm cười. Bành Ngọc Lan đưa cho trưởng phu một tờ giấy mỏng, cha thiếp gửi tin tới. Sau khi bàn bạc, Thiên Ngọc Môn quyết định tán thành chuyện này, lo bên này không đủ người phái người tới huyện Thương Môn nên đã khẩn cấp điều người tới rồi. Bình thường, Thiên Ngọc Môn không thể chất đống tất cả nhân thủ ở quận Quảng Nghĩa được, vẫn phải bận tâm đến phạm vi thế lực. Người Thiên Ngọc Môn thu xếp ở đây, ngoại trừ làm hộ vệ, còn có một số ít phụ trách thu thập linh thảo thông thường, bách tính quận Quảng Nghĩa hái được linh thảo đều bán cho những người này họ thu gom linh thảo xong sẽ tập trung lại đưa đến thiên ngọc môn để thiên ngọc luyện chế đan dược hoặc để giao dịch trong giới tu hành trên thực tế các môn phái tu hành lớn đều phân chia thế lực như vậy trời đất bao la linh thảo lại là thứ không phải nơi nào cũng có dựa vào các đệ tử môn phái leo núi xuống biển khắp nơi để tìm hái hiệu suất sẽ không cao thứ này không phải thứ người chạy nhanh nhất sẽ tìm được dù sao nhân thủ trong môn phái cũng có hạn nếu người tu hành dồn hết tinh lực vào việc đi tìm kiếm linh thảo sẽ không tu luyện được gì hết. Đương nhiên, tài nguyên tu luyện không phải chỉ có quyền thu gom linh thảo, mà còn cả tiền lương. Muốn tu luyện có hiệu quả cao, không thể dùng ít các pháp địa tốn tiền, không thuộc phạm vi thế lực của mình, mấy ai có thể được người khác dễ dàng cho dùng đồ thuộc địa bàn của mình chứ? Phượng Lăng Ba nhận thư, nương theo ánh trăng đọc kỹ, rồi lặng lẽ vỏ trong lòng bàn tay. Kết quả không ngoài dữ liệu, lão thở dài, nàng lại đi khuyên nhủ nhược nam đi vâng bành ngọc lan khẽ gật đầu đúng lúc này quản gia thọ niên nhanh chân chạy đến hành lễ với hai người phượng lăng ba hỏi thế nào đã sắp xếp cẩn thận ngày mai họ sẽ tới bái kiến lão gia phượng lăng ba gật đầu bành ngọc lan quan tâm hỏi thương triều tông kia trông thế nào tướng mạo đường đường rất có khí khái nam nhi bành ngọc lan à lên một tiếng yên tâm hơn phần nào nhưng lại dâng lên một nỗi lo khác tướng mạo đường đường lại có thể coi trọng nữ nhi nhà mình sao bà ta không lo thương triều tông không cưới nữ nhi của mình bà ta biết y sẽ không dám sợ là sợ sau này y sẽ lạnh lẽo bỏ mặc nữ nhi của mình để cho nàng phải chịu nỗi oan ức không thể nói với ai có đôi khi lạnh nhạt còn khiến người ta đau đớn hơn cả bạo lực sau đó không lâu bành ngọc lan đi tới tiểu viện của nữ nhi tiến vào khuê phòng trong phòng bốn nha hoàn mai lan cúc trúc phụng mệnh một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm phượng nhược nam phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn còn phượng nhược nam còn chưa cởi chiến giáp đã nằm đờ ra trên tháp bành ngọc lan phất tay ra hiệu bốn nha hoàn lui ra ngồi bên giường không chờ nương mở miệng nàng đã nói trước nương người đừng khuyên con nữa con nói rồi không lấy chồng là không lấy chồng ai ép cũng vô dụng bành ngọc lan cả giận ta cũng không muốn con xuất giá như thế nhưng tốt xấu gì con cũng là tướng quân thống binh lẽ nào trên chiến trường không biết cái gì gọi là vì đại cục sao đột nhiên phượng nhược nam ngồi bật dậy tức giận hỏi cái gì là đại cục con nghĩ là đại cục của thiên ngọc môn đi, nương gọi ông ngoại tới gặp con, con cũng muốn hỏi người một chút, dùng chính ngoại tôn nữ của mình để thành toàn cho thiên ngọc môn, có phải nam nhân vô dụng hết rồi không? Làm càn, bành ngọc lan tát vào má nàng một cái, đột nhiên đứng phát dậy, chỉ vào nữ nhi mà trách mắng, không để ý đến đại cục thiên ngọc môn còn có thể có một quận quảng nghĩa an ổn sao? Con không biết có bao nhiêu người đang nhăm nhe muốn lấy mạng cha con sao? Các đại môn phái cạnh tranh không tiến ắt phải lùi, người không lớn mạnh, Người khác mạnh hơn sẽ muốn cướp đoạt của ngươi. Một khi Thiên Ngọc môn đổ, quận quảng nghĩa còn giữ được sao? Cha ngươi, mẹ ngươi, còn cả huynh trưởng của ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Lẽ nào ngươi muốn như vậy? Bà ta tuyệt đối không nói ngoa, các môn phái vốn có quan hệ lẫn nhau. Ngươi muốn có địa bàn to lớn hơn, cướp đoạt nhiều tài nguyên tu luyện hơn sẽ phải có người quản lý tục sự giữ địa bàn cho ngươi, đệ tử trong môn phái có đông cũng không thể ném hết tới thế tục đi quản lý chuyện quân chính. Địa bàn lớn vứt ra bao nhiêu đệ tử mới trông nổi đây. Chuyện này không thực tế, không nói tới chuyện người tu hành sẽ dồn phần lớn tinh lực vào việc tu luyện, năng lực xử lý chuyện thế tục sẽ không bằng người thế tục, cho nên vẫn cần nâng đỡ người thế tục quản lý. Nâng đỡ nhân tài tuấn kiệt trong thế tục quản lý tục sự cho mình chính là phương pháp tốt nhất, tiết kiệm tài nguyên đệ tử cho môn phái nhất. Muốn có nhiều tài nguyên tu luyện hơn thì cần phải có địa bàn lớn hơn. Mà càng cần địa bàn to lớn hơn sẽ càng cần nhiều đệ tử hơn, không thể không đảm bảo an toàn cho những người nòng cốt quản lý thực sự cho mình, nếu không rất có thể người đó sẽ bị đối thủ cạnh tranh giết chết. Đây chính là nguyên cớ để có pháp sư tùy tùng, địa bàn mở rộng hơn, đương nhiên số pháp sư tùy tùng trong môn phái phái ra cũng sẽ tăng hơn, càng cần bồi dưỡng nhiều đệ tử, dẫn đến lại càng cần cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện. Đây là quan hệ nhân quả, Phượng Nhược Nam bụng mặt cắn môi, mắt ngấn lệ quang. Đương nhiên nàng không muốn người nhà gặp bất hạnh, nhưng nàng cũng không muốn phải xuất giá một cách khuất nhục như thế. Nhược Nam, coi như nương cầu con có được không? Nương quỳ xuống xin con có được không? Bà ta đứng trước mặt nữ nhi, hai đầu gối khuỵu xuống muốn quỳ. Phượng Nhược Nam vội đỡ bà lên, lắc lắc đầu. Nào có nữ nhi nào nhận nổi cái quỳ lại của mẫu thân, nước mắt lưng chồng nói, nương, ngài đừng làm vậy, con gả đi là được chứ gì. Hai mẹ con ôm nhau khóc nấc lên, nương, con uất ức, thương chiều tông kia quá bắt nạt người. Phượng Nhược Nam rúc trong lồng ngực mẫu thân nghẹn ngào, bành ngọc lan vỗ vỗ lưng nữ nhi, đảm bảo con yên tâm, nương đã tính toán rồi. Nương sẽ xả giận cho con, cha con cũng ngầm đồng ý rồi. Sáng sớm hôm sau, nhiều hữu đạo vẫn đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa trong phòng, viên cương gõ cửa vào, đến bên cạnh nhắc nhở, đạo ra, ba người kia ở bên ngoài cầu kiến. Nhiều hữu đạo chậm rãi thu công, thở ra một hơi, mở hai mắt. Đương nhiên hắn ta biết ba người kia là ai, ngoài ba người thương triều tông còn có thể là ai nữa. Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên là ba người đó đang đứng dưới bậc thang, cùng tiến lại chắp tay chào, đạo ra. Rõ ràng có vẻ kính trọng hơn không ít, như hữu đạo chẳng để tâm, mình chẳng cần mấy thứ mặt mũi này, nhưng thấy thương triều tông như con gấu chúc hắn ta phì cười, phỏng trừng đêm qua vị này không ngủ được đây. Cười xong, hắn ta đàng hoàng trịnh trọng chắp tay hỏi, không biết vương ra có gì phân phó. Thương Triều Tông cười nói, chúng ta đang muốn đi gặp Phượng Lăng Ba, mời đạo ra đi cùng. Chuyện này thôi, ta không đi, các ngươi đi đi. Nghiêu hữu đạo hớn hở xua xua tay, hắn ta hơi chuột dạ, chuyện đi xem sắc mặt người ta vẫn để cho vị trước mặt này đi đi. Hắn ta thuận miệng hỏi, mười ngàn kim tệ kia gom thế nào rồi? Thương Triều Tông bất đắc dĩ lắc đầu, ở đây ta không quen người không quen đất, thật sự không gom được nhiều tiền như vậy. Y phất tay chỉ lam nhược đình, chẳng thể làm gì khác hơn là để cho tiên sinh phải xấu hổ. Chờ lát nữa, gặp Phượng Lăng Ba bàn bạc một hồi, tạm xin khất nợ, tới huyện Thương Ngô rồi tìm cách trả sau vậy. Nợ, Nghiêu hữu đạo nhìn ba người, ba người các ngươi dần vật nghĩ cách cả một buổi tối rồi nghĩ ra biện pháp như vậy sao? Các ngươi đi tay không thế, lát nữa sám xịt quay về thì đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. mươi 81, thâm tàng và công danh, ba người hơi nghi hoặc, theo lý thuyết, hẳn là Phượng Lăng Ba nên biết tình hình hiện tại của họ không dư giả gì mới phải, bằng không, cần gì phải mặt dày đi mượn tiền của Phượng Nhược Nam. Tạm hoãn trả tiền một thời gian, đến thuyện thương ngô rồi gom cũng được. Lam Nhược Đình khó hiểu, hỏi, Phượng Lăng Ba không đến nỗi vì 10.000 kim tệ mà làm lỡ chính sự chứ? Mọi người đều hiểu chính sự mà lão nói đến là 10 vạn nha tướng. Cả ba người đều không cho rằng Phượng Lăng Ba có thể vì 10 vạn kim tệ nhỏ nhoi mà bỏ lỡ đại sự như 10 vạn nha tương, đều nghĩ rằng nếu Lam Nhược Đình chịu muối mặt đến nói mấy câu sẽ không sao. Như Hữu đạo muốn nói gì đó lại thôi, phỏng chừng bên phủ thái thú có người đang chờ bên này tới để xả giận đây. Bành Ngọc Lan đã nói rõ lời hung ác trước mặt mọi người, nếu cứ thế quay lại sẽ cực kỳ mất mặt không biết sẽ bị dội bao nhiêu chậu máu chó lên đầu nhưng cũng không tiện kể lại tình hình phủi trách nhiệm khi ấy của mình cho thương chiêu tông chỉ đành thiện ý nhắc nhở vương ra nam nhân rộng lượng nữ nhân có thể sẽ khó mà dễ nói chuyện như vậy sợ là bành ngọc lan muốn xả giận cho nữ nhi thôi có bà ta đứng chắn không chịu chút lúng túng khó mà gặp được phượng lăng ba hắn ta vẫy vẫy tay đương nhiên đây chỉ là phán đoán của ta các ngươi coi như chưa nghe thấy gì đi tối qua không được nghỉ ngơi tốt ta không phụng bồi nữa đi về trước nghỉ ngơi đây dứt lời hắn ta chắp tay chào quyết định không đi hắn ta chẳng có gì phải lo chuyện này thương triều tông ăn chút đắng chịu chút oan ức thôi không ảnh hưởng đến đại cục cuối cùng nên gả vẫn sẽ gả nên cưới vẫn sẽ cưới có phải hắn ta mất mặt đâu thấy nghiêu hữu đạo xoay người muốn quay vào nhà thương triều tông nhào tới vồ lấy cánh tay hắn ta cười nhăn nhó đạo ra không ngại nói thẳng ra đi chuyện như vậy thực ra y là người thấp thỏm nhất. Ra chiến trường đánh giết rơi đầu y không sợ, nhưng là lần đầu đối diện với việc hôn nhân đại sự, là lần đầu tiên đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, có thể thông cảm mà. Then chốt là, y không đủ sức cưới nữ nhi nhà người ta, nhất là nghiêu hiểu đạo làm ra chuyện này, lại để y đi chịu oan ức, ngẫm lại, có khó chấp nhận cũng dễ hiểu. Tình hình thế này còn muốn nhắm mắt đi vào nhà y sẽ trần trọng mất ngủ cả đêm mất. Bây giờ, nghiêu hiểu đạo còn thả cho y một tín hiệu không ổn, y lại càng bất an. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, liếc nhìn cánh tay bị y nắm lấy. Viên Cương cũng liếc nhìn bàn tay thương Triều Tông muốn cản lại, tay hơi gồng lên, lại thả xuống. Nếu ở kiếp trước, căn bản Viên Cương sẽ không cho người ta cơ hội làm ra hành động vô lễ nào với đạo gia, nhưng hiện tại gã đoán thương Triều Tông cũng không có ác ý. Thương Triều Tông cũng ý thức được mì hơi thất thố, vội buông tay. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, ta nói rõ rồi, không có việc gì lớn, chỉ thế thôi. Có điều, ta vẫn kiến nghị vương gia nên suy nghĩ cho chu toàn lo trước khỏi họa chuẩn bị kỹ rồi khi nói chuyện cũng có chút tự tin phải không